Vậy thì tốt. Trước tiên, tôi cho cô 500 vạn. Cô đi theo tôi nửa năm. Nếu như cô đem lại cho tôi cảm giác hài lòng, nửa năm sau, tôi sẽ cho cô 500 vạn. Cô cảm thấy thế nào? Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Phương Thảo sẽ mang tới một câu chuyện tình yêu rất lãng mạn giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bị ấn tượng bởi sự thiện lương của cô. Thế nhưng cho tới khi cô mở lời muốn trở thành tình nhân của anh để đổi lấy tiền bạc thì anh thực sự bất ngờ. Cô cũng hám tiền, cũng giống như những người phụ nữ vây quanh anh thường ngày hay sao? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé và cổ vũ cho Phương Thảo mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm khuya trên đường trở về đi làm, Mạnh Tĩnh Vi thở dài. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải trả một khoản tiền vay cho ngân hàng, cô liền cảm thấy đau đầu, trong lòng phiền muộn. Nhưng làm thế nào được chứ? Cuộc sống của cô chính là như vậy. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Mạnh Tĩnh Vi chỉ vừa cúi đầu nhìn xuống mặt đường, không chú ý tới đường xá. Cho đến khi vai bỗng nhiên bị đau, cô mới định thần trở lại. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ nhìn thấy duy nhất bóng lưng to lớn của một người đàn ông biến mất ở phía trước. Mạnh Tĩnh Vi đang muốn cất bước đi tiếp, đột nhiên phát hiện thấy trên mặt đất có một chiếc ví da màu đen. Cô ngồi xổm xuống nhặt ví da lên, mở ra nhìn, bên trong ngoại trừ tiền mặt còn có cả mấy tấm danh thiếp giống nhau. Chắc không phải là của người vừa mới đụng vào cô làm rơi đấy chứ? Nghĩ tới khả năng này, cô cầm chặt chiếc ví da đứng lên, liền đuổi theo đối phương mà người đàn ông kia biến mất. Nhưng đâu có còn bóng dáng của anh ta nữa, trong ngõ hẻm trống trải đến con mèo hoang cũng không có. Cô thầm nghĩ, ngày mai có thời gian tìm theo địa chỉ trên danh thiếp đem trả lại cho anh ta. Quyết định như vậy, cô liền xoay gót trở về. Còn không mau về nhà thì tám phần sẽ bị mẹ nhắc đi nhắc lại rằng cô ra ngoài lêu lổng. Vừa về tới nhà, chào đón cô không phải là gương mặt lạnh lẽo của mẹ, cũng không phải là nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời của em trai, mà là một căn nhà u ám tĩnh lặng. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, khiến cho lòng của Mạc Tĩnh Vi bỗng chốc rét lạnh, thoáng chút lo lắng. Chẳng nhẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Mới nghĩ như vậy, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên chói tai. Cô như động vật nhỏ bị kinh sợ, nhảy dựng lên, sững sờ một lát, vọt tới bàn trà nhận điện thoại. Alo? Chị à, em là Tuấn Sinh đây. Đầu dây bên kia chuyển tới âm thanh hoảng hốt khẩn trương của em trai. Mạnh Tĩnh Vi vừa nghe giọng nói run rẩy của em trai, liền cảm thấy khác thường, khẩn trương mà hỏi. Tuấn Sinh, em sao thế? Âm thanh của em nghe lạ lạ. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát mới mở miệng lần nữa. Chị à, mẹ gặp tai nạn xe cộ, đang nằm trong viện. Em rất sợ, làm thế nào bây giờ đây? Em đừng sợ, mau nói cho chị biết mẹ đang ở bệnh viện nào, chị sẽ lập tức qua ngay. Mạnh Tĩnh Vi nhẹ nhàng nói, bình an trấn tĩnh em trai. Thật ra thì trong lòng của cô cũng sợ hãi, giống như em của mình. Bọn họ cũng chỉ còn có người mẹ này là người thân trên đời nữa mà thôi. Mạnh Tuấn Sinh nói với cô địa chỉ bệnh viện. Mạnh Tĩnh Vi cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì cả đêm không có chợp mắt, cho nên Mạnh Tĩnh Vi có một chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng sốc lại tinh thần. Đến thời gian nghỉ trưa, cô cầm chiếc ví da tối hôm qua nhặt được, dựa theo địa chỉ in trên danh thiếp trong ví da, liền đi tới tập đoàn Trưởng Phong. Tiểu thư, xin hỏi Lục Thiên Hữu, Lục tiên sinh có ở đây hay không? Cô lễ tân khách khí nói, tổng giám đốc không tùy tiện gặp khách, xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc hay không? Tổng giám đốc sao? Chợt nghe tiếng xưng hô này, Mạnh Tĩnh Vi sững sốt hồi lâu. Cô không biết chủ nhân của chiếc ví lại là người đàn ông có địa vị như vậy. Trên danh thiếp cũng không có thấy ghi chức danh của Lục Thiên Hữu. Thật xin lỗi, anh ta không có biết tôi. Mạnh Tĩnh Vi thành thật trả lời. Nghe vậy cô nàng lễ tân nhíu mày, kinh ngạc nhìn Mạnh Tĩnh Vi. Bình thường nếu như phụ nữ tới tìm tổng giám đốc vì chuyện riêng, phần lớn là những cô nàng yêu kiều mỹ lệ, có rất ít phụ nữ có khí chất thanh thuần giống như Mạnh Tĩnh Vi. Hơn nữa Mạnh Tĩnh Vi nói cô là không biết vị tổng giám đốc kia thì vì sao lại muốn tới gặp tổng giám đốc. Loại tình huống này cô chưa bao giờ gặp qua, cho nên thông báo với thư ký ra sao đây. Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm khó cô. Có điều tôi có chuyện cần phải gặp mặt với Lục tiên sinh, liệu có thể... Mạnh Tĩnh Vi vẫn còn chưa dứt lời, đã thấy cô lễ tân đi ra khỏi quầy, hướng tới người đàn ông đang đi về phía này. Không biết nói những gì, chỉ thấy cô lễ tân có thái độ rất cung kính đối với người đàn ông kia.
Người đàn ông sau khi nghe xong lời của Lễ Tân, đi tới trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi, lặng lặng quan sát cô gái có ngũ quan thanh tú, nhìn có vẻ như an tĩnh hiền lành trước mặt này. Cô cần gặp Lục Thiên Hiểu. Người đàn ông chăm chú nhìn cô, khách khí mà hỏi. Đúng vậy. Lấy lại tinh thần, Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt, lộp bộp mà trả lời. Cô lại dám to gan, nhìn chăm chú vào một người đàn ông xa lạ. Tôi chính là Lục Thiên Hiểu. Không cần tra hỏi, anh ta trực tiếp thông báo ra thân phận của mình. Trực giác cho thấy cô bé trước mặt này là vô hại đối với anh, hẳn không phải là muốn lợi dụng để tạo quan hệ. Anh thực sự là Lục Thiên Hiểu? Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc nhìn anh ta. Cô cho rằng người có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc này phải là những người đã bước sang tuổi ngũ tuần mới đúng chứ. Chúng ta chắc hẳn là chưa từng gặp mặt. Lục Thiên Hiểu không trả lời mà hỏi ngược lại. Nên coi là có, nhưng cũng có thể là không. Cô ném ra một đáp án lập lờ nước đôi. Lục Thiên Hiểu khẽ nhướng một bên lông mày, chăm chú nhìn vào cô. Đây là đáp án gì chứ? Với đôi mắt kinh ngạc không hiểu gì của anh, Mạnh Tĩnh Vi không nói gì nữa. Cô chỉ cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một chiếc ví da màu đen, giơ lên trước mặt của anh. Đây là ví của anh có đúng hay không? Lục Thiên Hiểu nhìn lướt qua chiếc ví da trong tay cô. Tối hôm qua, sau khi anh mất đi chiếc ví da, cũng không có để ý. Dù sao thì chỉ là mấy tờ danh thiếp cùng với một xấp tiền mặt mà thôi. Anh rời mắt, nhìn về phía Mạc Tĩnh Vi. Như suy nghĩ điều gì đó, liền nhịn cô nói. Tôi nhớ tối hôm qua, tôi đã vội vã tới chỗ hẹn. Trong ngõ hẻm, hình như có đụng phải ai đó. Người đó là cô sao? Mạnh Tĩnh Vi gật đầu một cái. Anh ta nói như vậy là xác định được anh ta chính là chủ nhân của chiếc ví da. Cô lấy chiếc ví da đưa cho anh, cười cười nói. Tối hôm qua anh đi nhanh quá, tôi đuổi không kịp. Lục Thiên Hiểu cười một tiếng, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn cô. Mạnh Tĩnh Vi cười khẽ lắc đầu. Anh không cần xem bên trong có mất đồ gì hay không sao? Tôi tin tưởng cô mà. Anh cười cười nói. Thật ra thì một chút tiền này anh còn không để vào trong mắt. Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt. Không chỉ là bởi vì sự tin tưởng của anh, còn có nụ cười mê hoặc lòng người kia, làm cho cô cảm thấy hồi hộp, trái tim nhảy lên thình thịch. Đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Tôi sẽ mời cô, coi như là cảm tạ. Anh tâm huyết trào dâng, nảy ra ý muốn mời cô. Nhắc tới ăn cơm, Mạnh Tĩnh Vi lúc này mới nhớ ra, bây giờ đã qua thời gian nghỉ trưa, cô phải quay trở lại công ty. Không được đâu, tôi còn phải trở về làm nữa. Dứt lời, cô liền xoay người bước nhanh rời đi. Lục Thiên Hiểu không có giữ cô lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô dần dần biến mất mà cười một tiếng. Đơn thuần như vậy, là một cô gái hay xấu hổ hiếm thấy. Một tháng sau, trong phòng làm việc, thời gian nghỉ trưa, Mạnh Tĩnh Vi vừa mới ngồi xuống, cầm chiếc sandwich trên tay, đang định cắn một miếng. Nghe xong cuộc điện thoại khẩn cấp, cô sợ hãi tới mức vứt đồ ăn ở trên bàn, cũng không nhớ tới phải xin nghỉ quản lý, chỉ cầm túi sách ở dưới bàn làm việc thẳng hướng tới bệnh viện. Trong điện thoại, em trai cô nói hai chân của mẹ cô đột nhiên không thể đi lại được nữa. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Đi tới bệnh viện, cô vẫn còn chưa đi vào trong phòng bệnh, liền nghe được tiếng mẹ cô ầm ĩ. Mạnh Tĩnh Vi đi nhanh vào, chỉ thấy mẹ đang chỉ vào bác sĩ cùng với y tá, tức miệng mà mắng to. Các người rốt cuộc có phải là bác sĩ đó hay không? Không phải nói tôi không sao nữa sao? Tại sao hiện tại lại nói trong đầu của tôi có một khối u phát tác cần phải mổ? Các người có phải là cố ý muốn hại chết người phải hay không? Tôi muốn kiện các người tới chết. Vây quanh giường bệnh đều là bác sĩ và y tá. Tính tình nhẫn nại mặc cho bệnh nhân oán trách, đợi bệnh nhân mắng tới mệt mỏi. Khi bà dừng lại thở dốc, bác sĩ mới giải thích. Cô à, chúng cháu thừa nhận bệnh viện có chút sơ suất. Lần trước kiểm tra, không phát hiện ra được trong đầu cô có khối u. Nhưng mà cô phải sớm phẫu thuật. Khối u trong đầu của cô đã chèn vào dây thần kinh, khiến hai chân của cô không thể cử động. Nếu như không nhanh chóng phẫu thuật, khối u càng lớn, phẫu thuật sẽ càng nguy hiểm. Phẫu thuật cái gì chứ? Tôi không tin, tôi sẽ không để cho các người tùy tiện. Nếu như thực sự để cho các người phẫu thuật, tôi nói không chừng sẽ chết trong tay của các người. Cảnh Mẫn gầm thét lên, đối mặt với người bệnh hay nói lời ác ý. Bác sĩ tuy không vui, nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Mạnh Tĩnh Vi nghe thấy thế, liền bước nhanh tới giường bệnh, dịu dàng mà nói. Mẹ à, mẹ hãy bình tĩnh một chút. Cảnh Mẫn vừa mới thấy Mạnh Tĩnh Vi, không nói hai lời, liền vung tay lên, bốp một tiếng, tặng cho Mạnh Tĩnh Vi một cái tát, đem bị toàn bộ oán hận đổ lên người của cô. Nhất định là cái đồ sao chổi nhà mày hãm hại, vô duyên vô cớ, làm sao trong đầu lại bị khối u?
cô đã hại chết cha cô vẫn còn chưa đủ hay sao? Cô có phải là muốn khắc chết cả đời tôi mới chịu được có đúng hay không? Cảnh Mẫn dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Vi, cay nghiệt và không lưu tình mắng. Mạnh Tĩnh Vi sờ sờ vào gò má đau rát của mình, không có nói một câu. Cô đã sớm quen với việc bị mẹ mắng bằng những lời lẽ khắc nghiệt. Đối với hành động đánh con của Canh Mẫn, bác sĩ và y tá đều cảm thấy không đồng tình. Thậm chí là từ một tháng trước khi bà nhập bệnh viện, bọn họ lặng lặng đi ra khỏi phòng bệnh, để lại không khí nặng nề giữa ba người nhà họ Mạnh. Rốt cuộc vẫn là tình cảm chị em thân thiết. Mạnh Tuấn Sinh không đành lòng nhìn Mạnh Tĩnh Vi bị mẹ tát một cái. Cậu cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai của Canh Mẫn. Mẹ à, nơi này là bệnh viện, lỡ trước mặt mọi người, mẹ đánh chị như vậy sẽ khiến cho người khác chê cười. Hơn nữa, chị cũng đâu có làm sai chuyện gì. Thật sự là cô ta không có làm sai việc gì sao? Làm sai chính là tôi như thế nào lại sinh ra cái đồ sao chổi như cô ta? Mạnh Tĩnh Vi hơi cúi đầu, mặc dù hai từ sao chổi này cô đã nghe từ nhỏ tới lớn, nhưng mỗi khi mẹ mắng thì cô vẫn sẽ cảm thấy đau nhói trong lòng. Mạnh Tuấn Sinh thấy không khuyên được mẹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng. Hắn giang hai tay ra ôm vai của mẹ dịu dàng và nói: Mẹ à, mẹ đừng mắng chị nữa, hiện giờ quan trọng nhất là khối u trong đầu của mẹ. Nghĩ vậy, Canh Mẫn suy sụp cúi mặt khổ sở nhìn hai chân của bà. Bà không muốn cả đời phải ngồi trên xe lăn. Nghe đến khối u, Mạnh Tĩnh Vi không quan tâm tới gương mặt vẫn còn đang đau đớn, lập tức đi tới bên cạnh mẹ, nhỏ giọng và hỏi: Mẹ à, mẹ tính làm thế nào chứ? Canh Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Vi, giọng điệu không tốt hỏi lại: Thế nào? Cô hy vọng tôi sẽ phẫu thuật sao? Nếu như phẫu thuật có thể giải quyết được như lời bác sĩ nói, đương nhiên là nên phẫu thuật chứ. Mới vừa rồi nghe bác sĩ nói, hình như cũng chỉ có một cách là phẫu thuật mà thôi. Nếu như cô muốn tôi phẫu thuật, vậy thì tôi muốn chuyển viện. Tôi muốn bác sĩ khoa não nổi tiếng phẫu thuật cho tôi. Tôi muốn ở phòng bệnh tốt nhất. Những thứ này cô có làm được hay không? Canh Mẫn ra điều kiện. Bác sĩ khoa não nổi tiếng sao? Phòng bệnh tốt nhất sao? Vậy không phải là sẽ tốn rất nhiều tiền sao? Hiện giờ ban ngày cô là trợ lý hành chính của một công ty nhỏ, buổi tối chia ra làm thêm ở siêu thị và quán cà phê. Tiền lương cũng không tệ, nhưng mà số tiền mỗi tháng kiếm được ngoài việc phải đóng tiền thuê phòng, phần lớn còn lại đều giao cho mẹ. Mình giữ lại không nhiều cho lắm, dĩ nhiên càng không có tiền để dành. Nhưng mà vì thân thể của mẹ, cô sẽ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền tốt nhất. Quyết định như vậy, Mạnh Tĩnh Vi nhìn mẹ, gật đầu đồng ý. Được, con sẽ thu xếp theo ý của mẹ. Canh Mẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Vi, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Sao chổi này cũng đồng ý quá sảng khoái đi, không biết cô còn giấu tôi bao nhiêu tiền riêng nữa. Xem ra lấy tất cả kinh tế trong nhà làm áp lực cho cô ta vẫn còn chưa đủ. Không sao, chỉ chờ tới lúc Tuấn Sinh tốt nghiệp đại học, cô ta cũng hết giá trị lợi dụng. Tới lúc đó bà sẽ đuổi cái đồ sao chổi này ra khỏi cửa. Mạnh Tĩnh Vi phiền não trong lòng, không chú ý tới vẻ không vui của mẹ. Lúc này trong lòng cô chỉ nghĩ, làm sao để có thể xoay sở đủ tiền thuốc thang đây. Lục Thiên Hữu luôn luôn ghét ra vào bệnh viện, mùi nước sát trùng gay mũi khiến cho anh cảm thấy không thể hô hấp. Nếu như không phải người nằm viện là bạn thân của cha anh, lại là người nhìn anh lớn lên từ nhỏ, bác Tống, thì nói như thế nào anh cũng sẽ không tới bệnh viện. Cho nên khi vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, anh lập tức vươn vai, giang tay hít thở không khí mới mẻ. Không ngờ cánh tay vừa muốn thu lại, bả vai lại bị người ta từ sau đầu va vào một phát. Anh lập tức xoay người, đối mặt với người va vào mình. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái luôn miệng nói xin lỗi, cộng thêm khom lưng gật đầu. Lục Thiên Hữu cũng không phải dạng người hẹp hòi, chuyện nhỏ này đương nhiên anh sẽ không để ở trong lòng. Có điều người phụ nữ nhìn trước mặt này có vẻ hơi quen quen, hình như đã từng gặp cô ở nơi nào. Nghiêng đầu quan sát cô một lúc lâu, anh mới nhớ ra cô là ai. Cô có phải là cô gái nhận được ví của tôi hay không? Là cô gái có khí chất đặc biệt khiến cho anh nhớ tới. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi sững sờ, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Là anh ta sao? Lục Thiên Hữu? Lục Tiên Sinh. Bình thường cô vốn không có mấy ấn tượng đối với diện mạo của những người khác phái, nhưng lại đặc biệt nhớ tới Lục Thiên Hữu. Thực sự là gương mặt của anh ta rất tuấn tú, rất đẹp trai, khiến cho người ta rất khó quên. Lục Thiên Hữu nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta thật là có duyên, lần trước tôi đụng phải cô, lần này đổi lại là cô đụng phải tôi. Có phải là cô nên nhìn một chút xem tôi đánh rơi thứ gì hay không hả? Anh trêu chọc mặt nói. Mạnh Tĩnh Vi xin lỗi đỏ bừng mặt,
Không phải là cô cố ý đụng vào anh, mà là cô phiền lòng vì sự sẽ phải thanh toán chi phí cho mẹ vào ngày phẫu thuật. Trong lòng có tâm sự cho nên không chú ý sự vật phía trước. Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý đâu. Cô nói tiếng xin lỗi lần nữa. Cô tới thăm người bệnh sao? Mạnh Tĩnh Vi giật mình, khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng và nói. Không phải, mẹ tôi nằm ở bệnh viện này. Hắn đáp một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Trên mặt của cô đã bao phủ sự lo lắng dày đặc. Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh hỏi. Vậy anh cũng là tới thăm bệnh sao? Đúng vậy. Ra thế. Cô nhẹ nhàng đáp ra một tiếng, cũng không tìm được đề tài nào để cùng với anh nói chuyện nữa. Bèn nói. Bây giờ tôi phải trở về đây, hẹn gặp lại. Cô xoay gót chân, rẽ sang đường phía bên trái. Ngắm nhìn bóng lưng của cô, Lục Thiên Hữu có cảm giác trên người của cô tản mát ra hơi thở cô đơn đậm đặc. Không nên như vậy. Bây giờ cô hẳn là phải đang tận tình hưởng thụ tuổi thanh xuân mới đúng chứ. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên sự tò mò và cảm xúc thương tiếc. Lục Thiên Hữu liền đuổi theo ngăn cô lại. Cô phải đi đâu? Về nhà. Cô ngừng bước chân nhìn anh. Vậy cô không chăm sóc cho mẹ mình hay sao? Anh tò mò hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Mạnh Tĩnh Vi bỗng chốc trở nên tái nhợt. Là mẹ đuổi cô đi, còn nói không muốn gặp phải đồ sao chổi như cô, chỉ cho phép em trai ở lại. Cô cắn môi dưới một lúc lâu mới mở miệng đáp. Mẹ yêu cầu tôi trở về, chỉ cần em trai tôi ở lại chăm sóc cho bà ấy là được rồi. Dạ vậy. Đã như thế này, giờ cô còn có việc gì nữa hay không? Lục Thiên Hiểu không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu một cái. Không có. Mặc dù không hiểu vì sao Lục Thiên Hiểu hỏi như vậy, nhưng Mạnh Tĩnh Vi vẫn thành thực trả lời. Tôi vẫn còn đợi cô một bữa cơm. Nể mặt tôi thì để cho tôi nói cảm ơn được không? Không biết tại sao anh lại rất muốn hiểu rõ hơn một chút về cô gái này. Có lẽ là do cô có một loại khí chất đặc biệt khiến cho anh luôn cảm thấy gặp cô rất thoải mái. Tôi nói rồi, không cần đâu. Cô sao có thể không biết xấu hổ để cho anh mời cơm được cơ chứ? Trả lại visa cho anh cũng không phải là chuyện gì lớn. Cần chứ, tôi không có thói quen thiếu nợ nhân tình người ta. Mạnh Tĩnh Vi nhìn gương mặt thành khẩn của Lục Thiên Hữu, nội tâm kiên định thoáng bị mềm hóa, liền nghĩ thầm. Cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, có lẽ là có thể. Vậy được rồi. Đây chính là bữa cơm đầu tiên cô cùng với một người mà mới chỉ gặp nhau có 2 lần. Vậy cô đợi tôi ở phía trước, tôi tới bãi đậu xe lái xe tới đây. Mạnh Tĩnh Vi cười yếu ớt gật đầu đồng ý. Lục Thiên Hữu cũng không tiếng động, nở nụ cười với cô, sải bước đi về phía bãi đậu xe. Đối với một người mà mỗi bữa chỉ cần một chén mì dương xuân là có thể lấp đầy cái bụng đói, hiện tại một bữa ăn cũng có thể xa hoa tới cả 1000 đô, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi nghẹn họng, nhìn chân chối và thực đơn, căn bản không biết phải chọn món ăn như thế nào. Lục Thiên Hữu nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô, đoán ra cô chưa bao giờ tới những nhà hàng cao cấp như vậy dùng cơm, liền tự chủ trương thay cô chọn 2-3 món. Nhà hàng này các món hải sản rất ngon, cam đoan là cô ăn một lần rồi sẽ rất khó quên. Lục Thiên Hữu cười nói. Mạnh Tĩnh Vi cũng cười có chút miễn cưỡng, lại có một chút cứng ngắc, trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Cũng chỉ là đưa phí trả lại cho anh, thực sự không nên để cho người ta mời món ăn đắt tiền như vậy. Lục Thiên Hữu khẽ nghiêng người về phía trước, 10 ngón tay đan vào nhau, chống cằm lên quan sát phản ứng thú vị của cô gái. Cô thật là đáng yêu. Anh bất ngờ ca ngợi, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi mắc cỡ mà đỏ bừng 2 má, ngượng ngùng khẽ cúi đầu. Đối mặt với người đẹp dễ dàng xấu hổ, dễ dàng đỏ mặt như vậy, Lục Thiên Hữu không khỏi nhỏ giọng cười khẽ. Anh cười khiến cho Mạnh Tĩnh Vi càng cúi đầu thấp hơn nữa. Anh đang muốn mở miệng trêu chọc cô thì tiếp tới có một tiếng gọi mềm mại làm cho 2 người đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hữu à! Một bóng dáng áo đỏ, thân hình đồng hồ cát, khuôn mặt tiêu chuẩn tiến lại gần Lục Thiên Hữu, cũng không ngại đây là nơi công cộng, vẫn vòng tay ra ôm lấy cổ của anh, cúi đầu nhiệt tình trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Mạnh Tĩnh Vi đơn thuần ngây ngốc nhìn 2 người bọn họ. Nếu như là lúc bình thường, Lục Thiên Hữu cũng sẽ đáp lại na na một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng hôm nay có khách ở đây, anh cũng không muốn hù dọa cô bé kia. Anh khẽ khẽ đẩy cô tránh ra, liền cười nói. Na na, em lúc nào cũng nhiệt tình như vậy. Na na cười một cách quyến rũ. Nhưng mà anh làm em thất vọng. Sóng mắt lưu chuyển một cái, cô nàng chu miệng hướng Mạnh Tĩnh Vi, lời nói chưa đầy hàm ý. Từ khi nào mà anh lại ăn món cay tứ xuyên, đổi sang ăn cháo trắng rau dưa vậy chứ? Quen biết nhau đã lâu như vậy,
Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Thiên Hữu ở bên cạnh một cô gái thanh tú dịu dàng. Lục Thiên Hữu cười khẽ, nhìn về phía Mạnh Tĩnh Vi, đơn thuần như tờ giấy trắng. Nana mở to đôi mắt hạnh khẽ lườm Lục Thiên Hữu một cái, sau đó cúi người xuống, nói nhỏ bên tai của anh một lát, rồi mới bước trên đôi giày cao 5 phân trở lại chỗ ngồi của mình. Mà từ đầu tới cuối, Mạnh Tĩnh Vi như học sinh tiểu học, ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm túc, không hề nhúc nhích. Cứ thoải mái đi, tôi cũng sẽ không ăn cô đâu. Lục Thiên Hữu trêu đùa nói, anh quan sát thái độ của cô, ngay lập tức hiểu ra cô đang suy nghĩ gì. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Cô ấy sẽ không hiểu nhầm chứ? Mạnh Tĩnh Vi khẩn trương hỏi, mặc dù cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng từ kinh nghiệm của bạn bè cho biết, ánh mắt của phụ nữ đôi khi rất cẩn thận. Cô không muốn vì bữa cơm với cô mà lại tăng thêm phiền phức không đáng cho anh. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, cô yên tâm. Bỗng chốc cô trợn to cặp mắt nhìn anh. Cô ấy không phải là bạn gái của anh, cũng không phải vợ hay là vị hôn thê. Vậy vì sao vừa rồi hai người lại có thể thân thiết như vậy? Mấy từ cuối cùng này âm thanh của cô lý nhí, như thể chỉ có con muỗi mới nghe thấy. Lục Thiên Hữu cười càng thêm sảng khoái. Đâu có luật pháp nào quy định chỉ có bạn gái, vị hôn thê hoặc là vợ mới có thể thân thiết chứ. Lúc ở nước ngoài, hôn môi cũng chỉ là một nghi thức xã giao thông thường mà thôi. Mạnh Tĩnh Vi nhất thời cứng họng, một hồi lâu mới nhỏ giọng phản bác. Lời của anh nói không sai, nhưng sẽ không thân thiết tới mức như vậy chứ. Cô cau mày, không thể nào tiếp thu được loại hành động cởi mở như vậy. Nếu như nơi này không phải là nơi công cộng, Lục Thiên Hữu dám khẳng định anh sẽ cười to lên. Cô thực sự là đơn thuần đáng yêu, chắc hẳn là chưa từng trải qua chuyện tình cảm yêu đương. Anh cũng không trêu đùa cô nữa, tốt bụng giải thích cho cô hiểu. Nana là tình nhân cũ của tôi, tháng trước chúng tôi mới chia tay, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn tốt. Tình nhân sao? Trong nháy mắt, có một loạt ý tưởng hoang đường xẹt qua trong đầu của Mạnh Tĩnh Vi. Tiền viện phí của mẹ có lẽ có hy vọng rồi. Tình nhân sẽ chỉ là người lên giường cùng với anh sao? Cô lo lắng nhỏ giọng hỏi. Lục Thiên Hữu dương cặp mày rậm lên, hiển nhiên có một chút ngạc nhiên cô đơn. Vậy tại sao cô lại hỏi vấn đề này chứ? Anh rộng rãi gật đầu. Không sai. Dưới gầm bàn, đôi tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt thành quyền. Mạnh Tĩnh Vi nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí và hỏi. Vậy nếu như anh lên giường với tôi, vô lợi nói, anh có thể trả tiền cho tôi được hay không? Vì mẹ của mình, bất cứ giá nào cô cũng sẽ làm. Lục Thiên Hữu khó nén nỗi kinh ngạc mà há to mồm. Rất khó tin, một cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, trông đơn thuần như vậy, lại có thể nói ra những lời này. Anh ngắm nhìn đỉnh đầu cô, đang càng lúc càng rụ xuống thấp, trong lòng bỗng chốc chậm xuống. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong không khí không còn sự vui vẻ như vừa nãy, mà đã chuyển thành một loại khí thế vô cùng cao ngạo. Mạnh Tĩnh Vi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn về đôi con ngươi đen láy của anh đang âm thầm quan sát cô. Anh nheo mắt lại, không tin anh sẽ nhìn lầm người. Cô xem ra không giống như là những cô gái hám tiền. Cô như vậy thì tại sao lại muốn cùng với anh lên giường cơ chứ? Đầu óc của Lục Thiên Hữu nhanh chóng suy tư, nhớ tới gặp cô lúc ở bệnh viện. Đó lại là bệnh viện cao cấp, không chỉ là trang thiết bị hiện đại, quy tụ nhiều danh y, mà ngay cả tiện thuốc thang cũng cao tới dọa người. Người bình thường hẳn là không thể nào nhập viện. Những người ở bệnh viện này đa phần đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương chính. Và lại nhìn cách ăn mặc của cô cũng không giống như kiểu người có tiền. Như vậy cô vì tiền thuốc thang của mẹ hay sao? Cô thiếu tiền là vì trang trải tiền thuốc thang của mẹ mình sao? Lục Thiên Hữu nói ra suy đoán của mình. Mạnh Tĩnh Vi mở to con mắt. Anh làm sao mà biết được cơ chứ? Quả nhiên là tôi đã đoán đúng. Nhìn nét mặt của cô, không cần cô phải thừa nhận anh cũng đã biết đáp án. Mạnh Tĩnh Vi ngẩn ra, kinh ngạc trước năng lực quan sát của anh. Không trách được, dù anh còn trẻ như vậy đã có thể lên làm tổng giám đốc. Mà lúc này, phục vụ bàn mang đồ ăn tới. Lục Thiên Hiếu đợi cho phục vụ rời đi, lạnh lùng hỏi. Cô cảm thấy mình đáng giá bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh làm cho Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Nhưng đây chính là phiền phức mà cô tự chuốc lấy. Cô cắn chặt môi dưới, một lúc lâu mới run run đáp. Tôi không biết. Cô thực sự là một con người thành thực, thẳng tính, lại không hề tham lam. Sắc mặt của Lục Thiên Hữu hòa hoãn đi mấy phần. Trừ tiền thuốc thang, trong nhà cô có còn vướng những khoản nợ khác hay sao? Còn có hơn 400 vạn tiền thuê phòng nữa.
Cô thành thật trả lời. Lục Thiên Hữu trầm tư một hồi, dùng giọng nói đã được công thức hóa hỏi. Từng có kinh nghiệm về chuyện đó hay sao? Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng huyết đỏ bừng. Sao anh lại có thể hỏi vấn đề này cơ chứ? Không cần tiếp tục hỏi nữa, anh cũng đã biết được đáp án của cô. Nhưng anh phải nghe được từ chính miệng cô nói ra. Tôi hỏi cô một lần nữa, có hay không? Mạnh Tĩnh Vi sững sờ một chút, khẽ nâng lên mắt, nhìn vào trong mắt đen thâm thúy của anh. Không thấy được vẻ mặt của anh có bất kỳ tia lửa tình dục nào. Chỉ có sự lạnh lùng, giống như vấn đề anh vừa mới nói, chỉ là một cuộc làm ăn. Đột nhiên hiểu ra, khiến cho lòng của cô căng thẳng. Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Anh là khách hàng, còn cô là món hàng. Một khách hàng tự nguyện móc tiền túi ra, ngoài trừ thích thì hàng hóa, phải không có một chút tỉ vết. Trời ơi, cô đột nhiên thực sự muốn khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ trở thành hàng hóa để mặc cho người ta quan sát. Cô cật lực đè xuống, cảm xúc đau lòng, không biết phải làm như thế nào. Cố gắng để cho âm thanh của mình nghe vẫn bình thường, nhưng vẫn không có tác dụng. Giọng nói run run tiết lộ rằng cô đang sợ hãi. Không, không có. Hai chữ thật đơn giản, nhưng khi nói ra lại như muốn mạng của cô. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra cứng rắn, cắn răng chịu nhịn không cho nước mắt trào ra, trong tim của anh thoáng qua một tia đau lòng. Câu này làm khó cô rồi sao? Tôi không ngủ với sự nữ. Không để ý tới miệng cô đã bị biến thành chữ O, anh tiếp tục nói. Tôi không muốn vướng phiền toái với phụ nữ. Phụ nữ một khi dâng hiến lần đầu tiên cho đàn ông, cô ta sẽ sinh ra quyến luyến đối với người này. Con cả không đành lòng, sẽ nghĩ tới việc dựa vào anh ta cả đời. Cho dù đàn ông này là kẻ xấu xa bại hoại, cô ta cũng sẽ một mực đi theo anh ta. Cái mà tôi muốn là cả hai bên thỏa thuận, tiền, hàng, quan hệ giao dịch tiền bạc, không thích dây dưa. Tôi sẽ không dây dưa với anh. Cô vội vàng nói, anh lắc đầu một cái, nói lời đầy thâm ý. Cô hãy còn nhỏ, vẫn còn rất đơn thuần, có một số việc cô không thể khống chế được. Cô sẽ không chơi nổi trò chơi này đâu. Quý trọng thật tốt chính bản thân mình đi. Quý trọng bản thân mình thật tốt sao? Nếu như có thể, dĩ nhiên là cô cũng muốn. Nhưng hiện tại, cô đã cùng đường. Cô cần một khoản tiền, một phương pháp xử lý nhanh nhất để có thể kiếm được tiền. Trừ bản thân ra, cô cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn nữa. Tôi sẽ không dây dưa với anh đâu. Tôi đảm bảo, tôi cũng cần tiền mà. Cô vội vàng nói ra lần nữa. Lục Thiên Hiếu không đành lòng nhìn cô. Cô thực sự không nên hạ thấp mình như vậy. Không bằng như vậy đi, cô cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô mượn. Lời vừa mới ra khỏi miệng, Lục Thiên Hiếu cảm thấy hơi kinh ngạc ở trong lòng. Anh lại có thể cho một cô gái vừa mới gặp qua hai lần vay tiền sao? Bỏ tình cảm qua một bên không nói tới, bàn về lợi ích trên thương trường. Đối với anh bạn nói, Mạnh Tĩnh Vi không có một chút giá trị lợi dụng nào. Tôi không muốn. Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí. Đạo lý này tôi rất hiểu. Sau khi trao qua đời, một số người thân bạn bè đến để tỏ lòng kính trọng của họ. Nhưng sau ngày tang lễ, cô chưa từng gặp lại những người này. Nghe trong lời nói đầy oán trách của mẹ, cô ít nhiều hiểu được bọn họ là sợ mẹ cô mở miệng hỏi vay tiền. Khi đó cô mới hiểu cái gì gọi là tình người khi ấm khi lạnh. Có tiền, trong nhà ngựa xe như nước. Không có tiền, trước cửa như răng lưới bắt chim. Ai cũng không muốn vướng vào phiền toái. Lục Thiên Hữu nheo mắt lại. Lúc nghe thấy cô cự tuyệt, anh đã bị sốc. Nhưng xem điệu bộ cô yếu ớt, lại tỏ ra kiên cường, đã đánh vào một dây thần kinh nào đó của anh. Cho nên anh thay đổi ý tưởng. Xin anh hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ không yêu anh đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không mang tới phiền toái cho anh. Xin hãy để cho tôi làm tình nhân của anh được không? Cô dẹp bỏ tự tôn của mình mà cầu khẩn nói. Ngưng mắt nhìn vẻ kiên định và đơn thuần của Mạnh Tĩnh Vi, Lục Thiên Hữu thầm quyết định trong lòng. Nếu như người trong cuộc kiên trì, vậy anh cũng sẽ không nhiều lời khuyên giải. Dù thế nào đi chăng nữa, bên cạnh anh vừa lúc thiếu một người phụ nữ để giết thời gian. Vậy thì tốt. Trước tiên tôi cho cô 500 vạn. Cô đi theo tôi nửa năm. Nếu như cô đem lại cho tôi cảm giác hài lòng, nửa năm sau tôi sẽ cho cô 500 vạn. Cô cảm thấy thế nào? Không ngờ bán thân thể, bán linh hồn lại có thể đáng giá tiền như vậy. Mạnh Tĩnh Vi gắng gượng nén nước mắt, không cho phép bản thân rơi lệ. Đôi môi tái nhợt thật lâu mới mở ra. Được. Lục Thiên Hiểu nhận thấy câu trả lời, liền lấy danh thiếp và bút từ trong túi áo, nhanh chóng viết lên mặt sau của tấm danh thiếp một dãy thông tin, địa chỉ, đặt trên bàn, đẩy nó tới trước mặt của cô. Ngày mai cô gọi điện thoại cho cậu Hà,
Nói cho anh ta sổ tiết kiệm của cô. Tôi sẽ bảo anh ta chuyển tiền vào. 3 ngày sau cô ấy tới địa chỉ này. Còn nữa, trong 3 ngày này cô ấy thu xếp xin nghỉ việc đi. Tôi không muốn một người tình không chuyên tâm. Lúc nhận lại danh thiếp, tay của Mạnh Tĩnh Vi phát run. Trên thanh thiếp viết rõ ràng những con số. Giờ khắc này, ở trong mắt của cô, chúng lại có chút mơ hồ không rõ. Nửa năm về sau, có lẽ sẽ là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời này của cô. Giống như đàm phán xong một cuộc làm ăn, Lục Thiên Hữu kéo khóe miệng, tạo ra một nụ cười nhàn nhạt. Ăn đi, nhanh không vừa mất rồi. Mạnh Tĩnh Vi cố gắng kìm nén nuốt nước mắt vào bên trong, gật đầu một cái, cầm dao đĩa lên. Vốn là đồ ăn ngon, khiến cho người ta thèm thuồng, nhưng hôm nay đưa vào trong miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, khó có thể nuốt xuống. Thanh toán tiền viện phí trong một tuần, Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Không phải bởi vì chi phí đắt đỏ, mà là vì số tiền này cô đã dùng thân thể của mình để đổi lấy. Cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Đứng bên cạnh Mạnh Tĩnh Vi, Mạnh Tuấn Sinh nhìn không có vẻ mặt khổ sở mà còn vui vẻ cười cười nói. Chị à, chị thật là giỏi quá đi. Vốn dĩ cậu vẫn còn đang lo lắng, trong nhà không có tiền để đóng viện phí. Mạnh Tĩnh Vi miễn cưỡng nở nụ cười. Lục Thiên Hiếu trả cho cô 500 vạn, cô cầm một nửa đi thanh toán tiền thuê phòng. 50 vạn gửi ở tài khoản ngân hàng, có thể có lợi tức. Toàn bộ số tiền còn lại, cô tính toán để lại cho em trai, mình không hề lấy một chút nào. Cô lấy từ trong ví ra một quyển sổ tiết kiệm nhét vào tay của em trai. Tuấn Sinh à, chị tìm được một công việc mới. Bởi vì thời gian làm việc cho nên chị định dọn tới ký túc xá của công ty ở. Và còn có thể sẽ không có thời gian tới thăm mẹ và em. Trước mắt em cứ cầm quyển sổ này, cần việc gì thì chi ra. Đành phải nhờ em chịu khó chăm sóc mẹ rồi. Cô nói ra lời nói dối đã sớm nghĩ kỹ. Thật ra thì cô không muốn lừa dối em trai, nhưng cô thật sự sợ rằng em trai sẽ xem thường cô. Hơn nữa, trong vòng nửa năm nay, thời gian của cô thuộc về Lục Thiên Hữu. Cô không có quyền tự chủ, cũng không biết có thể tới thăm mẹ nữa hay không. Mở sổ tiết kiệm ra, Mạnh Tuấn Sinh trừng lớn mắt, không thể nào tin bên trong tài khoản lại có khoản tiền gửi tới 7 con số. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Mạnh Tĩnh Vi hỏi. Chị à, chị làm sao mà có số tiền nhiều như vậy? Giống như biết trước, em trai sẽ hỏi như vậy. Mạnh Tĩnh Vi không một chút hoang mang mà nói một câu trả lời cô đã sớm nghĩ kỹ từ trước. Số tiền này là chị đi mượn, cho nên chị mới chịu tìm thêm một công việc nữa để làm mà trả nợ. Một câu nói cuối cùng đó, cô cố ra vẻ nhẹ nhàng mà nói, chính xác là trả nợ, và lại còn là dùng thân thể của cô để trả nợ nữa. Nghe vậy, Mạnh Tuấn Sinh chợt phát hiện ra sự khác thường. Từ nhỏ anh vẫn luôn luôn tin lời của chị mình. Anh đau lòng nhìn Mạnh Tĩnh Vi, quan tâm mà hỏi. Chị à, thân thể của chị liệu có chịu nổi hay không? Thêm công việc này nữa, thời gian của chị không bằng, hay là chị nghỉ ngơi thế nào đây? Em không cần phải lo lắng cho chị sẽ không có việc gì đâu. Em chỉ cần chăm sóc mẹ tốt là được rồi. Được rồi, vậy chị cẩn thận một chút, không làm được thì cũng đừng miễn cưỡng. Mạnh Tĩnh Vi gật đầu yếu ớt, muốn em trai đừng lo lắng cho cô. Tốt lắm, chị biết rồi mà. Em là con trai, đừng giống như bà lão cứ hay nhắc đi nhắc lại mọi chuyện. Chúng ta đi thăm mẹ đi. Mạnh Tuấn Sinh gật đầu một cái, cùng với Mạnh Tĩnh Vi đi về phía phòng bệnh. Nhấn tay tắt chuông đồng hồ báo thức, mắt vẫn còn đang buồn ngủ lim dim. Lục Thiên Hiếu đang muốn đứng dậy thì chợt nhận ra bên vai có một cái gì đó đè nặng. Anh bèn cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng không khỏi khẽ dương. Anh nhẹ nhàng đặt Mạnh Tĩnh Vi nằm xuống bên cạnh anh. Cô đã mệt muốn chết. Tất nhiên, đêm qua chính là đêm đầu tiên của cô. Anh lại chiếm lấy cô không biết bao nhiêu lần. Không phải anh không hiểu rằng cần phải yêu thương phụ nữ, nhưng thực sự là cô đã quá hấp dẫn. Anh ngồi dậy kéo chăn ra, vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một phen. Lúc trở ra, Mạnh Tĩnh Vi đã tỉnh lại. Lặng lặng ngồi ở cuối giường, nhìn tư thế của cô, hình như đã đợi anh được một lúc lâu. Anh tươi cười đi tới. Mạnh Tĩnh Vi thấy trên người của anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ đã đi về phía cô, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Đập vào mắt lại là phần bụng dưới của anh. Cô hoảng hốt vội vã ngẩng đầu lên. Lục tiên sinh, về sau đừng nói với tôi, thật xin lỗi nữa. Còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở lại, tôi đi làm. Đi làm sao? Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt đôi chút. Lục Thiên Hữu đã ra khỏi phòng, cô cuống quýt ngồi dậy liền đuổi theo. Tôi có lời muốn nói với anh. Lục Thiên Hiếu đang cầm tay nắm cửa, chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái. Chờ tôi trở về rồi nói. Dứt lời đầu cũng không ngoảnh lại,
anh cứ như vậy mà đi ra ngoài. Mạnh Tĩnh Vi lo lắng giật mình sửng sốt, trở lại hãy nói có thể hay không chứ, anh sẽ không tức giận đấy chứ. Tiếng tích tắc đều đặn vang lên, nhìn chằm chằm đồng hồ trên vách, nhìn từng giây từng phút trôi qua, tâm tình không vui của Lục Thiên Hiếu cũng càng trở nên chậm xuống. Hiện tại đã là 2:30 đêm, Mạnh Tĩnh Vi cho tới bây giờ vẫn không có trở lại. Bỏ trốn sao? Không thể nào, mẹ cô vẫn còn đang ở trong bệnh viện, cô sẽ đi tới đó. Không phải anh muốn cô ngoan ngoãn chờ anh trở về hay sao? Chẳng nhẽ cô đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, Lục Thiên Hiếu nhíu mày một cái, trong đầu vừa thoáng qua ý nghĩ muốn đi tìm cô, liền chuyển tới tiếng mở khóa. Ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài, Mạnh Tĩnh Vi đã xuất hiện tại cửa. Mạnh Tĩnh Vi nhìn thấy Lục Thiên Hiếu liền cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng anh có nói anh sẽ trở lại, nhưng cô không ngờ đã trễ như vậy anh vẫn còn chưa ngủ. Hơn nữa, gương mặt của anh không biểu hiện điều gì, thực sự khiến cho cô có một chút sợ hãi. Mau tới đây ngồi. Anh vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, giọng nói mềm mại như tơ lụa, nhưng ánh mắt lại chuyển ra cảm giác sắp có giông bão nổi lên. Vâng. Mạnh Tĩnh Vi đáp nhẹ một tiếng, mặc dù cảm thấy không khí có chút quỷ dị, lo lắng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Thiên Hiếu ngắm nhìn cô, đột nhiên đưa bàn tay ra nhẹ nhàng lướt qua gáy của cô, dịu dàng vén gọn mái tóc đen nhánh của cô về phía sau, giống như hành động giữa những người tình thân mật. Bởi vì hành động bất ngờ của anh, Mạnh Tĩnh Vi không tự chủ dùng mình một cái. Trong cảm nhận của cô, động tác của anh không phải dịu dàng mà là đang âm thầm mang theo ý xấu. Có điều nếu như anh nổi giận với cô, tức giận mắng mỏ, cô cũng sẽ không có phản bác. Lỗi là ở cô, anh là chủ nhân của cô, thời gian của cô là của anh, cô lại không tuân thủ quy tắc mà anh đã lập ra. Cho nên cô dũng cảm nhận sai, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý trở về muộn đâu, thật xin lỗi anh mà. Bàn tay đang vén mái tóc của cô liền dừng lại. Hiển nhiên, anh có một chút kinh ngạc khi câu chuyện lại do cô nhắc tới trước. Anh cười, chuyển từ đùa bỡn mái tóc trở thành nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô, hài lòng khi thấy cơ thể của cô chuyển tới một trận run rẩy khe khẽ. Tại sao lại nói xin lỗi chứ? Anh đã biết, lại còn hỏi. Nhưng tôi thực sự là không cố tình làm trái với lời của anh. Lúc sáng tôi đã muốn nói cho anh biết, buổi tối tôi còn phải đi làm. Đi làm? Giọng nói của anh nghe vẫn êm ái như vậy. Đúng vậy. Trong đôi mắt của anh chợt lóe lên một tia sắc bén, khiến cho tim của cô thắt lại. Một hồi lâu mới mở lại miệng. Thật xin lỗi anh, công việc vào ban ngày của tôi, đúng lúc công ty đã tuyển được người, cho nên tôi mới có thể nghỉ việc trước quy định. Nhưng hai công việc buổi tối này trong khoảng thời gian ngắn, chủ tiệm không thể tìm được người thay thế. Tôi không có cách nào bàn giao công việc, cho nên tôi không thể lập tức nghỉ việc được. Thật xin lỗi anh, tôi không phải là cố ý, thật xin lỗi mà. Cô vừa nói vừa cúi đầu, thể hiện sự biết lỗi sâu sắc. Một ngày cô lại kiêm tận 3 công việc, điều này cũng khó trách. Tiền thuê phòng đắt đỏ cùng với tiền thuốc thang của mẹ khiến cho cô không thể không nỗ lực kiếm tiền nhiều một chút. Vậy tại sao cô lại không nói với tôi? Lửa giận của anh đã tiêu tán đi phần nửa. Đau lòng khi thấy cô tuổi vẫn còn quá trẻ mà đã phải gánh trên vai áp lực trầm trọng như vậy. Tôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô thực sự sợ anh sẽ vì chuyện cô không tuân thủ quy tắc mà đặt ra thu hồi số tiền anh đã đưa. Nếu như anh thực sự làm như vậy, việc phẫu thuật của mẹ cô phải làm sao đây? Cô suy nghĩ kỹ một lát, bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy hai bên quần, sau đó giống như ra một quyết định trọng đại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bằng không như vậy đi, tôi nợ anh bao nhiêu thời gian, tôi sẽ bù đắp lại số đó. Đây chính là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ tới vào lúc này. Lục Thiên Hữu ngẩn ra, ngay sau đó bật cười thật to. Đây chính là câu nói tức cười nhất mà anh đã từng nghe qua. Bù đắp lại thời gian ở bên anh sao? Miễn cho cô nghĩ ra được biện pháp như vậy. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngẩn, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lời của cô gái có cái gì buồn cười hay sao? Lục Thiên Hiếu cười một lúc lâu, mới dừng mắt ngắm nhìn cô. Cô thật là rất đáng yêu. Cô sửng sốt thêm một lần nữa, không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh. Anh giơ hai tay lên, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đặt trên trán của cô một nụ hôn. Buổi sáng tha cho cô, vốn định buổi tối đòi lại. Có điều xem cô mệt như vậy, coi như xong. Đúng rồi, tắm xong liền lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai cô vẫn còn phải đi làm mà.
Anh thả tay xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Mạnh Tĩnh Vi ngây người, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nước mắt không kiềm chế được mà tràn mi, cô vội vàng giơ tay lên lau đi. Mặc dù anh chưa cho cô câu trả lời chắc chắn, nhưng nét mặt và lời nói vừa rồi của anh đã cho cô biết, anh đã không so đo nữa rồi. Anh thực sự chính là một người tốt. Ổn định lại tâm tình hoảng sợ vừa rồi, cô tự nói với mình, trong vòng nửa năm nay, cô muốn hầu hạ anh thật tốt. Không chỉ bởi vì anh đã khoan hồng độ lượng, mà còn có một loại tình cảm cô không biết gọi tên, cũng đang dần dần nảy sinh trong lòng của anh. Sáng sớm tình mơ ngày hôm sau, khi Lục Thiên Hiếu tỉnh lại, đã không thấy Mạnh Tĩnh Vi đâu nữa. Trong lòng anh cả kinh, bỗng chốc ngồi bật dậy, xuống giường đi ra phía cửa phòng. Vừa mới mở cửa, liền nghe được tiếng vang khẽ. Theo phương hướng của âm thanh đi tới, anh nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi ở trong phòng bếp, chạy đông chạy tây. Cô ở đây làm gì vậy? Anh hỏi. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, làm cho Mạnh Tĩnh Vi sợ hết hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, không có chú ý tới, chảo vẫn còn đang chiên trứng. Cô xoay người lại rất nhanh, nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hiếu. Tôi đang làm bữa sáng cho anh. Đây chính là biện pháp có thể hầu hạ anh tốt nhất mà cô nghĩ tới. Câu trả lời của cô như một cơn sóng đánh vào trong lòng, khiến cho anh không khỏi cảm thấy rung động. Cảm giác ngọt ngào lại phong phú, lan tỏa trong trái tim của anh. Khoảng thời gian trước đây, anh đã bao nuôi bao nhiêu tình nhân, cũng không ai có thể cho anh các loại cảm giác này. Những người tình trước đây của anh cũng chưa từng quan tâm tới anh, mà sự họ quan tâm tới đều là muốn lấy lòng anh và mang theo mục đích thâm sâu. Không có một người nào cho anh cảm giác giống như cô bây giờ, vừa ngây thơ lại mang theo tình cảm thật lòng. Anh thu hồi cảm xúc háo hức thường ngày, đi nhanh mấy bước về phía trước, bỗng dưng ngửi thấy được mùi lạ bay ra từ trên bếp. Đôi con người của anh nhẹ nhàng lưu chuyển, nhắc nhở cô. Trừng cháy mất rồi. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi hoảng hốt xoay người lại, bởi vì quá mức hoảng loạn, không cẩn thận vung tay, mu bàn tay chạm vào thanh chảo, đau đớn chuyển tới, khiến cho cô khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của cô khiến cho Lục Thiên Hiếu cả kinh, lại sinh ra đau lòng không thôi. Anh sải bước đi tới trước mặt cô, tắt bếp ga, kéo cô tới bồn rửa, nhanh chóng mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh xối lên mu bàn tay đang bị bỏng của cô. Nước lạnh chảy qua khiến cho cảm giác nóng rát trên mu bàn tay của cô thoáng chốc đã biến mất. Cô khẽ nâng mắt, thấy đôi lông mày của Lục Thiên Hiếu trao lại. Ánh mắt vừa đau lòng, vừa khẩn trương, nhìn mu bàn tay bị bỏng. Cô sững sờ, một cảm giác ấm áp chưa bao giờ có. Thoáng chốc tự trong đáy lòng lan tỏa lên, lan tràn tới cả trái tim, làm cho cô có một cảm giác buồn khóc rồi lại có điểm buồn cười. Lại không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Anh đóng khóa nước, lôi kéo cô tới phòng khách. Lấy thuốc tới, dịu dàng thoa thuốc cho cô. Mấy ngày tới, cẩn thận một chút. Vết phòng do bị bỏng này sẽ bị vỡ ra rất đau. Cảm ơn anh. Anh cười khẽ, giơ tay lên, cưng chiều mà xoa đầu của cô. Mặt của cô ửng đỏ, rồi như là nghĩ tới điều gì đó, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi. Lục Thiên Hiểu khẽ nhớn mày, không hiểu nhịn cô. Vô duyên vô cớ, cô lại nói xin lỗi cái gì đây? Nhìn ra nghi vấn của anh, cô cười xấu hổ. Thì bữa sáng của anh đã bị lỡ mất rồi. Lục Thiên Hiếu mỉm cười lắc nhẹ đầu. Chuyện nhỏ như vậy cô cần gì để ở trong lòng cơ chứ. Anh thân mật duỗi ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi của cô. Vậy thì để cho cô nếm thử một chút tài nấu nướng của tôi cũng được. Cô nhất thời không thể hiểu được những lời của anh nói. Lục Thiên Hiếu chỉ cười, xoay người đi vào trong phòng bếp làm một phần ăn sáng cho cô và mình. Mạnh Tĩnh Vi đứng ở một bên, cảm thấy choáng váng, chưa từng nghĩ thì ra đàn ông cũng sẽ xuống bếp. Ở bên ngoài siêu thị, Mạnh Tĩnh Vi cất xong xe đẩy hàng, vừa mới nhấc lên hai túi đồ ăn, liền nghe được có người gọi mình. Cô xoay người sang chỗ khác, cặp mắt tìm kiếm người đã gọi cô. Tôi ở đây. Một người đàn ông cao lớn đi tới bên cạnh Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi quay đầu, thấy chính là trợ lý hành chính ở công ty trước đây, đồng nghiệp của cô, Cao Kiệt. Cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước kia khi cô tự chức, từng nghe các đồng nghiệp nói qua, Cao Kiệt khả năng sẽ được ra nước ngoài tu nghiệp. Cô cho rằng anh đã rời Đài Loan rồi cơ chứ. Nhìn thấy tôi, rất cả kinh sao? Cao Kiệt gãi gãi, đôi chân mày rậm. Có một chút. Mạnh Tĩnh Vi thành thật trả lời. Ai da, thật là khiến tôi đau lòng quá đi nha. Cao Kiệt cười đùa nói, trong mắt của Mạnh Tĩnh Vi hiện lên một chút nghi hoặc. Không hiểu rõ được lời của Cao Kiệt nói. Cao Kiệt thấy Mạnh Tĩnh Vi trông vẫn bình thường ngây thơ giống như trước kia, cố ý đặt tay lên trên ngực. Ây da, trái tim của tôi đau đớn quá.
Cô nhìn thấy tôi chắc chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà không hề thấy nhớ Dung. Bộ dạng của anh ta trông vừa ảo não lại vừa đau lòng. Động tác trẻ con của anh khiến cho Mạnh Tĩnh Vi buột miệng cười. Cao Kiệt là một người đàn ông hoạt bát, cởi mở, lương thiện lại nghịch ngợm. Trước kia ở công ty, chỉ cần nơi nào có anh, bầu không khí làm việc sẽ trở nên rất vui vẻ. Các đồng nghiệp cũng thường bị anh trêu chọc cho cười khanh khách ầm ĩ. Cao Kiệt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Tĩnh Vi, khẽ ngẩn ngơ. Lúc này anh mới vào công ty đã bị hấp dẫn bởi chính phong cách điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít lời lại hay xấu hổ của cô gái này. Vì thế mà sẽ thường cố ý thể hiện tỏa sáng trước mặt cô, mong chờ cô có thể chú ý tới anh. Nhưng sự chú ý của cô là đặt toàn bộ vào công việc, căn bản không thấy anh đang phát ra tín hiệu, âm thầm đau lòng, oán thán không thôi. Lúc cô nghỉ việc, vừa hay lúc anh xin nghỉ một tuần, sau khi đi làm lại không thấy cô, anh đau lòng một khoảng thời gian. Hôm nay có thể gặp được cô, thực sự là rất vui. Cao Kiệt chợt lấy lại tinh thần, thấy đôi con người sáng như sao của Mạnh Tĩnh Vi đang lóe lên tia khó hiểu nhìn anh, làm cho anh càng ngượng ngùng, cười khúc khích. Mạnh Tĩnh Vi hơi nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt. Không thể lý giải, một Cao Kiệt trước giờ luôn tỏa sáng, tại sao lúc này lại trở nên mất hồn và ngây ngốc như vậy? Đang muốn mở miệng hỏi, phía sau anh xuất hiện một người đàn ông đi tới, khiến cho cô kinh ngạc, khẽ há miệng nhỏ nhắn, tại sao anh lại ở chỗ này chứ? Ánh mắt của cô đột nhiên tỏ ra ngạc nhiên, khiến Cao Kiệt phải xoay người sang chỗ khác, muốn xem vì sao cô lại kinh ngạc như vậy. Lục Thiên Hiểu tươi cười, đi về phía Mạnh Tĩnh Vi, đột nhiên trực tiếp rồi lại không thất lễ hỏi. Tĩnh Vi, bằng hữu của cô sao? Anh thuận tay đón lấy hai túi lớn trên tay của cô. Chẳng biết tại sao, chỉ trong một cái nhớp mắt như vậy, cảm giác chật vật, lúng túng và lo lắng dâng lên trong lòng của cô. Giống như cô đang làm chuyện xấu thì bị người ta bắt tại chỗ. Nhưng vấn đề là cô không có làm chuyện xấu nha. Có phải là mình đã quá đa tâm rồi hay không? Nghĩ như vậy, cô liền trở nên hào phóng thản nhiên. Ừ, đúng vậy. Lục Thiên Hiếu hơi hơi nghiêng người, nhìn chăm chú vào người đàn ông có vóc dáng cao lớn như anh, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Chào anh. Cao Kiệt sững sờ một chút, nhìn sang Mạnh Tĩnh Vi, lại nhìn Lục Thiên Hiếu một chút, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất, chỉ cảm thấy như có một cục đá đột nhiên rơi vào đầu anh, bóng tối bao trùm trên bốn phía. Anh cũng không phải là ngu ngốc, làm sao lại không nhìn ra người đàn ông trước mặt này không có thiện cảm, không dám khẳng định quan hệ giữa họ là người yêu. Không trách được trước đây, Mạnh Tĩnh Vi không nhìn thấy tín hiệu mà anh ta phát ra. Thì ra là cô đã có bạn trai, chỉ là trong công ty các đồng nghiệp không biết được mà thôi. Đây chính là Cao Kiệt tự mình phỏng đoán. Sắc mặt khó coi của Cao Kiệt khiến cho Lục Thiên Hiếu nở nụ cười đắc ý, trong lòng có cảm giác chiến thắng. Anh chẳng biết tại sao mình lại có loại tâm tình như vậy. Trong mắt của đối thủ trên thương trường, anh nổi danh là nham hiểm, nhưng đây cũng chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa. Đánh thắng người này, anh thực sự không có gì là kiêu ngạo. Nhưng không hiểu tại sao anh lại cố tình cảm thấy vui vẻ như vậy. Hôm nay anh tan việc sớm hơn bình thường, sau khi trở về lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh nghĩ có lẽ là cô đi siêu thị mua đồ, vì vậy dùng phương pháp luyện tập thân thể chạy bộ tới siêu thị, muốn tạo cho cô một sự bất ngờ vui vẻ. Lại thấy cô đang đứng cùng với Cao Kiệt, trong lòng lại cảm thấy không vui. Vốn trong xã hội hiện nay, có người đàn ông hay người phụ nữ nào mà không có những người bạn khác giới, anh không có quyền vào can thiệp chuyện của cô. Nhưng điều khiến anh không thể chịu được là cô lại thật lòng nở nụ cười vui vẻ trước mặt người khác. Từ lúc biết cô tới nay, cô chưa từng bao giờ nụ nụ cười như vậy trước mặt của anh. Nhưng lại cười nói với Cao Kiệt như vậy, thực sự khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là cảm thấy khó chịu. Mở khóa cửa, đặt túi trên tay xuống, anh đi tới ngồi trên ghế salon, không hề nói lời nào. Mạnh Tĩnh Vi giật mình trước sắc mặt khác thường của anh, nghĩ thầm, không phải là cô đã đắc tội gì với anh đấy chứ. Nhưng lại không nghĩ ra được, rốt cuộc mình đã làm cái gì khiến cho anh không vui, cũng chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Lục Thiên Hiếu thấy cô vẫn còn đứng đấy, tỏ ý muốn bảo cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Mạnh Tĩnh Vi nhìn hành động của anh, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Lục Thiên Hiếu quay đầu sang nhìn thẳng vào cô, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Cô quả là một người phụ nữ, rất có sức lôi cuốn. Mạnh Tĩnh Vi sững sốt, không hiểu ý tứ của anh. Lục Thiên Hiếu giơ tay lên, thương tiếc, yêu thích mà khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Cô xem, không phải là người đàn ông kia thích cô sao? Không biết bắt đầu từ lúc nào,
anh càng lúc càng cảm thấy thích khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, động lòng người này của cô. Đã bắt giữ lấy ánh mắt của anh thật chặt. Cô đã phá vỡ quy tắc trong quan hệ với người tình trước đây của anh. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi bỗng trợn to đôi mắt đẹp. Có phải hay không chứ? Tại sao cô lại không có cảm thấy chút nào? Nhìn thẳng vào đôi con người đơn thuần, không có một chút tâm cơ nào của cô, Lục Thiên Hiểu cười. Xem ra cô cũng không hề biết sức quyến rũ của mình. Nói như vậy cũng tốt. Có những người phụ nữ, một khi biết được sự hấp dẫn của mình, sẽ lợi dụng cách này để đầu độc đàn ông nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Anh cũng không hy vọng cô sẽ biến thành một người phụ nữ như vậy. Anh chính là yêu thích sự ngây thơ trong sáng này của cô. Cô chưa từng cười như vậy với tôi đâu. Anh hơi chu miệng lên, ám chỉ. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ lần nữa. Hôm nay anh nói chuyện điên khùng, khiến cho cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Tôi không hiểu rõ ý của anh là gì. Cô hơi nhíu lại lông mày. Không hiểu sao? Tôi cũng chỉ hy vọng cô có thể cười với tôi giống như cách cô cười với người đàn ông kia thôi. Người phụ nữ mà anh nhìn thấy khi đó có nụ cười đẹp nhất, không mục đích, không xã giao, không có dáng vẻ cạnh cỡm. Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu, nét mặt ra chiều ngẫm nghĩ những lời của anh nói. Cô liều mạng nghĩ lại cuộc nói chuyện mới vừa rồi cùng với Cao Kiệt, cũng không nghĩ ra có chỗ nào đặc biệt. Cao Kiệt là một người đàn ông rất hài hước. Trước kia ở công ty, mọi người thường bị anh ta chọc cho cười hi hi ha ha suốt ngày. Tôi không hiểu lắm lời nói vừa rồi của anh. Nghe vậy anh cười to, bàn tay ôm lên gò má của cô, di chuyển tới bờ môi đỏ mọng quyến rũ kia, dùng ngón tay dịu dàng khẽ chạm lên môi của cô. Một loạt động tác dịu dàng che chở như vậy làm cho cô như si mê, lại thấy đôi mắt thâm thúy tràn đầy nhu tịnh của anh. Hình như cô cảm thấy mình say, say trong ảo mộng động lòng người kia của anh. Ánh mắt mê ly của cô, gương mặt ửng hồng, khiến cho trái tim của anh nhảy lên một nhịp khác thường. Bàn tay trượt xuống, nâng cằm của cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, không ngừng hôn, đầu lưỡi còn ngang ngược cạy mở hàm răng của cô, chơi đùa cùng với chiếc lưỡi của cô, dây dưa cho tới khi hai người đều không cần không khí, anh mới buông cô ra. Kể từ sau khi cô trở thành người tình của anh phát giác mình thường sẽ không tự chủ được mà hôn cô. Đối mặt với cô, anh luôn luôn có một loại ý niệm mãnh liệt muốn bắt cô lên trên giường, tận tình mà thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mạnh Tĩnh Vi không biết tâm tư của anh, hai gò má nổi lên màu đỏ nhạt nhạt, xấu hổ mà cúi đầu. Mặc dù bọn họ đã thân mật như vậy, nhưng cô vẫn không có thói quen với sự đụng chạm bất ngờ từ anh. Không khí nhất thời trở nên im lặng, như có như không, mùi vị của tình dục. Có lẽ loại hơi thở này sẽ làm cho Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy lo lắng. Cô khó có khi chủ động mở miệng hỏi. Nếu như sau khi anh đi làm, tôi có thể làm một chút được công việc cá nhân hay không? Cô muốn dùng việc nói chuyện để hóa giải bầu không khí trầm mặc này, lại không biết nên nói cái gì. Vì vậy cô chỉ định nói lên vấn đề cô vẫn luôn giữ ở trong lòng. Lục Thiên Hiểu nhíu mày nhìn cô. Cô nên biết tôi không hạn chế hành động của cô, không để cho cô đi ra ngoài, chỉ là vì không thích cô đặt sự chú ý quá nhiều vào công việc. Tôi đã hiểu rồi. Nếu như anh thực sự hạn chế sự tự do của cô, có lẽ cô cũng không được đi ra ngoài dù chỉ là một lát. Tôi muốn đi thăm mẹ một chút. Anh yên tâm đi, trước khi anh tan làm, tôi nhất định sẽ trở về. Đã một tháng rồi cô không có gặp mẹ và em trai, cô rất nhớ bọn họ. Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn nữa chứ. Cô muốn đi thăm bác gái, đây cũng là chuyện hiển nhiên, không cầu xin phép tôi. Còn nữa, nếu như cô cảm thấy buồn bực nhàm chán, cô cũng có thể đi tìm bạn bè, đi dạo một chút. Ngày mai tôi sẽ bảo Gia Minh giúp cô làm một tấm thẻ vàng. Về sau cô muốn mua gì, cứ thoải mái cả thẻ. Hóa đơn tôi sẽ thanh toán. À không đâu, tôi chỉ muốn có thể ra ngoài thăm mẹ thôi. Tiền tôi vẫn còn một ít. Nghe được câu này, Lục Thiên Hiểu sững sờ, ngay sau đó cười phá lên. Cô rất dễ dàng thỏa mãn. Cũng có lẽ bởi vì như vậy mà cảm giác của tôi đối với cô có thể không giống với cảm giác khi ở cùng với những người phụ nữ khác. Nói đến những lời cuối cùng, anh gần như là tự lẩm bẩm. Mạnh Tĩnh Vi ngây người, trong đầu không thể lý giải được lời của anh. Vẫn còn chưa kịp mở miệng hỏi anh nguyên nhân, Lục Thiên Hiểu liền kéo tay của cô đứng dậy. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, được không? Kể từ khi cô không đi làm, buổi tối anh tan việc trở về đều có thể ăn thức ăn do cô nấu. Mà hôm nay anh không muốn cô phải xuống bếp, không hy vọng cô bị quá mệt mỏi. Luôn luôn là anh nói gì, Mạnh Tĩnh Vi sẽ liền làm như vậy. Anh nói muốn đi ra ngoài ăn, cô cũng không phản đối. Cô đẩy xuống nghi vấn trong lòng, để mặc cho anh lôi kéo ra ngoài.
Lục Thiên Hiếu đi trên hành lang của bệnh viện, đi theo bên cạnh là một người có khí chất xuất chúng, một người phụ nữ xinh đẹp và trang nhã. Mà người phụ nữ kia cũng không phải là người bạn gái trước đây của anh nữa, mà là thiên kim của một công ty công nghệ cao, nhà họ Tống trong nước, Tống Tuệ Nghi. Tống Tuệ Nghi không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa cá tính còn ôn hòa chững chạc, biết tiến biết lùi, khéo léo, cũng có thể coi như là một trong hai nữ cường nhân của thương trường. Vậy mà người phụ nữ xinh đẹp, tài mạo vẹn toàn như vậy vẫn không có cách nào khiến cho anh động lòng. Nhưng ngược lại, cô gái nhỏ mạnh tĩnh vì đơn thuần và hay ngượng ngùng kia lại khiến cho ánh mắt của anh không thể nào rời đi được. Còn cảm thấy may mắn khi được ở chung với cô trong khoảng thời gian ngắn đó. Khi nhớ đến dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của Mạnh Tĩnh Vi thì Lục Thiên Hiếu không tự chủ được mà giơ khóe miệng lên. Nhìn thấy nụ cười của Lục Thiên Hiếu, đột nhiên tim của Tống Tuệ Nghi nhảy dựng lên, gương mặt còn có chút đỏ ửng, không còn hình ảnh chủ quản giỏi giang thường ngày nữa mà đã trở về dáng vẻ thẹn thùng của người phụ nữ. Vì cha mẹ hai bên đều có quen biết nhau, từ nhỏ cô đã quen biết Lục Thiên Hiếu, mà từ lúc nhỏ cho tới bây giờ cô vẫn luôn thầm mến anh, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với anh mà thôi. Ở bên ngoài đồn đại rất nhiều về chuyện của Lục Thiên Hiếu thường xuyên thay đổi phụ nữ. Dù cho cô rất đau lòng, nhưng cũng không hề hao tổn tới lòng ái mộ của cô dành cho anh một chút nào. Đàn ông mà, chỉ cần có gia thế và bối cảnh tốt, lại có dáng người dáng vẻ tuấn xuất khôi ngô, thì đương nhiên đám hoa bướm kia sẽ nhào tới mà thôi. Tự nhiên cũng sẽ có sự căng đàn không ngừng. Chỉ là về mặt sự nghiệp thì Lục Thiên Hiếu có mắt nhìn người và năng lực lãnh đạo, nên anh sẽ không giống như người con cháu trong công ty kia, chỉ biết chuyện sinh con, ăn chơi đàng điếm. Cho nên tình yêu mà dành cho anh mới càng ngày càng gia tăng. Anh Thiên Hiếu, anh đang suy nghĩ gì vậy? Xem ra tâm trạng của anh rất tốt. Không có gì. Lục Thiên Hiếu cười trả lời. Anh không có em gái, cho nên luôn xem Tống Tuệ Nghi là em gái của mình. Anh thấy tình hình bình phục của bác trai rất tốt, chắc là sẽ nhanh chóng được xuất viện mà thôi. Đúng vậy, bác sĩ nói chỉ cần ban uống thuốc đúng giờ, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì chưa tới một tuần là sẽ xuất viện. Nghĩ tới chuyện thân thể của cha sắp bình phục lại, Tống Tuệ Nghi khó nén vui mừng. Vậy thì tốt. Lục Thiên Hiếu nhìn cô cười nhạt, mà Tống Tuệ Nghi cũng trả lại cho anh một nụ cười yếu ớt. Hai người sóng vai nhau đi về phía trước. Đến lúc quanh co chỗ phòng bệnh không xa lắm thì thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái đang lảo đảo từ trong phòng bệnh bước ra. Ngay sau đó thì hai bịch đựng trái cây từ trong phòng bệnh bị ném ra ngoài. Cô đi ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy cái thứ sao chổi như cô. Cô gái nén lệ, cắn môi dưới, không nói một câu, ngồi xổm người xuống nhặt những trái cây đang rơi toán loạn trên mặt đất. Hai người không ngừng mà hẹn cùng dừng lại. Lục Thiên Hiếu nhìn hình dáng nhỏ bé kia, cảm thấy rất quen thuộc, bình tĩnh nhìn kỹ lại. Đây không phải là Mạnh Tĩnh Vi sao? Anh kinh sợ tới trợn to hai mắt. Cô gái kia thật là đáng thương. Tống Tuệ Nghi nhỏ giọng nói ra, cô cũng không phải là loại phụ nữ thích nhiều chuyện, chỉ là cảm thấy cô gái trước mặt này rất đáng thương mà thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Hai mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tống Tuệ Nghi nói nhỏ. Mẹ của cô ấy khi nhìn thấy cô ấy thì không cùng oán trách. Nói gì mà cô vừa mới sinh ra đã hại nhà bọn họ phá sản. Cha cô ấy bị bệnh rồi qua đời cũng là vì cô ấy. Chân của bà ấy không thể đi lại được cũng là do vận rủi của người con gái như cô ấy mang tới. Em thấy cô ấy rất ngoan, không giống như sao chổi. Cô đã gặp y tá của Mạnh Tĩnh Vi vài lần, nhưng lời nói vừa rồi của cô cũng chính là lời của y tá nói cho cô biết. Cổ họng khẽ xoay động trên dưới, hai tay của Lục Thiên Hiếu nắm chặt thành quả đấm. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được tại sao lần thứ hai khi nhìn thấy cô thì bóng lưng của cô rất cô đơn. Mà câu nói chanh chua của mẹ cô và lời kể hời hợt của Tống Tuệ Nghi cũng đã nói rõ cô nhất định đã phải chịu rất nhiều uất ức khi ở nhà. Mạnh Tĩnh Vi cúi đầu nhặt quả táo cuối cùng lên rồi đứng dậy, mắt thoáng nhìn và ánh mắt cũng vừa vặn tiếp xúc với Lục Thiên Hiếu. Tại sao anh ấy lại ở đây? Nhìn thấy anh mang theo vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm vào cô như vậy, chẳng nhẽ anh đã nghe thấy hết những lời mẹ mắng cô rồi hay sao? Ánh mắt của cô rời sang bên cạnh một chút, tầm mắt vừa vặn rơi vào trên người của Tống Tuệ Nghi. Cô và y tá từng đã gặp qua cô ta vài lần. Lần đầu tiên khi gặp Tống Tuệ Nghi thì cô đã bị khí chất cao quý của cô ấy hấp dẫn. Cô nghe y tá nói cô ấy là thiên kim của công ty nhà họ Tống. Chỉ là bọn họ, làm sao bọn họ lại có thể đi cùng nhau như vậy? Chẳng nhẽ? Đúng rồi, cô quên mất. Lục Thiên Hiếu là tổng giám đốc của tập đoàn Trượng Phong, mà Tống Tuệ Nghi cũng là xuất thân danh môn. Bọn họ là người của xã hội thượng lưu,
quen biết nhau cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Xem ra bọn họ thực sự là một đôi trai tài gái sắc. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy được lòng của cô như bị vật dụng gì đó đụng vào, đau tới nỗi không thể thở nổi. Chẳng những cô không muốn để cho anh biết cô là sao chổi, mà còn càng không có cách tiếp nhận được chuyện anh có người yêu khác. Cô khổ sở, không nói hai lời, lập tức xoay người chạy đi. Lục Thiên Hiếu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của cô. Nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất thì cảm giác đau lòng truyền tới từ trong ngực càng không thể tiêu tan. Mà Tống Tuệ Nhi cũng sửng sốt vì hành động của cô. Làm sao cô lại chạy giống như đã gặp quỷ như vậy chứ? Lao ra khỏi bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi thất thần chạy về phía trước. Cho đến khi cô mệt mỏi và cũng đã chạy không nổi nữa, mới vòng vào trong ngõ hẻm vắng người, chồm hổm xuống, dán lưng vào tường. Cô lấy tay che đi đôi mắt, không cách nào đè nén được nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Anh ấy đã thấy rồi, đã thấy mất rồi. Có phải là anh cũng sẽ tin lời của mẹ hay không cơ chứ? Có phải của anh cũng sẽ vì chuyện đó mà chán ghét cô hay không? Không, không được, cô không muốn. Cô không muốn có một chút ấn tượng xấu nào trước mặt của anh. Tại sao lại có loại ý nghĩa như vậy? Thì trong lòng của cô đã biết rất rõ. Bởi vì hơn một tháng sống chung đã khiến cho cô yêu anh. Nhưng mà cô chỉ có thể đặt tình yêu của mình vào sâu vào trong nội tâm mà thôi. Giữa bọn họ chỉ có quan hệ giao dịch. Và lại cô đã từng nói sẽ không yêu thương anh, cũng sẽ không dây dưa với anh. Cô hoàn toàn không xứng đáng với anh và không thể nào yêu anh được. Thân phận của anh cao quý như vậy, có thể xứng với anh thì cũng chỉ có thể là người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi mà thôi. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy thực sự rất hận chính mình. Hận gia thế thấp kém của mình, hận diện mạo của mình không bằng người ta. Tại sao lại như vậy chứ? Trời cao đã muốn cho cô gặp được anh, nhưng vì sao lại là một tình yêu không có quả cơ chứ? Cô khóc nhiều hơn, khóc tới khàn cả giọng và tiếng khóc đầy oán giận. Buổi tối khi trở lại nhà trọ, Mạnh Tĩnh Vi có một chút kinh ngạc vì Lục Thiên Hiếu đang ngồi trong phòng khách, hình như là đang chờ đợi cô. Cô chần chờ một chút mở cửa, mới hơi cúi thấp đầu, đi xuống ngồi tới bên cạnh anh. Thật xin lỗi, em lại về trễ. Giọng của cô bình tĩnh, không cao, không thấp. Lục Thiên Hiếu không lên tiếng, đưa tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô vào trong ngực của anh, thuận tiện hạ xuống một vài nụ hôn trên gò má của cô. Tại sao lúc ở bệnh viện lại chạy đi như vậy chứ? Anh êm ái mà hỏi. Mạnh Tĩnh Vi không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Không thể chống lại trái tim của mình thì chỉ càng khiến cho cô thêm đau đớn mà thôi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, lòng của Lục Thiên Hiếu chợt căng thẳng. Suốt cuộc thì cô đã che giấu anh bao nhiêu chuyện cơ chứ? Lúc ở bệnh viện, anh đã nghe thấy rất nhiều lời oán trách của mẹ em. Sau khi cô chạy đi, anh cũng không có chạy theo, mà anh muốn cùng với Tống Tuệ Nhi tới thăm bác Tống trước. Sau đó thì anh đã cố làm ra vẻ tò mò, không hiểu hỏi y tá ở bệnh viện, mới biết mỗi lần Mạnh Tĩnh Vi tới thăm mẹ Mạnh đều bị mẹ Mạnh mắng chửi một trận. Có lúc tâm trạng của mẹ Mạnh không tốt, còn đánh đập cô nữa. Anh chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau lòng, mà cô lại chưa bao giờ nói với anh. Càng làm anh tức giận hơn nữa, tự trách mình hơn nữa. Là thế nhưng anh lại không hề để ý tới sự uất ức của cô. Thật sao? Cô có một chút phát run, vì ít nhiều gì thì cô cũng đã nghe thấy những lời oán trách của mẹ lúc ở bệnh viện. Mẹ của em rất xấu. Anh thấy rằng em nên dứt khoát, mặc kệ bà ta đi. Để cho bà ta biến thành kẻ tàn phế luôn thì càng tốt. Anh tức giận, nhưng cô lại vì tiện thuốc của mẹ mà mới bán mình như vậy. Lục Thiên Hiếu im lặng chỉ trích cô, lửa giận trong ngực lập tức biến mất, thay vào đó là nồng nặc tò mò. Anh nói sai hay sao? Anh nghiêm mặt hỏi, nhíu nhíu mày nhìn cô, cố ý mà trêu đùa cô. Mạnh Tĩnh Vi vẫn không nói lời nào, trong mắt lại có thêm nồng đậm, đặt dấu hiệu tức giận. Lần này Lục Thiên Hiếu không tiếp tục trêu chọc nữa, anh giơ tay lên, làm hình dạng như đang đầu hàng. Được rồi, coi như anh nói bậy đi, thật xin lỗi. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy thoải mái hơn vì lời xin lỗi của anh. Nói thật ra thì anh hoàn toàn không cần thiết phải nhận lỗi với cô. Lục Thiên Hiếu thấy cô không nói lời nào, đôi tay nhốt chặt hông cô. Nhưng mà nói thật là bà ta đối xử với em như vậy thực sự là rất quá đáng. Tại sao em vẫn còn hiếu thuận với bà ta như vậy chứ? Nhưng mặc kệ là bà ấy có quá đáng với em hay không thì bà ấy vẫn là mẹ của em mà. Mạnh Tĩnh Vi không một chút nghĩ ngợi nói. Lục Thiên Hiếu sững sờ, ngay sau đó anh cười to, cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào trán của cô một cái. Tại sao em lại thiện lương như vậy chứ? Anh phải chăm sóc và quan tâm một chút mới được. Tránh cho vào một hôm nào đó em sẽ bị bán đi rồi mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền.
Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc, há to mồm. Anh có biết mình đang nói cái gì hay không vậy chứ? Anh muốn chăm sóc cô sao? Dựa vào cái gì chứ? Giữa bọn họ chỉ có quan hệ chủ thuê và người làm thuê mà thôi. Anh đừng nói đùa nữa. Dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa lắm hay sao? Lục Thiên Hiếu tươi cười híp mắt hỏi ngược lại. Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh, trong lòng chấn động. Anh có biết anh nói như vậy thì cô sẽ tin là thật hay không? Sẽ khiến cho cô lầm tưởng không phải là cô đang đơn phương anh đấy chứ? Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô chỉ là người tình được anh bao nuôi mà thôi, là người bạn giường của anh. Đột nhiên, ngực lại nảy lên một chút chua xót, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Sao vậy hả? Anh dịu dàng hỏi. Thình lình cô lại lộ ra vẻ mặt yêu sầu như vậy, khiến cho ngực của anh có chút đau nhói. Trầm mặc một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi. Mẹ em nói là em là sao trời, anh có tin hay không chứ? Có trời mới biết, cô đã cố lấy biết bao nhiêu dũng khí mới dám mở miệng hỏi anh những lời này. Anh đưa tay ra nâng cằm của cô lên, trực tiếp nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô. Anh không tin. Có thật không? Trong mắt cô lộ ra ánh sáng vui mừng. Thật. Anh nặng nề gật đầu, giống như sợ rằng cô sẽ không tin lời của anh vậy. Anh chỉ tin những gì mà anh nhìn thấy. Trong mắt của em rất đơn thuần, là một cô gái hiền lành, không phải là một sao chổi khiến cho người ta chán ghét. Tĩnh Vi, hứa với anh, đừng vì những lời nói của mẹ em mà cảm thấy mình là người gieo họa, được chứ? Những lời nói chân thành này làm cho Mạnh Tĩnh Vi cảm động không thôi. Cô gần như đã sắp khóc vì quá vui mừng. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Cảm ơn anh đã khích lệ em. Lục Thiên Hữu cúi đầu, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gò má của cô. Cô gái ngốc, có gì mà phải khóc chứ? Nước mắt của cô níu chặt lòng của anh. Sự dịu dàng của anh vào lúc này khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không tự chủ được mà vùi đầu vào trong ngực của anh. Lồng ngực của anh truyền tới tiếng nhịn tim trầm ổn, dị thường khiến lòng của cô được ổn định. Nhưng chỉ trong lúc lát sau, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tuệ Nghi. Trong lòng của cô không khỏi cứng lại, lập tức rời khỏi lồng ngực của anh, nhìn và chằm chằm anh. Cô rất muốn hỏi chuyện quan hệ giữa anh và Tống Tuệ Nghi là như thế nào, nhưng một chữ cũng không thể nói ra được. Cô không thể chịu đựng được đáp án rằng bọn họ là người yêu của nhau. Và lại với thân phận tình nhân của cô thì cô không thể hỏi chuyện riêng của anh được. Nhìn thấy ánh mắt của cô hiện lên u ám, đau lòng khiến cho anh căng thẳng. Vì chuyện gì mà em không vui như vậy chứ? Nhìn đôi mắt đen đầy lo lắng của anh khiến cho cô thiếu chút nữa đã bật thốt mà hỏi. Thế nhưng cuối cùng cũng không có hỏi. Cô nói sang chuyện khác, nhẹ giọng và nói. Đến bây giờ bên phía bệnh viện vẫn chưa báo thời gian chính xác mẹ em có thể làm phẫu thuật. Em lo lắng nếu như còn để lâu như vậy thì cơ hội thành công sẽ không còn lớn nữa. Yên tâm đi, anh tin rằng phía bệnh viện sẽ nhanh chóng phẫu thuật cho bác gái thôi. Anh nghĩ ngày mai phải kêu Gia Minh sắp xếp cho anh gặp viện trưởng một chút mới được. Mặc dù anh rất ghét bà Mạnh, thế nhưng giống như Mạnh Tĩnh Vi đã nói, cho dù bà ta không tốt thì cũng là mẹ của cô, anh phải hoàn toàn thành tâm nguyện cho cô. Hai ngày trước, sau khi biết được chuyện của mẹ Mạnh Tĩnh Vi đối xử không tốt với cô, thì anh đã gọi Bảo Hà Gia Minh điều tra rõ ràng về thân thế và bối cảnh của Mạnh Tĩnh Vi. Từ tài liệu cho thấy, thằng Mẫn đã đối xử không tốt với Mạnh Tĩnh Vi, thậm chí có thể nói là cay nghiệt. Còn chân chính khiến cho anh phiền lòng phiền dạ hơn là trong tay của Thanh Mẫn có ít nhất 7-8 vạn tiền gửi trong ngân hàng. Đây chính là tiền bảo hiểm sau khi chết của ba Mạnh. Thế nhưng dĩ nhiên, thằng Mẫn không nói cho Mạnh Tĩnh Vi biết. Nếu không cô cũng không cần phải buộc vai gánh hết gánh nặng của gia đình. Thang Mẫn làm như vậy chẳng phải là cố ý muốn hành hạ Mạnh Tĩnh Vi, khiến cho cô phải bước tới bước đường cùng hay sao? Mấy ngày nay, sau khi sống chung với Mạnh Tĩnh Vi, anh nhìn ra được cô là một cô gái tốt bụng. Nếu như để cho Thang Mẫn làm ra những chuyện cay nghiệt với cô như vậy, không biết cô có thể tiếp nhận được đả kích này hay không? Hạ Gia Minh sau khi thấy Lục Thiên Hữu, sau khi xem xong báo cáo, sắc mặt càng thêm nặng nề. Rõ ràng là đang gặp chuyện khó khăn. Cô ấy là người rất đặc biệt với anh sao? Người trước mặt sáng người, không nói chuyện tối, Hạ Gia Minh trực tiếp hỏi. Lục Thiên Hữu gật đầu một cái. Cô ấy vì tiền thuốc thang của mẹ mình cho nên mới bị bán thân. Có lẽ vì cô đơn thuần lại chịu hy sinh vì gia đình, cho nên anh mới có một cảm giác thương tiếc và đau lòng, khó có thể diễn tả thành lời khi đối mặt với cô. Vậy mà bây giờ anh có nên để cho cô biết được sự thật này hay không? Báo cáo điều tra từ tay của anh chuyển qua tay của Lục Thiên Hữu, thế nên dĩ nhiên Hà Gia Minh đã xem qua nội dung ở bên trong. Anh cảm thán mà nói. Cô gái tốt là thế,
thế nhưng lại không được đền đáp. Lục Thiên Hữu nặng nề khép tài liệu lại, quyết không để cho Mạnh Tĩnh Vi biết chuyện này. Anh đẩy tài liệu về phía trước, dặn dò và nói: Gia Minh, cậu cất nó đi. Hạ Gia Minh lấy lại tài liệu, đáp một tiếng: Được. Lục Thiên Hữu dương mắt, nói sang chuyện khác: Chỗ công ty của nhà họ Lý có một buổi tiệc rượu khai mạc, chắc là Tôn Thiếu Khang sẽ không đến có phải hay không? Sắc mặt của Hạ Gia Minh lập tức nghiêm nghị lại, công thức hóa mà nói: Theo điều tra của tôi thì thứ sáu này Tôn Thiếu Khang sẽ tới Hồng Kông, chắc là chủ nhật sẽ không về được. Lục Thiên Hữu gật đầu một cái, ý bảo Hạ Gia Minh ngồi xuống bàn bạc chuyện công ty. Lục Thiên Hữu vừa mới trở lại nhà trọ, vừa để cặp tài liệu xuống, lập tức đã kéo Mạnh Tĩnh Vi ra cửa. Ngồi lên xe, Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không thể rõ tình hình này, nhưng lại cũng không dám hỏi anh, sợ rằng anh hiểu nhầm là cô xen vào chuyện riêng của anh. Cho dù trong lòng cô rất muốn hỏi anh, nhưng cô cũng lại nhịn xuống. Cho đến khi xe chạy ra khỏi thành phố, sau khi tiến vào đường cao tốc, cô mới phát giác được có gì đó không đúng. Đã tối như vậy rồi, anh vẫn còn muốn dẫn cô đi đâu vậy chứ? Thiên Hữu, chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi đó rồi, tự nhiên em sẽ biết. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi, vậy thì anh ngủ trước đi. Chặng đường này ít nhất cũng phải hơn 1 giờ mới tới nơi. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc thì anh muốn dẫn cô tới nơi nào vậy chứ? Chỉ là cô cũng không có hỏi nhiều lắm, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Đợi tới lúc cô tỉnh lại, bản thân đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngồi dậy từ trên giường, cô nhìn chung quanh, một không gian rộng lớn, lớn tới nỗi không thấy bóng người của Lục Thiên Hữu đâu. Không hiểu tại sao, trái tim của cô lại căng thẳng, cô độc, sợ hãi, cùng lúc cùng kéo tới. Cảm giác giống như lúc nhỏ, bị mẹ cô ném vào trong phòng một mình vậy, có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào. Thân thể của cô khẽ run lên, thật nhanh kéo chăn bông lên, xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ. Dựa vào trực giác, cô xông về phía trước, tới đường cùng rồi cô mới dừng bước lại. Cách cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt của một người bên ngoài. Mạnh Tĩnh Vi khẽ thở dài trong lòng. Hoàn hảo, anh vẫn còn ở đây, chưa có rời khỏi cô. Nghe được tiếng mở cửa, Lục Thiên Hữu tắt khói, hất mặt cười nói: Thấy em ngủ rất ngon, nên muốn để cho em ngủ thêm một chút nữa. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói: Là anh ôm em xuống xe sao? Thật mất thể diện, tại sao cô lại ngủ tới nỗi bất tỉnh nhân sự như vậy chứ? Giống như cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười, anh nghiêng đầu nhìn cô. Em không cảm thấy câu hỏi vừa rồi là rất dư thừa hay sao? Mặt của Mạnh Tĩnh Vi càng đỏ hơn nữa, cô hơi cúi đầu. Mặt cô đỏ tới nỗi lộ ra dáng vẻ khiến cho anh phải động lòng, khiến cho anh rất muốn ôm ấp cô. Tới đây. Mạnh Tĩnh Vi ngoan ngoãn đi tới trước mặt của anh. Lục Thiên Hữu một phát bắt được cô, để cho cô ngồi trên đùi của anh. Sau đó đôi tay vòng chặt hông của cô, vây cô ở trong ngực của anh. Vốn định là dẫn em tới đây ngắm sao, đáng tiếc là một ngôi sao cũng không có. Giọng nói chậm thấp dịu dàng, lộ ra một chút tiếc hận. Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm không một chút chấm sao nhỏ nào. Sau đó ánh mắt lại rời tới gương mặt tuấn tú của người đàn ông nọ. Nhưng vì sao đột nhiên lại dẫn em tới đây ngắm sao vậy chứ? Cô không hiểu việc làm này của anh. Anh mỉm cười, giơ tay lên, đùa bỡn mái tóc đen mềm mại như tơ của cô. Hai ngày nay, tâm trạng của em không tốt, nên muốn cho em vui vẻ lên một chút mà thôi. Nhờ báo cáo mà Hạ Gia Minh chỉnh lên lúc sáng, lại khiến cho anh phiền não đau lòng. Cô là một cô gái tốt, không nên phải chịu uất ức như vậy. Cô ngây người, đột nhiên cảm thấy tim đập loạn xạ, hoảng hốt hất mặt, không dám nhìn vào ánh mắt chân thành kia, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, hy vọng xa vời. Đối với thái độ im lặng của cô, Lục Thiên Hữu cũng không nói lời nào, chỉ khẽ thở dài. Cô quay đầu nhìn anh, kinh ngạc trước vẻ mặt cô đơn của anh. Mặc dù Lục Thiên Hữu cùng với cô, nhưng suy nghĩ đã bay tới phương xa. Trầm mâm một lúc lâu, anh chậm rãi nói: Thành viên trong nhà họ Lục không nhiều cho lắm. Hàng năm cha mẹ anh đều ở nước ngoài, em trai cũng ở nước ngoài, làm bạn với hai người bọn họ. Anh là con trai cả, nên đương nhiên trách nhiệm sẽ nặng hơn, công việc cũng rất nhiều. Nên phụ nữ đã trở thành thuốc điều hòa sinh hoạt của anh. Đây chính là lần đầu tiên anh tiết lộ tâm sự của mình với một người phụ nữ, hơn nữa lại còn rất tự nhiên. Mạnh Tĩnh Vi ngẩn ngơ, không biết lời nói của anh là có ý gì. Ánh mắt của anh vẫn im lặng, nhìn về phía xa xôi phía trước. Em đang xem thường tôi là một người đàn ông, xem phụ nữ như đồ phế vật hay sao? Bên cạnh anh không có thiếu phụ nữ, có lúc cùng lui tới với 2-3 người phụ nữ cũng là chuyện rất bình thường, nhưng sẽ không nghĩ tới cảm xúc của người bạn gái bên cạnh.
Nhưng sau khi ở chung với Mạnh Tĩnh Vi thì anh đã không còn một chút hứng thú nào với những người phụ nữ khác nữa. Thậm chí bây giờ anh còn để ý tới tâm trạng của cô tốt hay xấu. Chắc là không. Chưa từng suy nghĩ tới, cô cũng tự nhiên trả lời. Rốt cuộc ánh mắt của Lục Thiên Hữu cũng rơi tới trên người của anh, không chắc chắn và hỏi: có thật không? Mạnh Tĩnh Vi gật đầu khẳng định. Đây là cuộc sống của anh, không ai có thể phê bình, can thiệp. Mỗi người đều có một cách sống riêng. Cho dù để cho cô nhìn thấy anh trái ôm phải ấp với hai người phụ nữ khác nhau, thì mặc dù lòng của cô sẽ đau, sẽ khó chịu, nhưng cô cũng chỉ có thể âm thầm đau lòng. Cô không có quyền quản hay những chuyện khỉ gió của anh. Câu trả lời của cô giống như lời nói thật lòng vậy, khiến cho anh kéo ra một đường cong nhu hòa, liền chuyển đề tài. Lúc được nghỉ phép, anh sẽ tới ngôi biệt thự này. Mỗi lần tới đây đều dẫn theo một đám người. Đây chính là lần đầu tiên anh đơn độc dẫn theo một người tới đây. Chơi đùa vui vẻ một chút đi. Mạnh Tĩnh Vi ngây người lần nữa, không hiểu tại sao anh lại muốn giải thích với cô nữa. Còn lời nói của anh là có hàm nghĩa gì chứ? Chẳng nhẽ là đây mà không đâu. Mộng đẹp không thể nào trở thành sự thật được. Mạnh Tĩnh Vi, mày đừng có ngu ngốc, đừng có đắm chìm vào trong mộng nữa. Cô bỏ những suy nghĩ về những chuyện không thể xảy ra trong lòng đi, hỏi ra câu hỏi từ trong đáy lòng. Không phải là ngày mai sẽ đi làm sao? Đến lúc phải trở về rồi. Ở công ty đã có Gia Minh, cho nên anh có thể yên tâm. Cam đoan của anh không thể trấn an được lòng cô. Anh không nên vứt bỏ công việc vì cô như vậy. Lục Thiên Hữu nhìn thấy áy náy của cô, co hai tay lại ôm cô vào trong lòng. Thật ra thì phần lớn thời gian khi anh ở đây đều rất cô độc, anh cũng rất cần quen ở bên cạnh. Áy náy trong lòng cô lập tức dần dần biến mất, bởi vì lời nói và vẻ mặt cô đơn của anh. Cô im lặng dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lồng ngực của anh, mặc cho thời gian lặng lặng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Hữu dẫn Mạnh Tĩnh Vi rời khỏi khu biệt thự, trở lại Đài Bắc. Đầu tiên là anh dẫn cô đi mua một bộ đầm dạ hội, sau đó mới chở cô tới tham gia buổi tiệc khai mạc được tổ chức ở nhà họ Lý. Mạnh Tĩnh Vi theo Lục Thiên Hữu tới hội trường của buổi tiệc rượu. Vốn cho là buổi tiệc rượu mà anh nói chỉ mời một vài người tầng lớp tri thức tới góp vui với đối phương mà thôi, nhưng lại không ngờ nó lại long trọng tới như vậy. Những người trước mặt này có thể là những người có rất nhiều tiền. Đây lại càng nhắc nhở cô rằng cô và Lục Thiên Hữu không hề giống nhau. Bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới. Cô không nên vì sự đối đãi dịu dàng của anh vào 2-3 ngày trước mà sinh ra hy vọng không nên có ở anh. Cô thực sự không biết lượng sức mình rồi. Cô hít vào một ngụm khí, một thân một mình đi tới một cái góc nọ. Vì một khi Lục Thiên Hữu bước vào hội trường sẽ có rất nhiều người vây quanh, mà cô lại không thể chịu nổi cảnh xã giao này nên đã lén lén rời khỏi nhà. Mà hình như anh cũng không phát hiện ra việc cô đã rời đi. Bây giờ anh có nhiều người phụ nữ như vậy vây quanh, làm sao có thể chú ý tới cô nữa. Trong lòng của Mạnh Tĩnh Vi đau xót, nghĩ tới việc mình vì tiền bạc mới đi chung với Lục Thiên Hữu, lại nhìn tới những người phụ nữ đang vây quanh bên cạnh Lục Thiên Hữu trong phong cách cao quý như vậy mà cô lại bình thường tới nỗi không có giá trị để ngoảnh đầu nhìn lại. Hơn nữa cô vì tiền cho nên mới vào buổi tiệc xa hoa này, càng làm cho cô muốn rời khỏi đây đi hơn nữa, rời khỏi Lục Thiên Hữu. Suy nghĩ một chút, cô xoay người rời đi, nhưng thình lình lại đụng phải một bức tường thịt to lớn. Bước chân không yên lui về phía sau mấy bước, lập tức sắp ngã. Cẩn thận! Giọng nói chậm thấp, gợi cảm, lại lạnh lùng, truyền tới từ trên đỉnh đầu của Mạnh Tĩnh Vi. Một đôi tay mạnh mẽ có lực, kịp thời kéo cánh tay của cô, giúp cô không bị ngã nhào. Sau đó cô đứng lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi sửng sốt. Người đàn ông ở trước mặt này giống y hệt như Lục Thiên Hữu, có khuôn mặt anh tuấn, hơi thở vừa cao quý lại vừa kiêu ngạo. Khác biệt ở chỗ, Lục Thiên Hữu giống như người đàn ông ở dưới nắng mặt trời, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều là tràn đầy ánh sáng, mà người đàn ông này lại tản mát ra một loại hơi thở vừa rét vừa lạnh thâm trầm, tựa như một chân trời âm trầm đầy mưa. Tay của người đàn ông vẫn chưa có buông Mạnh Tĩnh Vi ra, ánh mắt khẽ quan sát cô gái thanh thuần thoát tục trước mắt. Trong ấn tượng thì trong các loại giao thiệp này không thể có một cô gái như vậy được. Là người nào đã dẫn cô tới đây? Mạnh Tĩnh Vi không có thói quen bị người khác dò xét, khuôn mặt khẽ ửng hồng. Tiên sinh, mời buông tôi ra. Cô xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt thật là đáng yêu, làm cho nội tâm của anh không khỏi dâng lên một chút chiều mến. Cô tên là gì chứ? Giọng của anh ta vừa nguội lạnh vừa chậm rãi, nghe ra được tâm trạng của anh ta rất tốt. Mạnh Tĩnh Vi có một chút kinh ngạc khi anh ta không chịu buông tay, đang muốn tiến lên bảo anh ta buông tay ra, thì hông của cô bỗng nhiên căng thẳng,
vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Chu Vi dần dần huyên náo có từ trong kinh khách. Đột nhiên, đèn flash bốn phía bật sáng, để cho cô không còn cách nào làm rõ tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lục Thiên Hiếu ôm chầm lấy Mạnh Tĩnh Vi, khuôn mặt tươi cười lại bị thay thế bằng vẻ tức giận. Tôn Tổng, hình như cậu rất hứng thú về người phụ nữ của tôi, phải không? Xa xa anh đã nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi và Tôn Thiếu Khang lôi lôi kéo kéo. Làm sao mà Mạnh Tĩnh Vi lại để cho cậu ta kéo như vậy chứ? Tôn Thiếu Khang như có điều suy nghĩ, khẽ lướt qua giai nhân đang ở trong lòng của kẻ thù lâu năm, lạnh nhạt cười một tiếng. Lục Tổng, từ lúc nào mà anh lại có hứng thú với nữ sinh hồi thế này? Rất khó tưởng tượng Lục Thiên Hữu lại có hứng thú với một người phụ nữ thanh thuần, hơn nữa còn là một cô gái ngoan ngoãn lại vô cùng đơn thuần. Nghe nói Tôn Tổng bay tới Hồng Kông ký hợp đồng rồi cơ mà, quay về sớm như vậy sao? Chẳng nhẽ muốn quản chuyện riêng của em trai bé nhỏ này hay sao? Lục Thiên Hiếu bĩu môi nói. Quá trình ký kết hợp đồng vô cùng thuận lợi. Rất cảm ơn Lục Tổng, rất cảm ơn. Khóe môi của Tôn Thiếu Khang hiện lên nụ cười lạnh lùng, lời nói đầy hàm ý. Hợp đồng này là anh ta đã cứng rắn giành lại từ trên tay của Lục Thiên Hiếu. Là do em trai nhỏ này đây bất tài, cũng là do bản lãnh của Tôn Tổng rất giỏi mà thôi. Lục Thiên Hiếu lạnh nhạt đáp lại. Tôn Tổng, xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa. Anh xoay người ôm Mạnh Tĩnh Vi rời đi. Lục Tổng. Lục Thiên Hiếu dừng bước lại, hơi nghiêng người nhìn Tôn Thiếu Khang. Còn có việc gì nữa sao? Tôn Thiếu Khang liếc Mạnh Tĩnh Vi một cái, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười hỏi. Anh thừa nhận thua rồi sao? Anh ta đã từng đoạt đi rất nhiều phụ nữ của Lục Thiên Hiếu ở trước mặt mọi người, cũng chưa từng thấy Lục Thiên Hiếu đoạt người lại. Hôm nay lại là chính lần đầu tiên. Lục Thiên Hiếu biết anh ta nói tới chuyện của Mạnh Tĩnh Vi, nên chợt anh kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như những lời đó khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, thì tôi rất sẵn lòng. Anh nhìn Tôn Thiếu Khang lễ phép gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại, lập tức ôm Mạnh Tĩnh Vi rời đi. Tôn Thiếu Khang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nổi lên rất nhiều hứng thú với giai nhân trong ngực của Lục Thiên Hiếu. Rốt cuộc thì cô là ai mà lại có thể khiến cho Lục Thiên Hiếu quan tâm tới cô như vậy? Đây là lần đầu tiên Mạnh Tĩnh Vi nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Thiên Hiếu, cũng không hiểu sao lòng của cô lại chợt cảm thấy sợ hãi. Em không biết anh ta, là anh ta đã lôi kéo em không buông. Thấy anh thật lâu cũng không có nói một câu, cô liền mở miệng giải thích. Lục Thiên Hiếu không có lên tiếng, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Mạnh Tĩnh Vi thấy anh không có động tĩnh, vì cho là anh không có tin lời của cô nên không khỏi có chút sốt ruột. Em thực sự là không có quan hệ gì với anh ta cả mà. Lục Thiên Hiếu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lái xe vào một đường tắt hẻo lánh, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn cô, cho tới khi cô nóng ruột tới đứng ngồi không yên, anh mới nghiêng người cho cô một nụ hôn nhiệt tình. Anh khẽ đẩy cô ra, dịu dàng nói. Nếu như sau này còn có cơ hội gặp lại Tôn Thiếu Khang kia, thì hãy cách xa anh ta một chút. Anh ta không phải là người đàn ông tốt đâu. Lần này là do anh ta đã tính sai, về sau anh cần phải cẩn thận hơn nữa. Dạ. Vì đã biết người đàn ông trong miệng Lục Thiên Hiếu nói là ai, nên Mạnh Tĩnh Vi ngoan ngoãn đồng ý. Mặc dù cô không hiểu tại sao đột nhiên Mạnh Thiên Hiếu lại cảnh báo như vậy, nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều. Một mặt là tin tưởng Lục Thiên Hiếu sẽ không hại cô, một mặt là cô có một chút sợ cái tên Tôn Thiếu Khang âm trầm khó hiểu kia. Mạnh Tĩnh Vi chỉ lặng lặng để mặc cho anh hôn, mà nỗi đau xót trong lòng kia không biết phải làm sao mới có thể lau đi. Sau khi Tôn Thiếu Khang lễ phép đi tới bệnh viện thăm Tống Tấn Vinh, anh ta không lập tức rời khỏi bệnh viện mà ngược lại đi tới phòng của viện trưởng. Anh lên tiếng chào hỏi viện trưởng, muốn mời viện trưởng chăm sóc nhiều hơn cho Tống Tấn Vinh. Tống Tấn Vinh vốn đã sắp xuất viện, nhưng ai ngờ huyết áp lại đột nhiên lên cao, lúc này mới tiếp tục ở lại trong bệnh viện. Hai nhà Tôn Tống là chỗ làm ăn buôn bán với nhau. Tôn Tống Vinh giữ được một ít quyền hành trong tay, cho nên ông ta vẫn không thể chết. Mặc dù không hẹn trước với viện trưởng, nhưng Tôn Thiếu Khang thoải mái đi tới phòng viện trưởng. Anh ta giơ tay đang muốn gõ cửa, nhưng bên trong phòng đột nhiên chuyển tới một giọng nói quen thuộc tới nỗi khiến cho anh ta không thể nào quen hơn được nữa. Vì vậy anh rũ tay xuống, cẩn thận nghe nội dung của bọn họ nói chuyện. Viện trưởng, xin ông hãy quan tâm nhiều hơn tới bệnh nhân Thang Bấn này. Nếu như có thể, hãy sắp xếp để cho bà ấy được mau chóng phẫu thuật. Lục Thiên Hiếu nhờ vào viện trưởng. Trước khi tới gặp viện trưởng, anh cũng đã lén lút đi tìm bác sĩ chính của Thang Mẫn. Thế mới biết
Nguyên nhân mà vị bác sĩ trưởng này chậm không chịu làm phẫu thuật cho Thang Mẫn là bởi vì Thang Mẫn luôn luôn vì chuyện nhỏ mà bất hòa, luôn tức miệng mắng to, chỉ trích người khác. Bác sĩ trong viện cũng sợ nếu như giải phẫu không thành công, Thang Mẫn có thể huyên náo tới cả bệnh viện, gà chó đều không yên, cho nên mới không ai dám phẫu thuật cho bà ta. Không thành vấn đề, tôi sẽ chú ý. Ngược lại, không biết là vì bệnh nhân này có quan hệ như thế nào với Lục tiên sinh đây, lại khiến anh quan tâm tới bà ta như vậy. Trong ánh mắt của viện trưởng lóe lên ánh sáng cơ trí. Bà ta là mẹ của bạn tôi. Lục Thiên Hiếu hơi hợt nói qua. Thì ra là như vậy. Viện trưởng không có hỏi nhiều, chỉ cười ha ha. Rốt cuộc thì cuộc đối thoại khách sáo kia, Tôn Thiếu Khang không có một chút hứng thú nào muốn tiếp tục nghe. Là vị bạn nào lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến cho Lục Thiên Hiếu tự mình tới nhờ vả viện trưởng. Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi hiện lên trong đầu của anh ta. Có liên quan tới cô ấy sao? Anh xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng viện trưởng. Anh ta muốn điều tra rõ ràng, rốt cuộc thì Thang Mẫn này là ai? Sau khi Mạnh Tĩnh Vi đi tới bệnh viện, mới biết được bên phía bệnh viện đã sắp xếp để thực hiện cuộc phẫu thuật cho mẹ vào ngày mai. Chỉ cần nghĩ tới mẹ được phẫu thuật thì có hy vọng phục hồi như cũ. Cô lập tức vui vẻ. Mạnh Tĩnh Vi đi tới phòng bệnh, mở cửa bước vào. Vừa mới bước được một bước vào bên trong, đã cảm thấy không khí có chút không ổn. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Mạnh Tĩnh Vi cũng không suy nghĩ nhiều mà đi về phía trước. Chưa đi tới giường bệnh, hai mắt đã lạnh thấu xương và khinh bỉ bắn về phía cô, làm cho cô không khỏi ngẩn ngơ. Đừng có lại đây! Mạnh Tĩnh Vi đang định đi về phía trước, nhưng lại dừng bước bởi vì sự tức giận của mẹ. Vẻ mặt của cô đầy khó hiểu. Mẹ à! Thang Mẫn trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Vi, không hề lên tiếng. Mạnh Tĩnh Vi đã cảm thấy kỳ quái, tầm mắt chuyển sang em trai. Nhưng Mạnh Tuấn Sinh lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Loại không khí quái dị này làm cho Mạnh Tĩnh Vi lo lắng. Mẹ, con... Mạnh Tĩnh Vi vẫn còn chưa kịp nói xong. Một luồng gió lạnh lẽo mạnh mẽ úp thẳng vào mặt cô. Mạnh Tĩnh Vi vô ý thức nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng bị đau đớn. Vô sỉ, cái độ sao chổi, người phụ nữ đê tiện đây. Thang Mẫn tức giận mà mắng to. Mạnh Tĩnh Vi mở to mắt, trong bụng đầy nghi ngờ, vừa muốn mở miệng hỏi rõ ràng, khóe mắt vô tình nhìn xuống tờ báo đang mở ở dưới đất. Hai mắt bỗng trợn to, chỉ thấy tựa đề kia làm cho người ta kinh sợ. Hai thiếu gia nhà Lục và Tôn công khai tranh giành đoạt gái lạng chơi trong buổi tiệc. Phía dưới tựa đề còn có một bức ảnh, là hình ảnh Lục Thiên Hữu ôm cô, muốn kéo cô lại gần mình, mà Tôn Thiếu Khang cũng nắm tay của cô không buông. Cô không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Rốt cuộc thì cũng hiểu rõ ánh mắt tức giận khinh bỉ của mẹ cùng với khó hiểu của em trai từ đâu mà tới. Làm sao cô cũng không nghĩ tới chuyện của ngày hôm qua, thế nhưng lại xuất hiện trên báo ngày hôm nay. Cái đồ sao chổi, mày cút ra ngoài cho tao. Thang Mẫn gầm lên. Mẹ à, xin mẹ hãy nghe con giải thích. Vẻ mặt của Mạnh Tĩnh Vi lo lắng, gấp gáp muốn giải thích. Có cái gì để bà giải thích nữa chứ? Cút ngay, cút ngay. Thang Mẫn mở to mắt tức giận. Mẹ, con... đi ra ngoài nhanh lên. Thang Mẫn tức giận cắt ngang lời còn chưa nói xong của Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi sợ khi khiến tâm tình của mẹ kích động sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của bà, không thể làm gì khác hơn cô nén nước mắt xoay người rời đi, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Khi Thang Mẫn nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Tĩnh Vi biến mất thì giận tới nỗi không kiềm chế được, nặng nề hừ một tiếng. Kiếp trước không biết đã tạo ra cái nghiệt gì là có thể sinh ra một đứa con gái như vậy. Tuấn Sinh à, từ nay về sau con gặp cô ta không cần xem cô ta là chị gái nữa. Đứa con này có lẽ thực sự là do một người phụ nữ đê tiện tới đầu thai. Bà ghét Mạnh Tĩnh Vi là có nguyên nhân. Tại thời gian đầu khi mang thai, chồng bà bị phụ nữ bên ngoài quyến rũ, mà bà cho rằng chồng thay lòng có liên quan tới việc bà mang thai, cho nên bà vô cùng chán ghét đứa con này. Nếu như không phải muốn lợi dụng đứa bé xoay chuyển tâm tư của chồng thì bà đã bỏ đứa nhỏ này rồi. Còn người phụ nữ kia có lẽ là làm quá nhiều chuyện xấu cho nên đã mất mạng trong một lần tai nạn xe ngoài ý muốn. Chồng bà cũng vì vậy mà quay lại bên cạnh bà. Tuy người quay lại nhưng trái tim lại không quay lại. Gần như ngày nào bọn họ cũng cãi vã. Lúc cuộc sống ồn ào như vậy, bà sinh ra Mạnh Tĩnh Vi. Mà sự nghiệp của chồng bà cũng có vấn đề vào lúc đó, liên lụy bà phải trải qua một thời gian khó khăn gian khổ. Cũng vì vậy mà bà ghét cay ghét đắng đứa con này. Bà thường nghĩ
đứa con này nhất định là do người phụ nữ kia tới đầu thai để hành hạ bà đây mà. Mạnh Tuấn Sinh không có đáp lại lời nói của mẹ, khuôn mặt trẻ con không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động gì. Liếc thấy những từ trên báo viết, cậu kinh hãi không thôi. Cậu không tin chị sẽ làm ra những chuyện như vậy. Coi như đúng thì cậu tin chắc chị cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Đầu óc của cậu bỗng chốc thoáng qua một hình ảnh, chị giao cho cậu sổ tiết kiệm là 7 con số, rồi lặng lẽ trả tiền thuốc của mẹ cũng là chị ấy. Nếu như thực sự như cậu đang suy nghĩ, thì sự hy sinh của chị không khỏi là quá lớn hay sao? Vuốt đau đớn chuyển tới từ trên mặt, Mạnh Tĩnh Vi thất hồn lạc phách trở lại nhà trọ. Cô ngồi không nhúc nhích trên ghế salon, ngay cả Lục Thiên Hữu quay lại ngồi bên cạnh cô cũng không hề hay biết. Tĩnh Vi. Lục Thiên Hữu nhẹ giọng gọi, thấy người đẹp không hề có chút phản ứng, anh ôm cô, dùng gương mặt cọ cọ trên cổ trắng tuyết của cô. Lúc đầu Mạnh Tĩnh Vi vẫn không có phản ứng, cho đến khi trên cổ truyền tới cảm giác như gãi ngứa, khiến thân thể khẽ run, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô cuống quýt đẩy anh ra, tay chân luống cuống. Anh đã trở lại. Lục Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang lo lắng của Mạnh Tĩnh Vi, thất thần quay lại, hỏi cô một câu thật sự không cần thiết. Anh lui người ra, trong mắt khẽ híp lại một cái, thấy phản ứng của cô không giống như lúc trước, đột nhiên hỏi. Em đã xem qua báo ngày hôm nay rồi sao? Thân thể của Mạnh Tĩnh Vi hơi chấn động, chần chừ một lúc lâu mới gật đầu một cái. Đó là chuyện ngoài ý muốn, anh không cố ý muốn kéo em xuống nước. Cái gì chứ? Mạnh Tĩnh Vi khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Lục Thiên Hữu liếc mắt nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Thật ra mà nói thì Tôn Kiều Khang có quan hệ họ hàng với anh. Mạnh Tĩnh Vi mở to mắt, không thể tin, có quan hệ họ hàng sao? Vậy vì sao một màn chạm mặt ở tiệc rượu kia, bọn họ lại cho cô cảm giác giống như họ là kẻ thù, có oán nặng sâu với nhau như vậy? Lục Thiên Hữu thấy được câu hỏi từ trong mắt của cô, lạnh nhạt mà nói. Mẹ của Tôn Thiếu Khang là em gái của mẹ anh. Xét về vai vế mà nói, anh nên gọi bái là một tiếng gì. Người gì này của anh, tính cách tâm cao khí ngạo, lại không chịu thua. Mà người trong nhà hết lần này tới lần khác thường hay lấy mẹ của anh cùng với bà ấy làm ra so sánh. Mỗi lần gần như đều làm mẹ anh hơn một chút, dần dần đã tạo nên sự tức giận trong lòng của bà ấy. Bà ấy không tin, gần như là thua mẹ anh mọi thứ. Mà cảm giác bất mãn này cũng truyền cho em trai của anh là Tôn Thiếu Khang. Từ nhỏ, Thiếu Khang bị suy nghĩ của gì ảnh hưởng, luôn xem anh là kẻ địch với cậu ta. Chỉ cần đánh bại anh, cậu ta chính là người thắng. Cho nên chỉ cần tất cả của anh, cậu ta đều có suy nghĩ muốn cướp lấy. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả phụ nữ. Nếu như ngày đó anh biết là cậu ta sẽ về nước để tham gia tiệc rượu khai mạc, anh sẽ không dẫn em tới đó. Dường như Mạnh Tĩnh Vi đã hiểu rõ, gật đầu một cái. Thì ra là giữa anh em bọn họ còn có một tầng ân oán. Lục Thiên Hiếu lại thở dài, giống như là câu hỏi lại câu tự nói. Có đôi khi anh thường suy nghĩ, anh nên tiếp tục nghe theo mẹ dặn dò, đối với khiêu khích của Thiếu Khang làm như không thấy, cứ dễ dàng bỏ qua hay không? Anh không phải không biết Thiếu Khang sáng tối đều muốn so tài với anh, chẳng qua chỉ là cố ý làm bộ như không biết, hoàn toàn là vì mẹ của mình. Em nghĩ bác gái chỉ là không muốn làm ân oán đời trước kéo dài tới tận hậu thế sau này, mới có thể muốn anh bao dung với Tôn Thiếu Khang nhiều hơn. Anh biết rồi. Nếu như không phải là lo lắng tới ý nghĩ của mẹ, anh nhất định sẽ hung hăng dạy bảo Tôn Thiếu Khang một chút, để cho cậu ta biết Lục Thiên Hữu anh không phải là người dễ chọc. Mạnh Tĩnh Vi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiên Hữu, quan tâm không nói gì thêm nữa, chỉ là dịu dàng nhìn anh. Lục Thiên Hữu đưa mắt nhìn về phía cô, trong lòng khẽ thở dài. Em sẽ không trách anh chứ? Thật ra thì trước đây anh đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ cần gặp phải Tôn Thiếu Khang thì sĩ căng đan này sẽ bay đầy trời. Từ trước tới giờ anh đều không thèm để ý, thế nhưng lần này anh lại không muốn để cho Mạnh Tĩnh Vi bị cuốn vào trong vòng ân oán của anh và Tôn Thiếu Khang. Sẽ không đâu. Có thể trách anh cái gì chứ, cũng không phải là do anh cố ý. Hơn nữa cô lại tự mở miệng nói muốn làm người tình của anh. Trong lòng của Lục Thiên Hữu cảm thấy ấm áp vì sự thông cảm của cô, anh hơi nghiêng người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngừng mắt nhìn lên mới phát hiện ra gò má trái của cô có dấu vết màu xanh. Anh vừa nóng vừa giận, lại đau lòng hỏi. Tại sao lại bị thương như vậy chứ? Ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cô. Bả vai của Mạnh Tĩnh Vi rụt lại, cô vẫn không cảm thấy đau, cho đến khi anh chạm vào thì cô mới giật mình.
hẳn là đã bị mẹ dùng tờ báo vung ra mà tạo thành đi. Có thể là do em không cẩn thận cho nên bị thương. Em nói láo, hay nói thật đi. Ánh mắt của cô khẽ lóe lên, rõ ràng chính là đang nói dối anh. Mạnh Tĩnh Vi biết không thể gạt được anh, không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật. Hôm nay em đi tới bệnh viện thăm mẹ. Mẹ đã nhìn thấy tờ báo, nhất thời vì tức giận quá cho nên... Đáng chết. Không đợi cô nói xong, Lục Thiên Hiếu tức giận khẽ nguyền rủa. Anh đừng như vậy mà. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận như vậy. Trong lòng cô ngoại trừ khiếp sợ ra còn có một chút vui sướng. Anh là vì cô sao? Lục Thiên Hiếu cực kỳ đau lòng ôm cô vào trong lòng. Đồng ý với anh, không cần xem vào chuyện của bà ấy nữa. Không được đâu, bà ấy là mẹ của em mà. Cái yêu cầu này cô không thể làm được. Nếu như em đã không thể bỏ được, vậy thì em hãy hứa với anh, thời gian này ít đi gặp bà ấy thôi, tránh cho bà ấy lại đánh em nữa. Nhìn thấy vết thương trên mặt của cô, anh thực sự muốn đánh cho bà ta một quyền, nhưng người đó lại là mẹ của cô. Mạnh Tĩnh Vi suy nghĩ một chút, vốn là mẹ đã không thích gặp cô rồi, mà ngày mai mẹ sẽ phẫu thuật. Ít gặp cô, nói không chừng sẽ không ảnh hưởng tới khả năng bình phục như cũ của bà. Vâng, em đồng ý với anh. Lục Thiên Hiếu ôm cô thật chặt, trong lòng anh đang tự nói với mình, không thể lại để cho cô bị một chút xíu tổn thương nào nữa. Anh muốn bảo vệ cô thật tốt. Về phần tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, anh cũng không muốn nghĩ tới. Tuy là đồng ý với Lục Thiên Hiếu sẽ không tới bệnh viện thăm mẹ nữa, nhưng Mạnh Tĩnh Vi vẫn lén lút đi tới bệnh viện. Cô luôn nhìn mẹ ở bên ngoài phòng bệnh. Nếu cô không thấy mẹ mạnh khỏe, lòng của cô sẽ không thể yên tâm. Hôm nay cô lại tới thăm mẹ, nhưng chưa đi tới phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Lòng cô hoảng sợ, vội đi nhanh vào trong phòng bệnh. Cũng không sợ mẹ nhìn thấy cô sẽ đánh mắng cô nữa. Vừa mới vào trong phòng, Mạnh Tĩnh Vi lại càng sợ hãi. Trên mặt đất vô cùng lộn xộn, tất cả đều là mảnh vụn của chén đĩa. Thang Mẫn vừa nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi, vốn dĩ cảm xúc đang kích động lại càng tăng thêm, nhào qua giống như điên. Cũng may là Mạnh Tuấn Sinh kịp thời ôm lấy mẹ. Mẹ à, mẹ hãy bình tĩnh một chút. Hốc mắt của Mạnh Tuấn Sinh hồng hồng, rõ ràng là đã khóc một lúc rồi. Muốn ta bình tĩnh như thế nào đây? Đều là do cái đồ sao chổi này đã mang tới vận xui, phẫu thuật mới có thể không thành công. Thang Mẫn kích động gào to. Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt. Phẫu thuật không thành công sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không phải là bác sĩ đã nói có 65% cơ hội thành công hay sao? Nhất định là ở sau lưng tao. Mày đã nguyền rủa tao, không thể đi, nhất định là mày. Thang Mẫn chỉ mạnh vào Mạnh Tĩnh Vi, điên cuồng mà trách mắng. Sắc mặt của Mạnh Tĩnh Vi trong nháy mắt trắng xanh. Cô không có, làm sao cô có thể làm ra loại chuyện đạo nghĩa bất đạo như vậy? Mẹ à, con yêu quý mẹ như vậy, làm sao con có thể nguyền rủa mẹ được cơ chứ? Mày không cần phải dạo bù xa mưa. Loại người phụ nữ đê tiện tiêu bày, mày hại chết ruột phu còn chưa đủ sao? Hiện tại ngay cả tao, mày cũng muốn hại, tao liều mạng với mày. Lời nói vẫn còn chưa dứt, cả người Thang Mẫn lao về phía trước, giống như là một lòng muốn đồng quy vu tận. Mạnh Tuấn Sinh kịp thời kéo bà ra. Chị à, chị mau đi đi, bây giờ tâm trạng của mẹ quá kích động. Mạnh Tĩnh Vi giận mình một lúc lâu, mắt thấy mẹ giống như bị cuồng loạn. Trong lòng biết hiện tại mặc kệ cô có nói gì, mẹ cũng nghe không lọt tai, cho nên đành phải xoay người rời đi. Cô nén nước mắt đi ra khỏi bệnh viện, đang muốn giơ tay gọi taxi thì một chiếc xe thể thao màu xám bạc kèm theo tiếng phanh xe bén nhọn dừng lại trước mặt cô, làm cho cô sợ hết hồn. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi. Xin chào, cô gái nhỏ xinh đẹp. Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt một lát mới nhớ lại người đàn ông trước mặt này từng có sự căng đan với cô. Cô vô thức lùi lại một bước, bỗng nhiên xoay người chạy đi về phía trước. Thiên Hữu nói, Tôn Thiếu Khang không phải là người đàn ông tốt, gặp được anh ta thì tốt nhất phải cách xa một chút. Tôn Thiếu Khang ngồi trong xe, vừa mới thấy Mạnh Tĩnh Vi co chân bỏ chạy, anh ta vội vã xuống xe, sải bước đuổi theo. Đuổi theo không được bao lâu, Tôn Thiếu Khang liền đã ngăn ở trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, cười lạnh nói. Cô là người phụ nữ đầu tiên bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Anh muốn làm gì chứ? Mạnh Tĩnh Vi nhẹ giọng hỏi. Cơ thể dè dặt di chuyển, muốn thừa dịp Tôn Thiếu Khang không chú ý, liền co chân bỏ chạy. Nụ cười trên mặt của Tôn Thiếu Khang càng lạnh hơn nữa. Làm sao mà động tác nhỏ xíu kia của Mạnh Tĩnh Vi có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của anh ta được cơ chứ?
Đột nhiên, anh ta giữ chặt chỗ tay của Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi thất kinh, cuống quýt mà giãy giụa, lớn tiếng quát trách móc. Mau buông tôi ra. Tôn Thiếu Kháng không để ý tới lời trách móc của cô, lôi kéo cô về phía xe thể thao. Mạnh Tĩnh Vi liều mạng, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Nhưng trời sinh, sức lực của nam nữ vốn lệch nhau, nên hoàn toàn không có cách nào để cho cô tránh thoát được sự kiềm chế của anh ta. Dưới tình huống khẩn cấp, cô lớn tiếng la lên. Cứu mạng tôi! Nghe vậy, Tôn Thiếu Khang dừng bước lại, nhìn vào cô chằm chằm. Nếu như cô không muốn biết vì sao phẫu thuật của mẹ cô không thành công, thì cô cứ tận lực mà kêu đi. Lời nói của Tôn Thiếu Khang đã thành công, hấp dẫn lực chú ý của Mạnh Tĩnh Vi. Cô không cao giọng kêu cứu nữa. Một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tôn Thiếu Khang. Lời vừa rồi của anh là có ý gì chứ? Chẳng lẽ giải phẫu thất bại là có nội tình gì ở bên trong hay sao? Tôn Thiếu Khang buông tay của cô ra, cười lạnh một tiếng. Nếu như cô muốn biết, vậy thì hãy lên xe với tôi trước đã. Nhưng tại sao tôi phải lên xe với anh? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cô thực sự không hiểu được ý đồ của anh ta. Tôn Thiếu Khang không có trả lời, cất bước chân đi về phía xe thể thao, nghiêng người đi vào rồi ngồi xuống. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn lên xe của anh ta, trong lòng không ngừng do dự, không biết có nên nghe theo lời cảnh báo của Lục Thiên Hữu hay là nghe theo lời của Tôn Thiếu Khang. Cuối cùng thì cũng không thể đánh bại ý nghĩ muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại. Khẽ cắn răng, cô lên xe của Tôn Thiếu Khang. Tôn Thiếu Khang giống như biết Mạnh Tĩnh Vi nhất định sẽ lên xe, chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, di chuyển tay lái một cái, chở cô tới một quán cà phê gần bệnh viện. Nơi này là chỗ tốt nhất để nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Tôn Thiếu Khang hướng về phía quán cà phê. Không phải tôi tới đây để nói chuyện phiếm với anh. Cử động của anh ta là quá kỳ quái. Tôn Thiếu Khang không nói, tắt máy, mở cửa xe xuống. Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi không hiểu dụng ý của anh ta, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuống xe. Tôn Thiếu Khang gọi hai ly cà phê là Blue Mountain. Đợi sau khi cà phê được đặt lên bàn, anh ta uống một hớp, cười như không cười nói. Sao cô không uống đi? Rất ngon đó. Tôi tới đây không phải là để uống cà phê với anh. Cô hiếm khi nổi giận tới nỗi tái mặt. Xem ra cô rất đơn thuần, nhưng tại sao lại tính khí lớn như vậy chứ? Tôn Thiếu Khang trêu chọc nói. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi càng thêm ảo não, tức giận. Tôn Thiếu Khang rõ ràng là đang trêu đùa cô. Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, không quấy rầy thời gian quý giá của anh nữa. Dứt lời, cô đứng dậy muốn rời đi. Mẹ của cô giải phẫu thất bại là bởi vì có liên quan tới Lục Thiên Hữu. Tôn Thiếu Khang nhàn nhạt nói. Trời cũng giúp anh ta. Thằng Mẫn phẫu thuật thất bại tương đương cho anh có một cơ hội đối phó với Lục Thiên Hữu. Mạnh Tĩnh Vi giật mình, chuyện này làm sao lại có thể liên quan tới Thiên Hữu cơ chứ? Cô xoay người đối mặt với anh ta nói. Tôi không hiểu anh có ý gì. Tôn Thiếu Khang yêu nhã cầm cà phê lên, sau khi uống một hớp, lời ánh mắt ý bảo Mạnh Tĩnh Vi ngồi xuống. Đợi sau khi cô ngồi xuống, anh ta mới chậm rãi nói. Tôi nhớ là có thể cô không biết, Lục Thiên Hữu đã từng đi tìm viện trưởng, thảo luận với viện trưởng về chuyện của mẹ cô. Vậy thì như thế nào chứ? Thiên Hữu đi tìm viện trưởng không có nghĩa là anh ấy và chuyện này có liên quan tới nhau. Cô thật đúng là đơn thuần, gần như là ngu xuẩn. Người phẫu thuật là bác sĩ đứng đầu khoa, giải phẫu có thể thất bại được hay sao chứ? Tôn Thiếu Khang bĩu môi. Lời nói của Tôn Thiếu Khang giống như một cây gậy hùng hằng gõ vào đầu của Mạnh Tĩnh Vi, gõ tới nỗi mắt cô nổ đom đóm, không thể phân biệt được rõ đông tây nam bắc, không có cách nào phán đoán bất cứ chuyện gì. Tôi không tin Thiên Hữu sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tuy lời là như vậy, nhưng trong khẩu khí của cô đã tiết lộ ra sự không chắc chắn đối với Lục Thiên Hữu. Lục Thiên Hữu ấy à? Là loại đàn ông có thể vì đạt mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Vì muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh anh ta chuyện gì cũng có thể làm được. Tôn Thiếu Khang cố ý quạt gió thổi lửa. Lời này của anh là có ý gì chứ? Cô dừng mắt, không hiểu nhìn anh ta. Rất đơn giản thôi, ban đầu cô muốn ở cạnh anh ta, chủ yếu là vì tiền thuốc thang của mẹ cô. Một khi thân thể của mẹ cô bình phục, cô còn lý do gì để ở bên cạnh anh ta nữa? Anh ta đã điều tra rất rõ ràng về bối cảnh của Mạnh Tĩnh Vi, nguyên nhân vì sao cô chịu ở chung với Lục Thiên Hữu. Sau khi Lục Thiên Hữu bao nuôi cô, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, cũng không có ở chung với những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Căn cứ vào chuyện này, anh ta dám chắc Lục Thiên Hữu quan tâm Mạnh Tĩnh Vi,
nói không chừng cũng đã yêu cô. Cho nên Mạnh Tĩnh Vi sẽ là một con cờ chí mạng để anh ta đối phó với Lục Thiên Hữu. Nhưng không có đạo lý, Thiên Hữu không vì lý do muốn cô ở bên cạnh anh mà lại làm ra chuyện như vậy. Cô không đáng giá để anh phải làm như vậy. Cô dương mắt, vừa vặn trông thấy nụ cười của Tôn Thiếu Khang. Cô cảm thấy không đúng cho lắm. Không đúng, vậy tại sao anh biết được chuyện Thiên Hữu đi tìm viện trưởng chứ? À, ngày đó, vừa lúc tôi đi thăm bệnh, bệnh nhân kia lại có quan hệ buôn bán với công ty nhà họ Tôn. Vì để cho bệnh nhân sớm ngày bình phục, tôi đã tới nhờ viện trưởng chăm sóc bệnh nhân này nhiều một chút. Vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của Lục Thiên Hiếu và viện trưởng. Nghe xong lời giải thích của Tôn Thiếu Khang, suy nghĩ hỗn loạn của Mạnh Tĩnh Vi dần dần bình tĩnh trở lại. Cô tự hỏi tính chân thật trong lời nói của Tôn Thiếu Khang. Nhưng mà một con người đã sinh lòng hoài nghi với một chuyện nào đó, thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng có khả năng trở thành chuyện lớn. Giống như chỉ là một ngọn lửa nhỏ cũng có khả năng gây họa. Giờ phút này Mạnh Tĩnh Vi cũng như vậy. Trong đầu cô thoáng qua những lời mà Lục Thiên Hiếu đã từng nói với cô, nói là muốn cho cô để mặc cho mẹ tàn phế. Chẳng nhẽ tôi muốn tìm Thiên Hiếu để hỏi cho rõ ràng. Cô bỗng chốc đứng dậy. Chờ đã. Tôn Thiếu Khang ngả người về phía trước, kéo mạnh tay của Tĩnh Vi. Cô tức giận đùng đùng đi chất vấn Lục Thiên Hiếu như vậy, cô nghĩ anh ta sẽ nói cho cô biết sự thật hay sao chứ? Anh ta buông lỏng tay ra. Mạnh Tĩnh Vi im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta. Không phải mà tự nhiên, Lục Thiên Hiếu còn trẻ như vậy đã là tổng giám đốc. Ở trên thương trường, anh ta được xưng là Tiếu Diện Hổ. Anh ta không thể nào nói cho cô biết sự thật đâu. Đây là vấn đề của tôi, không cần anh quan tâm. Dứt lời, Mạnh Tĩnh Vi xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang biến mất của cô, Tôn Thiếu Khang không khỏi lộ ra nụ cười tươi hả hê. Thật là một cô gái ngốc, mới có 2-3 câu nói, cô đã bị rơi vào bẫy của anh ta. Tại tập đoàn Trượng Phong, Mạnh Tĩnh Vi giận đùng đùng như gió lốc đi tới quầy, trực tiếp nói: tôi muốn tìm Lục Thiên Hữu. Cô tức giận tới điên rồi, đời này cô chưa từng tức giận tới như vậy. Tiểu thư ở quầy sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nhận ra Mạnh Tĩnh Vi đã từng tới tìm tổng giám đốc, mà hiện nay chính là người tình mới của tổng giám đốc trên báo. Dạ thưa cô, tổng giám đốc đang họp. Nhưng tôi muốn tìm anh ta. Mạnh Tĩnh Vi kiên quyết nói, đời này cô tùy hứng nhất là vào giờ phút này. Tiểu thư ở quầy có chút sửng sốt lần nữa. Trước mặt là người phụ nữ của tổng giám đốc, không nên đắc tội. Cô gọi cho thư ký riêng ở bên cạnh tổng giám đốc. Thư ký à, nữ chính trong sự căng đan của tổng giám đốc ở trên báo đang quậy ở dưới quầy đây, bảo là muốn tìm tổng giám đốc. Đầu bên kia dừng lại một lát, nghiêm túc nói: tôi biết rồi. Không tới mấy phút đồng hồ, Hạ Gia Minh liền đi tới quầy, vừa lễ độ lại vừa ôn hòa nói: Mạnh tiểu thư, mời tới bên này. Mạnh Tĩnh Vi đi theo Hạ Gia Minh đi tới phòng làm việc của Lục Thiên Hữu, sau đó tức thời mà đi ra ngoài. Vì sao lại tới đây? Đợi sau khi Hạ Gia Minh đóng cửa, Lục Thiên Hiếu đến gần cô, cười cười hỏi: mẹ phẫu thuật thất bại rồi. Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Anh chỉ cau mày lại không nói một chữ nào. Anh đã cố gắng lắm rồi. Thế nhưng Mạnh Tĩnh Vi lại xem động tác của anh đã giải thành anh đã sớm biết chuyện này. Tôn Thiếu Khang nói không sai một chút nào. Cô tức giận tới nỗi toàn thân phát run. Anh đã đi tìm viện trưởng, có đúng hay không? Câu hỏi của cô làm cho Lục Thiên Hiếu sửng sốt. Từ đâu mà cô biết được chuyện này cơ chứ? Mạnh Tĩnh Vi thấy anh không đáp, liền hỏi tới: anh mau nói đi. Lục Thiên Hiếu thẳng thắn thừa nhận: không sai. Đáp án của anh khiến cho Mạnh Tĩnh Vi dường như sắp rơi nước mắt. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Chỉ cần anh mở miệng, chỉ cần anh không ngại, dù là người trong bóng tối, cô cũng sẽ bằng lòng ở lại bên cạnh anh. Cô nhìn anh chằm chằm, kiên định hỏi: mẹ tôi giải phẫu thất bại, thực sự là bởi vì liên quan tới anh sao? Nghe vậy, Lục Thiên Hiếu lập tức chậm mặt. Lời này của em là có ý gì chứ? Anh đừng giả bộ nữa. Không phải là anh hy vọng mẹ của tôi sẽ bị tàn phế hay sao? Nhất định là anh đã nói gì đó với viện trưởng, nên giải phẫu mới có thể thất bại, có đúng hay không chứ? Nói tới đây, Mạnh Tĩnh Vi tức giận, giơ 2 quả đấm, đấm lên lồng ngực của anh. Em điên rồi sao? Lục Thiên Hiếu bắt được 2 cổ tay của cô giống giận. Cô lại không phân biệt tốt xấu mà hiểu nhầm anh. Tôi không có điên, anh mau nói cho tôi biết, có phải hay không? Cô khăng khăng muốn có được đáp án. Anh tức giận, hất cổ tay của cô ra, xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhấn vào điện thoại nội bộ. Chỉ chốc lát sau,
tiếng gõ cửa vang lên. Hà Gia Minh mở cửa tiến vào. Thưa ký Hà, tiến khách. Lời nói của anh ta gần như là phát ra từ trong kẽ răng. Lục Thiên Hiếu quay lưng lại, không đối mặt với Mạnh Tĩnh Vi. Anh đang cực kỳ tức giận. Ngay vậy, trong lòng của Hạ Gia Minh thoáng qua một tia kinh ngạc. Lục Thiên Hiếu luôn luôn biết khống chế cảm xúc, lại dễ dàng hiện ra lửa giận. Nhưng anh cũng không có hỏi nhiều, nhìn Mạnh Tĩnh Vi sau đó đưa ra một cánh tay. Mạnh tiểu thư, xin mời. Nhìn Lục Thiên Hiếu giống như là ẩn nhẫn lửa giận mà tấm lưng rộng rãi khẽ phát run, Mạnh Tĩnh Vi sững sốt. Không hề nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào, Lục Thiên Hiếu chậm giọng nói. Thưa ký Hà, tôi nói tiện khách, không nghe thấy sao? Lần này đừng nói là Hạ Gia Minh, mà ngay cả Mạnh Tĩnh Vi nghe được rất rõ ràng, lửa giận trong giọng nói của anh. Hạ Gia Minh vươn tay ra, thúc giục Mạnh Tĩnh Vi lần nữa. Mạnh Tĩnh Vi nhìn bóng lưng của Lục Thiên Hiếu một cái, cắn cắn môi dưới, ngay sau đó liền rời đi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lục Thiên Hiếu tức giận, đá vào mặt bạn công tác một cái. Cô coi anh là cái gì chứ? Tiểu nhân thừa cơ hãm hại hay sao? Uổng công anh còn đích thân đi nhờ viện trưởng, nhưng tại sao lại nhận được loại đối đãi không tin tưởng này của cô? Lục Thiên Hiếu đang nổi nóng nên hoàn toàn không có ngẫm nghĩ tại sao Mạnh Tĩnh Vi lại biết anh đi tìm viện trưởng, hay là vì cái gì mà nghĩ lầm là giải phẫu thất bại lại có liên quan tới anh. Mạnh Tĩnh Vi từ tập đoàn Trượng Phong bước ra ngoài, vẻ mặt hờ hứng đi trên gạch đỏ trên đường. Nếu như không phải là chính tai nghe, cô thực sự không thể tin được Lục Thiên Hiếu quang minh lỗi lạc lại có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy. Trời ơi, nên làm cái gì đây? Giải phẫu thất bại, phí giải phẫu lần sau biết lấy từ đâu đây? Mạnh Tĩnh Vi tâm loạn như ma, đôi mắt thất thần nên không thể nào thấy rõ những thứ khác ở bên cạnh. Ngay cả Tôn Thiếu Khang đang ngăn ở trước mặt cô cũng chỉ coi đó là một gốc cây. Không thể tiếp nhận sự thật sao? Châm chọc, giọng nói lạnh lùng này làm cho người ta cảm thấy vừa lạnh lại vừa đau. Mạnh Tĩnh Vi ngơ ngác, khẽ nâng đầu, trợn mắt nhìn. Lúc này mới nhìn thấy rõ, ngăn lại ở trước mặt cô không phải là cây, mà là một con người sống sờ sờ. Tôn Thiếu Khang thấy cô lấy lại tinh thần, kéo ra một dáng vẻ, ngoài thì cười, nhưng trong lòng cũng không cười. Như thế nào, tôi không có lừa gạt cô có phải hay không? Nhìn nét mặt của cô, anh biết rõ kế khích bác ly gián của mình đã thành công. Mạnh Tĩnh Vi thực sự quá đau lòng, cô đau tới nỗi không muốn sống nữa. Nhưng vẻ mặt kia vẫn không khiến cho Tôn Thiếu Khang có một chút cảm xúc thương tiếc nào. Bây giờ anh ta chỉ muốn khiến cho Lục Thiên Hiếu thương tích đầy mình, mà Mạnh Tĩnh Vi chỉ là một con cờ trong tay của anh ta. Vậy cô có cần tôi giúp một tay hay không chứ? Anh ta giả vờ hỏi. Không cần, cảm ơn. Cô trả lời không một chút nghĩ ngợi. Tôn Thiếu Khang nhíu mày nhìn cô. Mạnh Tĩnh Vi lặng lặng đi qua người anh ta. Con đường trước mặt chẳng biết tại sao lại trở nên dài thật dài, giống như không có một ngày có thể đi hết được. Tôn Thiếu Khang xoay người, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Anh nhìn bóng lưng biến mất của cô, quay đầu nhìn lại về phía tập đoàn Trượng Phong. Anh muốn dùng thủ đoạn để phá hủy Lục Thiên Hiếu. Từ lúc Mạnh Tĩnh Vi rời khỏi tập đoàn Trượng Phong, cũng không có trở về nhà trọ của Lục Thiên Hiếu. Cô trở lại ngôi nhà của mình. Nhìn phòng khách lạnh tanh, cô không tự chủ dùng mình một cái. Nơi này cô đã không còn mặt mũi nào để trở lại nữa. Hai dòng nước mắt chạy xuống từ mặt của cô. Sau này cô phải đi đâu đây? Chị à, chị trở về rồi. Tiếng hô vang lên từ cửa lớn. Mạnh Tuấn Sinh đi tới trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi hoảng hốt lau đi nước mắt trên mặt, cứng rắn kéo ra một nụ cười. Chị trở về lấy một số thứ thôi. Nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của chị gái, trong lòng của Mạnh Tuấn Sinh khổ sở, rồi lại không biết nên an ủi cô như thế nào. Anh sợ anh sẽ nói ra, ngược lại trong lòng của chị gái lại càng đau đớn. Cuối cùng anh chỉ có thể nói, mẹ cũng muốn em lấy một vài thứ. Có muốn chị giúp em một tay hay không? Không cần đâu chị ạ. Chị không nên để những lời của em ở trong lòng. Bà chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được chuyện giải phẫu thất bại thôi, mới có thể lấy lý do thất bại để đẩy qua người của chị. Lời an ủi như vậy hẳn là rất dịu dàng. Chị đã sớm quen với việc bị mẹ trách mắng rồi. Chị là... Phần sau cô không biết nên nói như thế nào. Lần này thực sự là cô có lỗi. Mạnh Tuấn suy nghĩ, việc Mạnh Tĩnh Vi không biết làm sao thành việc cô đang đau lòng. Anh kéo tay của chị gái, chân thành mà nói. Chị à, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Em tin tưởng có một ngày mẹ sẽ biết chị đã nỗ lực vì cái nhà này như thế nào. Hơn nữa, em tin tưởng hành động, mọi việc làm của chị nhất định đều là có lý do riêng.
câu nói sau của anh cũng chỉ là chỉ những điều mà báo chí viết. Tuấn Sinh à? Em trai tin tưởng khiến cho cô càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Mạnh Tuấn Sinh cười cười. Em phải tới bệnh viện rồi, tránh cho mẹ lại tức giận nữa. Tốt nhất là chị nghỉ ngơi đi, em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mạnh Tĩnh Vi khẽ gật đầu một cái. Mạnh Tuấn Sinh cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Mạnh Tĩnh Vi khổ sở nhìn em trai. Nếu như Tuấn Sinh biết mẹ giải phẫu thất bại có liên quan tới cô, cậu sẽ không còn kính trọng cô như vậy nữa đâu. Sau khi Lục Thiên Hữu tan tầm, cũng không trở về nhà trọ, giờ phút này trong bụng của anh đầy lửa giận. Anh chỉ việc ngửi tới buổi chiều Mạnh Tĩnh Vi không có chứng cớ đã vội trụ mũ cho anh tội danh, anh liền một bụng tức giận. Anh tốt với cô như vậy, thế nhưng cô lại không phân biệt tốt xấu mà chỉ trích anh. Càng nghĩ anh lại càng tức giận, mạnh mẽ vỗ tay lái, hoàn toàn không để ý tới hiện tại anh đang lái xe. Quay vài vòng trên đường cái, lửa giận vẫn chưa tiêu, lại không muốn trở về để nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi. Anh đang tức giận suy nghĩ xem nên đi nơi nào để phát tiết lửa giận thì điện thoại di động liền reo lên. Anh nhận điện thoại. Tôi đây, Lục Thiên Hữu. Anh thấp giọng, cố ý đè xuống lửa giận. Hiếu à, em là Nana đây. Đầu dây bên kia chuyển tới, giọng nói nũng nịu ngọt ngào như mật đường. Nana, có chuyện gì sao? Hiếu à, có thể gặp nhau được không? Em rất nhớ anh. Đổi lại là bình thường, Lục Thiên Hữu sẽ nhạo báng cô mấy câu, nhưng lúc này anh lại không có chút tâm tình nào. Người sáng không nói lời tối. Nana, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bên đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu mới chuyển tới tiếng nói lúng túng của Nana. Hiếu à, gần đây thị trường chứng khoán dùng chuyển thất thường, em phải bồi thường rất nhiều tiền, có thể hay không? Tâm tình của tôi có chút phiền, nên giúp tôi mấy ngày nữa được không? Anh ngắt lời cô. Có chuyện gì vậy chứ? Anh muốn gặp nhau ở đâu? Nana không giấu được sự vui vẻ. Lục Thiên Hiếu ngụ ý muốn cô tới giúp anh thì tiền không phải là vấn đề. Hay là tại nhà hàng kiểu Pháp mà trước đây cô rất thích tới đi. Được, vậy lát nữa gặp. Nana vui vẻ cúp điện thoại, tay lái chuyển một cái. Lục Thiên Hiếu lái tới nhà hàng kiểu Pháp. Anh cần phát tiết cảm xúc bất mãn trong lòng mà Nana lại tới rất đúng lúc. Nhìn bữa tiệc lớn ngon miệng trước mặt, Lục Thiên Hiếu lại cảm thấy ăn không biết ngon. Trong đầu đều là hình ảnh bóng lưng hoảng hốt biến mất của Mạnh Tĩnh Vi. Có phải là anh đã làm tổn thương cô rồi hay không? Nana thấy Lục Thiên Hiếu ăn không bao nhiêu, hoài nghi mà cười hỏi. Hiếu à, điểm tâm không hợp khẩu vị với anh sao? Lục Thiên Hiếu phục hồi lại tinh thần, cười cười lắc đầu nói. Hay là vị này cháo trắng rau dưa? Rất không muốn mở miệng hỏi, nhưng cô lại chưa từng thấy qua dáng vẻ mất hồn của Lục Thiên Hiếu, cho nên không nhịn được mà tò mò mở miệng hỏi. Giống như là cố ý khiến cho Nana biết anh không hề để ý tới Mạnh Tĩnh Vi. Lục Thiên Hiếu ăn vài miếng điểm tâm, cười như không cười nói. Nana, cô có biết điểm đáng yêu nhất của cô là gì hay không? Thình lình xảy ra câu hỏi làm cho Nana thoáng chốc sửng sốt. Lục Thiên Hiếu khẽ nâng mắt, giọng điệu có một chút nghiêm nghị. Không biết sao? Vậy thì tôi nói cho cô biết, cô chính là không hiểu được cái gì gọi là tò mò. Nghe vậy, Nana vừa sững sờ, ngay sau đó bật cười. Thật xin lỗi, em không phải là cố ý. Lục Thiên Hiếu đang muốn tán thưởng Nana thức thời, bỗng nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên. Anh nhận điện thoại có một chút kinh ngạc vì người gọi điện tới là cha của anh. Hai người già bọn họ đã trở lại Đài Loan sao? Đóng điện thoại di động, Lục Thiên Hiếu nói. Nana, tôi đưa cô trở về. Ngày mai tôi sẽ gọi Gia Minh gửi tiền tới sổ tiết kiệm của cô. Từ cuộc nói chuyện với người trong điện thoại của Lục Thiên Hiếu, Nana biết hai người già của nhà họ Lục đã trở lại. Khi nào mà anh cảm thấy buồn phiền, muốn tới tìm em thì em sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào. Nana cô tự biết mình sẽ không suy nghĩ ý muốn được trèo vào nhà giàu làm thiếu phu nhân. Loại đàn ông giống như Lục Thiên Hiếu, bọn họ chỉ có thể vui đùa với nhau một chút mà thôi. Theo như nhu cầu, nếu như cô quá cưỡng cầu, không chỉ không thành công mà còn mất trắng. Cô cũng không muốn chống lại hai lão hồ ly của nhà họ Lục. Nana, cô thật là càng lúc càng thông minh. Từ trong mắt của Nana, anh nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì. Đối với lời khen của Lục Thiên Hiếu, Nana chỉ là cười ngọt ngào. Cô đứng dậy kéo cánh tay của Lục Thiên Hiếu rời đi khỏi phòng ăn. Sau khi Lục Thiên Hiếu đưa Nana trở về, tay lái chuyển một cái, lái trở về biệt thự ở trên núi. Biệt thự này chỉ có khi ba Lục, mẹ Lục trở về, anh mới trở về. Nếu không phần lớn thời gian, anh đều ở nhà trọ mà tự mình mua,
cũng chính là chỗ ở đặc biệt anh dùng để bao dưỡng phụ nữ. Vừa mới vào cửa, Lục Thiên Hữu đi tới phòng khách, chỉ thấy một mình Lục Đạt Lãng ngồi trên ghế salon. Anh đi tới trước mặt của cha. Cha, mẹ đâu? Sao hai người đột nhiên trở về còn không báo một tiếng nào? Lục Đạt Lãng lấy ánh mắt ý bảo con trai ngồi xuống. Đợi sau khi con trai ngồi xuống đối diện với ông liền trầm giọng mở miệng nói. Mẹ của con đang nghỉ ngơi trên lầu. Về phần tại sao lại đột nhiên trở về Đài Loan là có chuyện quan trọng muốn nói với con một chút. Là chuyện gì vậy chứ? Trên danh nghĩa thì cha đã giao tập đoàn Trưởng Phong cho anh, nhưng trên thực tế cha vẫn là chủ nhân ở sau bức màn của tập đoàn Trưởng Phong. Gần đây công ty đã ổn định, không có vấn đề gì. Như vậy nên cha là vì chuyện riêng mà trở về sao? Lục Đạn Lãng quan sát con trai thật lâu, đột nhiên đổi đề tài. Thiên Hiếu à? Lục Thiên Hiếu ngẩn ra, đại khái cũng biết cha sắp nói cái gì. Là muốn anh lấy Tống Tuệ Nghi sao? Thật ra thì từ nhỏ anh đã biết hôn nhân của anh không thể do mình tự làm chủ. Đối tượng mà anh kết hôn phải là người vợ có lợi cho công ty. Biết rõ sau này cuộc sống phải tuân theo chỉ thị của cha. Vậy mà vì sao trong lòng của anh lại có sự kháng cự, không muốn đây? Anh do dự một lát mới đáp. Tuệ Nghi, trầm ổn hào phóng, dịu dàng động lòng người, là một người phụ nữ tốt. Giữa sự giật mình và do dự của con trai cũng không hề ảnh hưởng tới quyết định của Lục Lạt Lãng. Ông dùng giọng điệu ra lệnh nói. Tháng sau, con sẽ đính hôn với Tuệ Nghi. Toàn bộ việc hôn lễ ta sẽ giao cho gia mình xử lý. Dạ vâng. Cha đã mở miệng, anh cũng chỉ có thể đồng ý. Lục Đạt Lãng hài lòng gật đầu. Thật ra thì, mặc kệ con trai có đồng ý hay không, quyết định của ông đều không thể thay đổi. Ông đứng dậy đi tới cửa cầu thang. Một nấc lên thang, ông đột nhiên ngừng lại. Thiên Hiếu à, ta để mặc con nhiều năm như vậy, con cũng nên kiềm chế ý nghĩ của mình. Ta không muốn nghe lời oán trách của bác Tống. Lúc trước, khi con trai chưa kết hôn, ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để cho con trai ăn chơi đàng điếm. Nhưng sau khi con trai đã kết hôn, hành vi ở bên ngoài của nó không đơn thuần là đại diện cho nhà họ Lục nữa, mà còn liên lụy tới vấn đề lợi ích giữa bọn họ và nhà họ Tống. Con sẽ kiềm chế. Giọng nói bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào hết. Vậy thì tốt. Sau khi Lục Đạt Lãng bỏ lại những lời này, liền chậm rãi đi lên lầu. Đợi sau khi cha đã lên lầu, Lục Thiên Hiếu bất đắc dĩ nằm trên ghế sofa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Mạnh Tĩnh Vi. Nếu như cô biết anh sắp đính hôn mà không báo trước thì sẽ thế nào chứ? Kể từ ngày đó, sau khi nhìn thấy Lục Thiên Hiếu cùng với Nana ở chung một chỗ, Mạnh Tĩnh Vi vẫn luôn đợi trong nhà, nhưng anh chưa từng quay lại nhà trọ. Mặc dù thời hạn anh bao nuôi cô vẫn chưa hết, cô không nên đi, nhưng cô nghĩ bên cạnh anh đã có Nana, vậy nên anh sẽ không cần cô nữa. Mà hơn một tuần lễ tới nay, dường như cô không hề bước chân ra khỏi nhà. Cả ngày đợi tại trong phòng, chuyện gì cũng không có làm, mà chỉ nghĩ anh và Nana có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Có phải là anh sẽ chuyển toàn bộ sự dịu dàng đó đối với trên người Nana hay không? Nghĩ tới đây, nước mắt của cô liền không nhịn được mà rơi xuống. Cô cũng không biết mình làm sao lại biến thành như vậy. Động một chút đã rơi nước mắt, động một chút đã đau lòng. Cô thực sự không nên nhớ anh nha. Việc mà bây giờ cô nên làm nhất là lo lắng về tiền thuốc thang của mẹ. Vậy mà cô lại không phải thế. Mỗi ngày chỉ biết đợi tại trong nhà, cũng không đi ra ngoài tìm việc làm. Giống như đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không quan tâm. Lau đi trên gương mặt đầy nước mắt, Mạnh Tĩnh Vi ra lệnh cho chính mình không được khóc nữa. Nhưng nước mắt vẫn tràn ra mí mắt, không chịu nghe theo sự điều khiển của cô. Cô bất đắc dĩ đưa tay ra rút đi khăn giấy. Lúc này mới phát hiện mới không bao lâu khăn giấy đã bị cô dùng hết. Cô đứng dậy đi tới phòng bếp, mở ra hộp khăn giấy mới, vừa mới rút ra lau đi nước mắt, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô chạy nhanh ra mở cửa, kinh ngạc khi phát hiện nhấn chuông cửa lại là Tôn Thiếu Khang. Có chuyện gì sao? Tôn Thiếu Khang liếc cửa sắt một cái. Không mở cửa cho tôi, đi vào ngồi một chút hay sao? Nhưng mà chúng ta cũng không thân nhau lắm. Anh đột nhiên viếng thăm làm cho cô kinh hãi. Hơn nữa làm sao Tôn Thiếu Khang biết nhà cô chứ? Nghĩ được như vậy, cô liền đề phòng nói. Làm sao mà anh biết tôi ở đây? Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết thì tôi nhất định sẽ biết được. Anh ta lại khoác lác mà nói. Còn không mau mở cửa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Mạnh Tĩnh Vi chần chờ một chút rồi mới mở cửa sắt ra. Tôn Thiếu Khang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò, cặp mắt sưng đỏ của Mạnh Tĩnh Vi.
Anh bĩu môi, nói một cách châm chọc. Ai, cái tên tiểu tử Lục Thiên Hiếu kia, thật đúng là hạnh phúc. Có được một cô gái khóc thút thít về anh ta, gây go về anh ta. Mạnh Tĩnh Vi khẽ hất mặt, hình như là không muốn đàm luận chuyện này với anh ta. Gia nhân ném cho anh ta một sự từ chối uyển chuyển. Tôn Thiếu Khang cũng không thèm để ý. Anh cười cười, nụ cười kia hàm chứa nồng đậm mùi vị đùa giỡn. Xem ra tôi không cần nhiều lời với cô cũng đã biết. Lời nói của Tôn Thiếu Khang làm cho cô cảm thấy không biết phải làm sao. Cô quay mặt sang nhìn anh ta. Tôi không hiểu ý của anh là gì. Không hiểu? Không thể nào. Nếu như không biết, tại sao cô lại khóc tới nỗi cặp mắt sưng đỏ như vậy? Rốt cuộc là anh đang nói gì chứ? Vẻ mặt của Mạc Tĩnh Vi nghi vấn. Đừng nói với tôi là cô không biết chuyện Lục Thiên Hữu sắp đính hôn. Đính hôn? Tin tức Lục Thiên Hữu sắp đính hôn như là đoàn cảnh tỉnh, hung hăng gõ lên đầu cô, gõ tới nỗi cô không cách nào suy tư bất cứ chuyện gì khác. Đính hôn? Anh ấy muốn đính hôn sao? Cô vô ý thức lại tự lẩm bẩm. Thì ra là cô không biết. Không nhìn tới vẻ mặt khiếp sợ mất hồn của cô, giọng điệu của Tôn Thiếu Khang hơi châm chọc. Cô không tự chủ lui về phía sau mấy bước, tính phản xạ vươn tay mượn lực của sofa để dựa lưng vào chống đỡ thân thể siêu vẹo sắp ngã quỵ. Bọn họ mới không có gặp nhau vài ngày mà thôi, anh lại sắp đính hôn, trước đó cũng không nghe anh nhắc qua. Cô đau lòng như cắt, rồi lại không thể trách cứ anh. Lý trí của cô vẫn còn, lý trí nói cho cô biết cô cũng chỉ là người tình của anh mà thôi, không thể vượt quyền đi quản chuyện riêng của anh. Lại nói anh đã từng nói qua với cô đừng để ý tới anh, không thể dây dưa với anh. Những lời cảnh cáo trước đó anh cũng đã nói qua với cô. Cho nên cô đau lòng, cô khổ sở, cũng chỉ có thể tự trách cô đã chuốc lấy phiền muộn. Ai bảo cô là yêu anh cơ chứ? Yêu một người đàn ông không nên yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi tái nhợt, một mái tóc đẹp che đi khuôn mặt của cô, cũng che chắn nước mắt đang rơi xuống cô. Dáng vẻ đau xót cùng với kích động cũng không thể gợi lên một chút cảm giác thương hương tiếc ngọc nào của Tôn Thiếu Khang. Ở trong lòng của anh đã có một kế hoạch từ từ hình thành. Cô có muốn đi gặp vợ chưa cưới của Lục Thiên Hiếu hay không? Lời nói của anh khiến cho Mạnh Tĩnh Vi chần chừ một chút. Cô nhẹ giọng hỏi. Việc hôn thê của anh ấy nhất định là rất đẹp đi. Theo thân phận của anh xứng đáng với một danh môn khuê tú. Tôn Thiếu Khang lại hừ một tiếng. Phụ nữ thực sự là nông cạn, chỉ biết để ý tới dung mạo của đối phương. Tự mình tới xem một chút thì sẽ biết ngay thôi. Lời của anh khiến cho Mạnh Tĩnh Vi sinh lòng nghi ngờ. Cô giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt, khẽ quay đầu, lời ánh mắt không hiểu mà nhìn anh ta. Nhưng tại sao anh lại nói cho tôi biết tin tức Lục Thiên Hiệu sắp đính hôn? Vậy tại sao lại còn muốn dẫn tôi tới gặp vợ chưa cưới của anh ấy? Rốt cuộc là anh có ý định gì với cô chứ? Tôi luôn luôn làm việc theo cảm xúc. Hiện tại thì tôi đang vui, cho nên muốn dẫn cô đi thôi. Về phần muốn đi hay không thì tùy cô. Tôn Thiếu Khang nhìn cô trở ra quyết định. Tôi... Mạnh Tĩnh Vi muốn nói rồi lại thôi. Cô muốn gặp Lục Thiên Hữu, nhưng thấy thì thế nào chứ? Giữa bọn họ cũng chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Không đi, vậy thì tôi đi đây. Tôn Thiếu Khang nhìn ra dáng vẻ khổ sở của Mạnh Tĩnh Vi, làm bộ xoay người rời đi. Tôn Tiên Sinh. Cô vội vàng kêu anh lại. Tôn Thiếu Khang dựng bước, hơi nghiêng người nhìn cô. Tôi... Sau khi kêu anh lại, cô ngược lại có một chút do dự. Cô không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mặc kệ là các người đã từng xảy ra chuyện gì, thì cô cũng đã từng là người phụ nữ của anh ta. Ít nhất cũng nên tới nói một tiếng chúc mừng với anh ta chứ. Nhìn ra cô bồi hồi, cảm xúc mờ mịt, Tôn Thiếu Khang xấu bụng tìm được một cách cớ cho cô. Trong lòng của Mạnh Tĩnh Vi rối loạn, cứ như vậy rơi vào cái bẫy của Tôn Thiếu Khang. Xin anh hãy dẫn tôi tới đó. Quyết định của cô đúng với lòng mong muốn của anh ta. Không thành vấn đề, chỉ là cô cũng nên đổi quần áo đi thôi. Thay đổi quần áo sao? Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu thẳng thắp nhìn Tôn Thiếu Khang. Toàn bộ quần áo mà Lục Thiên Hiếu mua cho cô đều đang để ở nhà trọ, cô cũng không có mang về. Tôn Thiếu Khang từ trong mắt cô nhìn ra sự lúng cuống, anh phất tay một cái. Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi mua một bộ. Tôi không muốn cho người khác nhìn thấy người mà tôi dẫn đi cùng lại bộc mạc như vậy. Trái tim của Mạc Tĩnh Vi căng thẳng, lời nói của Tôn Thiếu Khang hung hăng đả thương cô, đồng thời cũng làm cho cô thấy rõ thân phận của mình. Coi như Lục Thiên Hiếu thật sự có tình cảm với cô,
thế nhưng cô cũng không xứng đáng với anh. Tôn Thiếu Khang cũng không để ý tới lời nói của anh có đả thương cô hay không. Anh ta xoay người cất bước rời đi. Mạnh Tĩnh Vi thấy thế lập tức đi theo. Thảm đỏ tươi phủ kín sân bãi, cổng được vòng từ những đóa hoa hồng phấn nhạt, còn có những món ăn ngon khiến cho người ta thèm thuồng. Biểu hiện rõ ràng hôm nay là ngày đính hôn của một người nổi tiếng. Lục Thiên Hiếu mặc một bộ vest trắng, làm nổi bật lên dáng người to lớn của anh. Khóe miệng của anh nâng lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hình như là sự hạnh phúc đúng chuẩn của một chú rể. Thế nhưng trong lòng của anh lại vô cùng nặng nề, giống như là bị một khối đá lớn ép tới nỗi không thở nổi. Tại sao lại như vậy chứ? Là vì không hài lòng với cô dâu bên cạnh hay sao? Không, không phải như vậy. Tống Tuệ Nhi toàn mạo song toàn, toàn thân cao thấp tìm không ra một chỗ nào khiến cho anh không hài lòng. Vậy thì tại sao anh lại không vui đây? Bởi vì bên cạnh vị cô dâu, bên cạnh không phải là do anh lựa chọn. Tình cảm mà anh dành cho Tống Tuệ Nhi chỉ giống như dành cho một người em gái mà thôi. Từ nhỏ anh đã biết người vợ về sau của mình sẽ không giống như những người khác. Vợ của người bình thường là do yêu nhau mới kết hôn, còn bọn họ là cùng nhau chia sẻ, che chở mạng sống cho mỗi một ngày sau này. Mà anh và vợ của anh thuần túy là do quan hệ lợi ích mà kết hôn với nhau. Giữa bọn họ không có tình yêu, chưa từng nói tới chuyện chia sẻ mạng sống và vui buồn với nhau. Cho tới nay, anh không hề xen vào loại kết nghĩa vợ chồng này. Cho đến khi biết Mạnh Tĩnh Vi, anh cũng không biết anh có yêu cô hay không nữa. Anh chỉ biết anh thích cô. Anh thích thấy cô cười, thích ở chung với cô. Thậm chí anh còn có thể nói ra những tâm sự mà anh chưa từng nói cho ai biết. Trước đó vài ngày, anh tức giận cô, không biết phân biệt tốt xấu mà hiểu nhầm anh. Tuy nhiên cũng chưa từng nghĩ tới việc có một ngày hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Là do một cuộc điện thoại của cha, là thay đổi cả đời sau này của anh. Nếu như anh phải đính hôn, thì việc bao dưỡng cô sẽ dừng lại tại đây. Những hồi ức vào khoảng thời gian mà họ sống cùng với nhau cũng sẽ phải để đó, để cho nó phai nhạt. Chỉ là chẳng biết tại sao, vào lúc anh muốn quên cô, dường như đầu óc lại đối nghịch với anh. Mỗi một phút giây đều hiện ra bóng dáng xinh đẹp của cô, và nhớ lại những lúc họ từng sống chung với nhau. Tống Tuệ Nghi thẹn thùng nhìn Lục Thiên Hữu một cái. Đến bây giờ cô vẫn còn không dám tin tưởng cô thực sự sẽ được đính hôn với người đàn ông mà mình yêu. Chỉ là nội tâm của cô đang rất lo lắng, giống như có một bóng ma không biết tên đang bao phủ ở trong lòng. Chẳng nhẽ là có liên quan tới cuộc hôn lễ quá thuận lợi này hay sao? Hạnh phúc đời người là rất ngắn ngủi. Anh Thiên Hữu, cô nhẹ giọng mà gọi. Chuyện gì chứ? Anh hỏi, cũng không muốn cô bỏ cách xưng hô. Tống Tuệ Nghi nhìn anh, không biết nên hỏi gì, chỉ có thể cười khẽ mà lắc đầu. Lục Thiên Hiếu cảm thấy kỳ quái, đang muốn lên tiếng hỏi thăm. Một đôi nam nữ như kim đồng ngọc nữ liền đi về phía anh. Anh nhất thời kinh ngạc, trợn to hai mắt. Ánh mắt của Mạnh Tĩnh Vi lom lom nhìn Lục Thiên Hiếu. Khi vừa mới bước vào hội trường, ánh mắt của cô như chưa từng rời khỏi người anh. Cô thấy anh cười tới vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Mà cô dâu ở bên cạnh anh cũng rất xinh đẹp và cao quý. Hiển nhiên, bọn họ là một đôi trời đất tạo nên. Lục Tổng à, chúc mừng nha. Tôn Thiếu Khang kéo Mạnh Tĩnh Vi bước tới trước mặt của Lục Thiên Hiếu. Lục Thiên Hiếu dường như không dám tin, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tĩnh Vi. Sao cô lại có thể đi cùng với Tôn Thiếu Khang chứ? Và lại nhìn hình dáng thân mật của bọn họ, chẳng nhẽ cô và Tôn Thiếu Khang đang ở chung một chỗ. Mạnh Tĩnh Vi đang đau lòng nên không nhìn thấy Lục Thiên Hiếu khiếp sợ cùng với cô không hiểu. Cô chỉ biết là qua hôm nay, bọn họ tuyệt đối sẽ không có khả năng gặp mặt nhau nữa. Trên đường tới hội trường, Tôn Thiếu Khang nói cho cô biết, chỉ cần Lục Thiên Hiếu kết hôn, không có khả năng sẽ bao dưỡng phụ nữ ở bên ngoài. Nhà họ Lục và nhà họ Tống sẽ duy trì quan hệ nhất định. Chỉ là thật ra, tất cả quyền chủ đạo của cuộc hôn sự này đều nằm trên tay của Lục Thiên Hiếu. Chỉ cần anh không chịu đính hôn với Tống Tuệ Nghi, thì ba Lục của anh cũng sẽ không có cách nào khác. Cho nên tóm lại một câu, trong lòng của Lục Thiên Hiếu nhất định là đã thích Tống Tuệ Nghi. Tôn Thiếu Khang thấy hai người không chỉ là nhìn đối phương không nói câu nào, liền cố ý nói: Tĩnh Vi, người tình cũ đính hôn không chúc mừng anh ta hay sao? Tĩnh Vi, bọn họ thực sự ở cùng một chỗ hay sao chứ? Lục Thiên Hiếu lấy ánh mắt hỏi thăm Mạnh Tĩnh Vi. Cô tìm được kim chủ mới nhanh như vậy sao? Anh rõ ràng biết Thang Mẫn cần phẫu thuật một lần nữa, mà theo lòng hiếu thảo của Mạnh Tĩnh Vi, nhất định là sẽ gánh tiền thuốc của Thang Mẫn một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi nhăn lại, không thấy anh không tiếng động hỏi thăm. Cô tránh né, không muốn trên ngực của mình lại có thêm một vết sao nữa cắm xuống.
mà Lục Thiên Hiếu lại xem hành động của cô. Thành đang tự giác cảm thấy có lỗi với anh. Kỳ hạn anh bao nuôi cô vẫn chưa hết, mà mặc dù anh ghen tị, không muốn cô và Tôn Thiếu Khang ở chung một chỗ, thế nhưng cũng không thể tránh được, sau khi anh kết hôn đã không thể ở chung một chỗ với cô. Vậy chẳng những sẽ làm tổn thương Tống Tuệ Nghi, cũng sẽ làm tổn thương cô. Anh không muốn để cho cô là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ là cô cũng nên tìm một người đàn ông tốt, chứ không phải là một người đàn ông thâm trầm giống như Tôn Thiếu Khang. Anh thực sự hoài nghi Tôn Thiếu Khang sẽ thực sự đối đãi tốt với cô hay sao. Từ lúc Mạnh Tĩnh Vi đứng trước mặt của cô, cảm giác lo lắng trong lòng của Tống Tuệ Nghi từ từ sâu hơn. Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi có ngũ quan thanh tú, nhưng cô lại có khí chất thanh thuần và kiều mỹ tới kỳ lạ, rất dễ dàng nắm bắt lòng của đàn ông. Hơn nữa báo chí đã từng viết qua Lục Thiên Hiếu, Tôn Thiếu Khang là vì cô mà mới có sĩ căng đan tam giác. Cùng với hành động không nói gì hiện nay của Lục Thiên Hiếu, Mạnh Tĩnh Vi càng làm cho cô sâu sắc cảm giác có vấn đề. Mặt của Tống Tuệ Nghi hơi chậm xuống, đầu óc nhanh chóng suy tư. Trong lúc bất chợt mới nhớ tới, Mạnh Tĩnh Vi từng chạy ra từ trong phòng bệnh khi nhìn thấy Lục Thiên Hiếu và cô. Khi đó trên mặt của Lục Thiên Hiếu từng thoáng qua ngạc nhiên và đau lòng. Chẳng nhẽ khi đó bọn họ đã ở chung cùng với nhau sao? Nếu là như thế, vì sao giờ phút này Mạnh Tĩnh Vi cùng với Tôn Thiếu Khang lại ở chung một chỗ tại đây? Nghi vấn liên tiếp khiến trong lúc nhất thời Tống Tuệ Nghi không biết nên hỏi từ đâu, chỉ có thể hỏi: anh Thiên Hiếu, vị tiểu thư này là bạn của anh sao? Tống tiểu thư, vừa rồi cô không nghe rõ sao? Tĩnh Vi là người tình cũ của Lục tổng. Tôn Thiếu Khang vượt lên trước lên tiếng. Tống Tuệ Nghi ngẩn người, ngay sau đó cười cười hóa giải lúng túng. Trước lúc chưa kết hôn, mỗi người đều có quyền lựa chọn một nửa kia. Tôn Thiếu Khang bĩu môi cười chê, hình như không đồng ý về cách nói lừa mình dối người của Tống Tuệ Nghi. Không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, Mạnh Tĩnh Vi xoay người muốn rời đi, nhưng một lực cường đại giữ chặt lấy cánh tay của cô. Cô quay đầu lại, thì ra là Tôn Thiếu Khang đã bắt được cô. Tôn Thiếu Khang vẻ ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà nói: không nói chút lời chúc phúc rồi lại muốn đi. Tĩnh Vi, em làm như vậy là không được tốt lắm đâu. Dù sao thì giữa các người cũng từng có một đoạn tình cảm. Làm sao anh ta có thể dễ dàng để cho cô rời đi như vậy chứ? Anh là cố ý dẫn cô tới đây để làm loạn. Ánh mắt của Mạnh Tĩnh Vi chuyển qua một cái, nhìn vào trong mắt đen thâm thúy của Lục Thiên Hữu, lại không thể nói ra một câu chúc phúc nào. Nơi cổ họng giống như có vật gì đó chặn cứng trở lại. Mau nói đi. Tôn Thiếu Khang thúc giục. Tôn tổng à, anh làm người khác khó chịu đó. Không đành lòng làm khó Mạnh Tĩnh Vi, Lục Thiên Hiếu lại lên tiếng nói. Tôn Thiếu Khang nhướng mi, nhìn Lục Thiên Hiếu. Thế nào, đau lòng sao? Lục Thiên Hiếu không biết đáp lại như thế nào. Từng hành động hôm nay của anh đều có liên quan tới nhà họ Lục. Quan trọng hơn nữa, anh phải bảo vệ thể diện của Tống Tuệ Nghi. Nhưng nếu như không để ý, lại làm trái với ý nghĩ của lòng mình, anh không cần Mạnh Tĩnh Vi chúc phúc, vậy là quá buồn cười. Quan hệ ám muội không rõ ràng giữa ba người bọn họ càng làm cho Tống Tuệ Nghi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô nhìn Mạnh Tĩnh Vi xinh đẹp động lòng người, nghĩ thầm cô gái trước mặt này có phải là nguồn gốc của sự bất an của cô hay không chứ. Từ suy đoán này, Tống Tuệ Nghi vẫn không biến sắc. Cô cười cười nói: Tôn tổng, tôi thấy vị tiểu thư này chỉ là đang xấu hổ mà thôi. Tự mình tới nơi này, tin chắc là cũng muốn im lặng chúc phúc cho anh Thiên Hữu. Lục Thiên Hiếu khẽ hất mặt nhìn Tống Tuệ Nghi, anh kéo ra một nụ cười, giống như là đang cảm tạ Tống Tuệ Nghi đã giải vây giúp anh. Vậy mà trong mắt của Mạnh Tĩnh Vi lại xem là vì Lục Thiên Hiếu thích Tống Tuệ Nghi, do bọn họ có tình ý nồng nàn, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được. Cô không cách nào có thể nhìn tiếp cảnh người đàn ông mình yêu cười với một người phụ nữ khác. Cô thừa dịp Tôn Thiếu Khang không chú ý thì tránh đi sự kiểm soát của anh ta, xoay người bỏ chạy như bay. Tôn Thiếu Khang thấy thế, dĩ nhiên cũng chạy ra đuổi theo. Lục Thiên Hiếu chỉ có thể đứng im tại chỗ, cái gì cũng không thể làm, đưa mắt nhìn bọn họ, một trước một sau rời đi. Tống Tuệ Nghi nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hiếu, cảm giác lo lắng càng ngày càng lan rộng ở trong lòng. Tôn Thiếu Khang chạy ra khỏi cửa, đuổi theo Mạnh Tĩnh Vi. Anh kéo tay của cô, muốn kéo cô trở về hội trường của lễ đính hôn. Mạnh Tĩnh Vi liều mạng giãy giụa, cô không muốn tới đó nữa, cũng không muốn lại nhìn thấy anh ta, cô không muốn bị tổn thương nữa. Mau đi bảo. Tôn Thiếu Khang trầm giọng ra lệnh. Tôi không muốn. Mạnh Tĩnh Vi như chém đinh chặt sắt, lúc này cô đã quyết tâm. Tôn Thiếu Khang nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, gót chân chuyển một cái, lôi kéo tay của cô đi tới bãi đậu xe, nhét cô vào bên trong xe,
anh đi tới đầu khác để lên xe. Tôi sẽ đưa cô trở về nhà. Mạnh Tĩnh Vi không nói lời nào, cũng chỉ có thể cúi đầu. Không thấy phản ứng, Tôn Thiếu Kháng quay đầu, thẳng tắp nhìn Mạnh Tĩnh Vi bên cạnh. Đột nhiên, anh cười nhạo một tiếng. Không nháo, không làm khó, cô thực sự là một người hiểu chuyện. Hai chữ người tình này giống như là hung hăng châm vào trong tim của Mạnh Tĩnh Vi. Loại từ hình dung xấu hổ này sẽ hành hạ cô cả đời. Vốn cho là cô có một chút giá trị trong lòng của Lục Thiên Hiếu, nhưng mà tình hình vừa rồi, cô thực sự chỉ là bạn chơi của anh ta mà thôi. Anh ta vốn đang hy vọng sau khi Lục Thiên Hiếu nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi sẽ tử hôn với Tống Tuệ Nghi. Suốt cuộc lại muốn nói gì chứ? Không có tức giận, chỉ là Mạnh Tĩnh Vi nhàn nhạt hỏi. Loại phụ nữ không có giá trị lợi dụng như cô, không đáng để tôi nói thêm cái gì nữa. Không thể phá hỏng lễ đính hôn của Lục Thiên Hiếu, anh ta không hề cam lòng. Cha là vốn muốn anh ta theo đuổi Tống Tuệ Nghi để hai nhà kết hôn với nhau, có trợ lực rất lớn đối với việc Tôn thị sắp phát triển khoa học kỹ thuật ở Mỹ. Ai ngờ lại bị Lục Thiên Hiếu vượt lên phía trước một bước. Cũng đang bởi vì như vậy, anh bị mẹ chê cười. Lợi dụng sao? Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hành động của Tôn Thiếu Kháng rất kỳ quái, mà cô lại bởi vì rất muốn gặp Lục Thiên Hiếu, cho nên đã quên mất ý đồ của anh ta. Hôm nay, anh dẫn tôi tới đây là vì muốn phá hỏng hôn lễ của Thiên Hiếu hay sao? Tôn Thiếu Khang liền nhìn cô không chớp mắt. Bây giờ cô mới biết sao? Không khỏi là cũng quá trễ rồi. Mạnh Tĩnh Vi không có bởi vì anh lợi dụng mà tức giận, cô chỉ là cảm thấy cực kỳ không hiểu. Tại sao anh lại muốn làm như vậy? Mặc kệ anh và Thiên Hiếu có thù hận gì đi chăng nữa, dầu gì anh ấy cũng là anh họ của anh, làm sao lại có thể có ý đồ phá hỏng hôn lễ của anh ấy cơ chứ? Tôn Thiếu Khang sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Cô thì biết cái gì chứ? Sao cô có thể hiểu được cảm giác của tôi? Loại phụ nữ tầm thường tôi nói cái gì cũng không biết như cô, nào có biết được cái cảm giác khổ sở khi bị người ta đều đè bẹp. Từ trong ánh mắt cô thấy sự kinh ngạc, anh giật mình tới nỗi không thể khống chế được cảm xúc, hất mặt sửa sang lại mặt mũi, liền khôi phục lại tỉnh táo. Đã sinh du tại sao lại còn sinh lượng? Trên cái thế giới này, chỉ cần có Tôn Thiếu Khang thì không thể có Lục Thiên Hiếu. Chỉ cần có Lục Thiên Hiếu thì Tôn Thiếu Khang này cũng không nên tồn tại. Anh hận Lục Thiên Hiếu không phải vài ba lời là có thể nói hết. Từ lúc bắt đầu anh có nhận thức, mẹ đã lấy anh ra so sánh với Lục Thiên Hiếu. Chỉ cần anh có một chút không bằng Lục Thiên Hiếu, mẹ sẽ trách mắng anh, mà tuổi thơ của anh lại lớn lên từ trong tiếng trách mắng. Hơn 2 tuổi, người bình thường lấy hai bọn họ ra so sánh, mà mỗi lần đều là Lục Thiên Hiếu hơn một chút, càng làm cho mẹ xem thường anh. Loại khuất nhục bị người ta áp chế phía dưới này, anh đã chịu đủ rồi. Lần này hai nhà Lục Tống kết thân, khiến cho địa vị ở nhà họ Tống của anh bị trượt xuống. Anh không có cam lòng, tại sao mọi chuyện anh muốn đều bị bại bởi Lục Thiên Hiếu. Cho nên anh muốn làm ra một quyết định, dù là ngọc nát đá tan, cũng muốn hoàn toàn hủy diệt Lục Thiên Hiếu. Không khí trầm mặc lo lắng, trong không khí cố định, làm cho người ta không thể nào hít thở lưu thông. Mạnh Tĩnh Vi khẽ cúi đầu, đầu thoáng qua một chuyện, cô giận mình, quay đầu lại, vội vàng hỏi. Thật ra thì, việc mẹ tôi giải phẫu thất bại, cùng với Lục Thiên Hiếu, không có liên quan có đúng hay không? Nói không chừng, chỉ là do mẹ có vận khí không tốt. Tôn Thiếu Kháng liếc cô một cái, rốt cuộc thì người phụ nữ ngây ngốc này cũng có lúc thông suốt. Không sai. Anh ta hào phóng thừa nhận, hai nhà Lục Tống đã thực sự kết thân, người phụ nữ Tĩnh Vi này cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Rõ ràng đoán ra được đáp án sẽ như cô đoán, nhưng chân chính lại nghe được lại là một câu chuyện khác. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc sửng sốt, khó hiểu mà nói. Vậy tại sao? Tại sao anh lừa tôi? Vì tại sao ngày đó Hiếu lại thừa nhận việc mình tới tìm viện trưởng chứ? Đó là vì Lục Thiên Hiếu tới nhà viện trưởng mở cuộc phẫu thuật giúp mẹ cô. Tôn Thiếu Khang khinh thường hừ một tiếng. Tôi vốn đang cho rằng Lục Thiên Hiếu là thích cô, không ngờ anh ta cũng chỉ là vui đùa một chút với cô mà thôi. Không, Mạnh Tĩnh Vi không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cô thế nhưng đã hiểu nhầm anh sao? Tôi muốn xuống xe, tôi muốn đi tìm Lục Thiên Hiếu. Tôn Thiếu Kháng theo lời dừng xe, anh quay đầu nhìn cô. Bây giờ cô quay đầu lại đi tìm Lục Thiên Hiếu cũng không còn kịp nữa rồi. Huống chi, cô không thể tùy tiện vào nhà họ Lục được đâu. Nếu như không có tôi, nhà họ Lục sẽ không cho cô vào. Đây là vấn đề của riêng tôi. Tôi muốn xuống xe. Mạnh Tĩnh Vi kiên trì nói lại lần nữa, cô không muốn để cho anh lợi dụng nữa. Tôn Thiếu Khang lườm cô một cái, mở khóa xe cho cô xuống xe.
Mạnh Tĩnh Vi vừa mới xuống xe, xoay người chạy về phía lúc đầu. Tôn Thiếu Khang chỉ là nhìn Mạnh Tĩnh Vi một cái từ trong kính chiếu hậu của chiếc xe. Người phụ nữ ngốc nghếch này nói đi liền đi, có thể nhìn thấy Lục Thiên Hữu hay không lại là một chuyện khác. Lại nói, nước cờ cuối cùng này anh tuyệt đối sẽ không thất bại. Nghĩ tới đây, anh nâng lên một nụ cười trầm ấm, nhấn cần ga một cái, xe chạy nhanh đi như mũi tên. Bầu không khí bên trong thư phòng của nhà họ Lục rất nghiêm trọng, sắc mặt của bốn người bên trong đều là vô cùng nghiêm túc. Thiên Hiếu à, con có biết mình đang làm cái gì hay không? Lục Đạt Lãng gần như gầm thét mà hỏi, đứa con này vừa mới đính hôn trước bao nhiêu người, vậy mà vừa mới tan cuộc họp, đã nói phá hủy bỏ hôn ước. Con trai của ông luôn coi hôn nhân là trò đùa hay sao chứ? Con biết, yêu cầu của con quá đáng, nhưng mà con phải giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi. Nghe vậy, chẳng những là Lục Đạt Lãng giận tái mặt, mà Tông Tấn Vinh cũng với Tuấn Tuệ Nghi cũng như vậy. Thiên Hiếu à, bác Tống nhìn cháu lớn lên, hiện nay cháu nói muốn giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi, chắc chắn là có đạo lý của cháu. Cháu có thể nói cho ta biết được hay không? Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Tuy Tống Tấn Vinh cũng không vui cho lắm, nhưng ông muốn Lục Thiên Hiếu cho ông một cái lý do để thuyết phục được ông. Lục Đạt Lãng không đợi con trai mở miệng, tức giận chỉ vào Lục Thiên Hiếu, cả giận mà nói. Thiên Hiếu, nếu như người cha này vẫn còn tồn tại trong mắt của con, thì đừng có tiếp tục nói chuyện với cha, chuyện giải trừ hôn ước này nữa. Mới đính hôn, không có tới một giờ, mà con lại nói muốn giải trừ hôn ước. Con muốn sau này Tuệ Nghi phải sống như thế nào đây? Bộ mặt của nhà họ Lục phải đặt đâu cơ chứ? Lục Thiên Hiếu cũng biết mình có lỗi với Tống Tuệ Nghi, thế nhưng anh thực sự không muốn kết hôn với cô. Tống Tuệ Nghi khổ sở nhìn Lục Thiên Hiếu. Anh Thiên Hiếu à, anh muốn tử hôn, có phải là vì cô gái được Tống Thiếu Khang dẫn tới lúc chiều hay không? Mạnh Tĩnh Vi quả thật chính là nguồn gốc của sự bất an trong lòng cô. Lục Thiên Hiếu áy náy nhìn cô, chân thành mà nói. Thật xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi cũng không thể giải quyết được chuyện gì hết. Cô không muốn anh xin lỗi, cô chỉ mong được làm cô dâu của anh mà thôi. Tuệ Nghi à, anh... Đôi mắt bi thương của Tống Tuệ Nghi làm cho anh không nhẫn tâm nói nên lời từ chối. Anh Thiên Hiếu à, anh hãy suy nghĩ kỹ một chút đi, rồi hãy đưa ra quyết định. Cô không muốn quá mức ép buộc anh, có một số việc không thể ép buộc, bằng không chỉ có thể nhận được hiệu quả ngược, đặc biệt là trong chuyện tình cảm như vậy. Nghe thế, Lục Đạt Lãng nhịn không được mà chen vào nói. Còn nhìn xem, Tiểu Nhi hiểu chuyện lại biết tiến biết lùi như vậy, còn con thì sao chứ? Không để bụng tới chuyện cha châm chọc, Lục Thiên Hiếu kiên trì nói. Con đã suy tính rất kỹ rồi. Tống Tuệ Nguy hơi quay đầu qua chỗ khác, không thể tiếp nhận được câu trả lời của Lục Thiên Hiếu. Lục Thiên Hiếu cúi người trước mặt của Tống Tuệ Nghi, cũng không để ý tới cha mình đang quở trách, xoay người rời đi, đi tới cửa chính, đang muốn đi ra ngoài, thì một người đàn ông xa lạ cầm dao gọt trái cây xông tới trước mặt của anh. Anh né tránh như không kịp, ngay khi cho rằng mình sẽ bị con dao kia đâm phải, đột nhiên có một sức mạnh đẩy anh ra xa. Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, anh trơ mắt nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi thay cho anh chắn một nhát dao. Hai tên cảnh vệ đứng ngoài cửa cũng bị tình huống đột nhiên xảy ra này làm cho trở tay không kịp, sững sờ một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, vội vã chạy tới chế phục tên côn đồ cầm dao kia. Lục Đạt Lãng cùng với cha con nhà họ Tống theo Lục Thiên Hiếu đi ra, thấy được hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi quên mình ngăn cản dao, làm chấn động ba người bọn họ. Tĩnh Vi lấy lại tinh thần, Lục Thiên Hiếu xông lên phía trước ôm lấy thân thể mềm yếu của Mạnh Tĩnh Vi. Thiên Hiếu, thật may là anh không có việc gì. Ngực của cô chảy máu rất đau, nhưng có một thứ cô còn lo lắng hơn cả tính mạng của mình, chính là sự an nguy của anh. Em không cần nói nữa, đánh gọi xe cứu thương. Anh đã nóng nảy mất đi sự khống chế. Mạnh Tĩnh Vi lắc đầu, nắm chặt lấy tay áo của anh. Cô cố hít vào, miễn cưỡng phát ra tiếng nói. Thiên Hiếu, xin lỗi. Chuyện của mẹ không phải là em cố ý hiểu nhầm anh, đều là tại em không tốt, không có nghe lời cảnh báo của anh mới có thể bị Tôn Thiệu Khang lừa dối. Còn nữa, ngày hôm nay không phải là em cố ý muốn phá hư hôn lễ của anh. Tĩnh Vi à, anh không có trách em. Lục Thiên Hiếu vội vàng cam đoan, hai tay của anh run rẩy ôm chặt lấy cô. Có thật không? Thật chứ. Mạnh Tĩnh Vi mỉm cười đáp. Cảm ơn anh, gần đây đã luôn quan tâm em, chăm sóc cho em. Dứt lời, cô gục đầu mà ngất đi. Tĩnh Vi. Tượng màu trắng, khăn trải giường màu xanh, mùi thuốc sát trùng khó ngửi,
Nơi này là nơi mà Lục Thiên Hữu không muốn tới nhất. Nhưng lúc này, người mà anh yêu đang nằm im ở trên giường bệnh, làm cho anh không thể không tới đây. Hai tay của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thầm khẩn cầu ở trong lòng, mong cho cô nhanh tỉnh lại. Tống Tuệ Nghi cầm một bó hải dụ đi tới phòng bệnh, thấy cảnh này thì không đành lòng. Anh đừng lo lắng, cô nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Cô nhẹ giọng nói, Lục Thiên Hữu không có quay đầu lại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Có thật hay không? Tĩnh Vi đã hôn mê tới 3 ngày rồi. Tống Tuệ Nghi đi lên phía trước, tay ngọc khoác lên bả vai của anh. Anh Thiên Hữu à, anh phải có lòng tin vào cô ấy chứ. Lục Thiên Hữu khẽ thở dài, một lát sau mới quay đầu nhìn cô. Cảm ơn em. Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt, cầm bó hải dụ đi tới một bên khác của giường, cầm hoa cắm vào trong bình hoa. Lục Thiên Hữu nhìn Tống Tuệ Nghi, cảm kích mà nói. Cảm ơn em đã giúp đỡ. Nếu như không có em, cha của anh sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Nếu như không phải là Tống Tuệ Nghi tự động mở miệng nói muốn giải trừ hôn ước, còn ở trước mặt của cha mình nói tốt cho anh, thì làm sao cha và bác Tống có thể đồng ý giải trừ cuộc hôn nhân đơn giản như vậy? Tống Tuệ Nghi im lặng một lúc rồi nói. Em vốn không có ý định sẽ giải trừ hôn ước. Cô dương mắt nhìn anh. Thế nhưng sau đó em lại đổi ý, bởi vì em chợt nhận ra tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa đủ sâu. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu như lần đó đổi lại là em nghĩ mình sẽ không thể nào vì anh mà chạy ra cản một dao này. Hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi vì anh mà ngăn cản dao kia đến nay vẫn làm cô chấn động mỗi khi cô nghĩ tới. Chính vì vậy cô mới đồng ý nhường đường. Ý của em là Tĩnh Vi yêu anh sao? Cô thương anh, vì sao cô chưa từng nói cho anh biết? Anh không cảm thấy sao? Cô không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Anh cũng không biết nữa. Giữa bọn anh chưa từng nói chữ yêu này với nhau. Cho tới bây giờ anh cũng không có đi suy nghĩ quá sâu xa, cũng chưa từng nghĩ anh có tình yêu với cô hay không. Anh vẫn cho là tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là thương tiếc, cưng chiều, là thương yêu cô mà thôi. Tự yêu này đại biểu cho cái gì chứ? Nếu như anh không thương cô ấy thì anh cũng sẽ không giải trừ hôn ước với em. Lục Thiên Hữu im lặng không nói, đắm chìm người vào trong suy nghĩ sâu xa. Là sức mạnh như thế nào mới có thể làm cho anh nói muốn giải trừ hôn ước với cha đây? Tống Tuệ Nghi cũng không quấy rầy anh nữa, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa mở cửa phòng bệnh đi ra, Mạnh Tuấn Sinh đã đứng ở bên ngoài. Cô chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi khỏi phòng bệnh. Mạnh Tuấn Sinh đi tới bên cạnh giường bệnh, quan tâm mà nhìn Mạnh Tĩnh Vi. Chị à, chị mau tỉnh lại đi. Mẹ còn phẫu thuật thêm lần nữa rồi. Mọi người đều cần sự ủng hộ của chị. Nghĩ tới chị gái vì hy sinh cho mọi người trong nhà quá nhiều, viền mắt của cậu không kiềm chế được mà phiếm hồng. Người nằm trên giường bệnh vẫn còn đang nhắm mắt, dường như nghe được lời nói của Mạnh Tuấn Sinh. Mạnh Tuấn Sinh thở dài. Chị còn không mau tỉnh lại sao? Anh cũng nghĩ như vậy có đúng hay không? Có thể chị cảm thấy ngủ say đối với chị là chuyện tốt nhất từ trước tới nay. Bên trong phòng, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhau nặng nề thở dài. Có lẽ từ lúc lớn lên cô đã luôn luôn chịu mọi uất ức. Thật ra thì Mạnh Tĩnh Vi cũng muốn tiếp tục sống, thế nhưng cô lại không có cách nào đối mặt với thực tế tàn khốc, không có cách nào tìm cho mình một lý do để sống tiếp. Mẹ hận cô, người mà cô yêu lại muốn kết hôn với người khác. Cô không biết phải sống tiếp như thế nào, cho nên cô nghĩ ngủ chính là phương pháp tốt nhất. Cuối cùng cô không cần phải nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận của mẹ nữa, cũng không phải chịu đựng những thống khổ khi mất đi người yêu. Mặc dù nói buông tha sinh mệnh là mềm yếu, là hành động không chịu trách nhiệm, nhưng cô không để ý nhiều như vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút máu của cô, Lục Thiên Hữu cảm thấy tim của anh như bị lưỡi dao sắc bén từng nhát mà cắt vào. Trong lúc cô hôn mê, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng anh cũng xác định được tình cảm của mình dành cho cô. Anh thích cô, anh yêu cô. Có thể từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã hấp dẫn với anh thật sâu, mới có thể đánh vỡ nguyên tắc của chính mình đi bao nuôi cô, vẫn luôn luôn quan tâm cô. Nhưng anh lại không biết, lúc ăn giấm chua của Cao Kiệt, anh nên nghĩ tới, đối với anh mà nói, cô là một người không giống như vậy. Anh tự trách, đồng thời càng tức giận chính bản thân mình. Anh nên biết tính cách của Mạnh Tĩnh Vi là người luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết yên lặng, trả giá cho tất cả. Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ là vô cùng đặc biệt, thân phận xa cách, cho dù cô thương anh cũng sẽ không mở miệng nói ra. Trời ơi, tại sao ngay vào lúc sắp mất đi cô, anh mới hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô, ý nghĩa là yêu thương cơ chứ? Tĩnh Vi à,
Đừng ngủ nữa. Anh rất nhớ giọng nói của em, rất muốn nghe giọng nói của em, rất nhớ những khoảng thời gian cùng với em sống chung một chỗ. Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi nhìn cô. Tĩnh Vi à, em thực sự muốn anh mất đi động lực để sống tiếp hay sao? Giọng nói này là của Thiên Hữu. Anh nghe nói như vậy là có ý gì chứ? Tĩnh Vi à, anh cậu xin em, hãy mau tỉnh lại đi được không? Hay là em cũng muốn anh giúp em? Giúp đỡ sao? Thiên Hữu, anh muốn làm cái gì chứ? Lục Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào người cô, thấy Mạnh Tĩnh Vi không có một chút phản ứng, không khỏi thở dài nặng nề. Anh biết em đang giận anh, bởi vì trước mặt của Nana, anh đã nói những lời làm tổn thương tới em. Nhưng lúc đó là anh đã quá giận dữ. Hơn nữa, giữa anh và Nana cũng không hề phát sinh chuyện gì cả. Nhiều nhất chỉ là cùng với cô ta ăn một bữa cơm mà thôi, làm hiểu rõ nguyên nhân tức giận. Còn chuyện đính hôn với Tuệ Nghi, anh sau khi thấy em, anh đã rất hối hận khi đồng ý cuộc hôn nhân với ba. Vậy nên anh đã giải trừ hôn ước. Thế nhưng em vẫn không thể tha thứ cho anh có đúng hay không? Nếu như em cứ ngủ mãi như vậy là để trừng phạt anh, thì như vậy là quá đủ rồi. Em mau tỉnh dậy đi. Cô đã hôn mê suốt 2 tuần lễ. Anh sợ từ nay về sau cô cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Giải trừ hôn ước là thật sao? Tĩnh Vi, giọng nói của anh nghe thật thống khổ. Cô không nên làm anh thống khổ như vậy. Mạnh Tĩnh Vi cố gắng chớp mắt mấy cái, ép buộc bản thân mình nhấc lên mi mắt nặng nề. Vừa mới mở mắt ra, mắt cô nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Thiên Hữu dùng hai tay ôm lấy đầu của anh. Nhìn qua thấy dáng vẻ của anh vô cùng thống khổ. Thiên Hữu. Lục Thiên Hữu kinh ngạc, không dám tin, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại nhìn anh, anh suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Tĩnh Vi, Tĩnh Vi. Thiên Hữu. Cuối cùng thì em cũng đã chịu tỉnh lại. Mạnh Tĩnh Vi không nói, chỉ cười cười, muốn anh thả lỏng tinh thần. Em biết không, anh rất lo lắng, từ đây về sau em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thực sự lo lắng cho em sao? Đúng, em chính là người con gái mà anh yêu nhất. Anh yêu em sao? Cô khiếp sợ mở to mắt nhìn anh. Anh yêu em giống như là em yêu anh vậy. Anh chân thành mà nói. Những lời mà anh nói là thật sao? Cô không tin, điều này sao có thể chứ? Lục Thiên Hữu mím môi mà cười, gật gật đầu. Anh đang nằm mơ sao? Chúng ta không xứng đôi. Anh cầm tay của cô đặt lên ngực của mình. Ai nói là em không xứng chứ? Trong lòng của anh, em chính là người con gái mà anh yêu quý nhất. Mặc dù lời của anh làm cho cô vui sướng trong lòng, nhưng cũng làm cho cô lo lắng không yên. Nhưng kết hôn mà không mua đăng hậu đối thì sẽ không hạnh phúc. Nếu như em vì thân phận của anh mà không dám tiến lên, vậy thì anh sẽ giao ra trước tổng giám đốc này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những ngày tháng mà em cho rằng đó là bình thường. Mất đi người cũng có thể cùng anh chia sẻ một nửa thành công, vậy thì thành công của anh còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Cảm động tới nỗi chảy nước mắt, cô nức nở nói. Em tin anh, mà kệ sau này anh là tổng giám đốc hay là người bình thường, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Lục Thiên Hiếu giơ tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cô, giang tay ôm chặt người yêu vào trong lòng. Bởi vì đang yêu, cơ thể của Mạch Tĩnh Vi phục hồi rất nhanh chóng. Hôm nay, bởi vì tập đoàn Trường Phong mở một hội nghị rất quan trọng, Lục Thiên Hiếu lại không có tới bệnh viện. Nhưng Mạnh Tĩnh Vi cũng không cảm thấy buồn chán, bởi vì đã có em trai Tuấn Sinh ở cùng với cô. Tuấn Sinh à, mẹ phẫu thuật vẫn thuận lợi chứ? Nghe Thiên Hữu nói, anh đã tới xin viện trưởng làm thêm một lần nữa. Xin viện trưởng nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật cho mẹ. Chị à, chăm sóc thật tốt cho mình là được rồi, chuyện cửa mẹ cứ để cho em lo. Mạnh Tuấn Sinh thuần thục gọt táo. Mạnh Tĩnh Vi lên tiếng trả lời, nghĩ thầm em trai là muốn mình yên tâm dưỡng bệnh cho tốt. Mạnh Tuấn Sinh ngẩng đầu, cậu lướt mắt nhìn Mạnh Tĩnh Vi đang cười yếu ớt, biết chị gái mình đang nhớ Lục Thiên Hiếu, không nhịn được mà nói. Chị à, anh Lục đối với chị rất tốt, sau khi tan việc đều tới đây với chị. Khuôn mặt của Mạnh Tĩnh Vi ngượng ngùng đỏ bừng. Mạnh Tuấn Sinh rửa sạch táo vừa mới gọt xong, cắt một mảnh nhỏ đưa cho Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi đưa tay cầm lấy, từng chút một mà thưởng thức. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của chị gái, từ tận đáy lòng của Mạnh Tuấn Sinh cảm thấy vui mừng thay cho chị gái. Chị à, anh Lục có nói bao giờ sẽ cưới chị hay không? Mạnh Tĩnh Vi ngây người một lúc, nhỏ giọng hỏi. Không biết là mẹ có chịu đồng ý cuộc hôn nhân này hay không chứ? Mẹ sẽ đáp ứng. Mạnh Tuấn Sinh đã dự tính sẵn trong lòng.
Nhưng xem lại có thể chắc chắn như vậy. Mạnh Tĩnh Vi ngước mắt lên nhìn, không hiểu vì sao em trai lại trả lời chắc chắn như vậy. Mạnh Tuấn Sinh không nói, chỉ im lặng mà cười nhẹ. Cậu dám chắc như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Chị gái muốn gả cho người nào, mẹ cũng không quan tâm. Hơn nữa mẹ nghĩ, nếu như muốn sớm làm phẫu thuật, phải cần Lục Thiên Hữu đi nói giúp. Vậy nên mẹ sẽ không dám đắc tội với Lục Thiên Hữu. Hơn nữa, lúc chị gái vẫn còn hôn mê, Lục Thiên Hữu có cầm một bản báo cáo tình hình trong nhà mà anh từng lén lút điều tra đưa cho cậu xem. Sau khi xem xong, cậu cực kỳ tức giận. Rõ ràng kinh tế trong nhà không cần chị phải làm đụng vất vả ngày đêm và đi công tác để nuôi sống cả nhà. Thế nhưng mẹ lại thường xuyên oán giận, nói với chị là kinh tế trong nhà không tốt. Vậy nên trong cơn nóng giận, cậu đã nói cho mẹ nghe, nếu như mẹ vẫn còn muốn đứa con trai là cậu thì không nên hành hạ như chị. Mặc dù mẹ đã khóc lóc giải thích với cậu, mẹ nói là suy nghĩ cho cậu, cha cho cậu tiền, mẹ đều cất giữ hết để dành cho cậu. Nhưng lời giải thích của mẹ chẳng những không làm cho cậu bớt giận, ngược lại càng làm cho cậu tức giận hơn nữa. Thậm chí cậu còn lên tiếng nói với mẹ rằng là muốn cắt đứt quan hệ mẹ con. Vì vậy, mẹ ở tình hình bị chèn ép, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với yêu cầu của cậu. Mà bên cạnh đó, cậu và Lục Thiên Hiếu đã thống nhất, không để cho chị biết về bản báo cáo điều tra kia. Bọn họ không nên làm cho chị phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Tuấn Sinh à, em vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của chị. Mạnh Tuấn Sinh đang muốn nói dối để cho qua, đã thấy Tống Tuệ Nghi bước vào từ trong phòng sau khi gõ cửa. Mạnh Tĩnh Vi có một chút áy náy nhìn Tống Tuệ Nghi. Mặc dù cô ấy chủ động nói muốn giải trừ hôn ước, nhưng cô luôn luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Đã khỏe hơn chút nào chưa? Tống Tuệ Nghi dịu dàng cười hỏi. Tôi tốt hơn một chút rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Sau khi cô tỉnh lại không bao lâu, Tống Tuệ Nghi có tới thăm cô, còn hỏi cô có muốn trở thành bạn tốt với cô ấy hay không. Cô rất cảm động, cô chính là đầu sỏ làm cho cô ấy và Thiên Hiếu không thể làm vợ chồng. Đúng rồi, mình ngoài tới thăm cậu ra còn mang tới cho cậu một tin tức tốt đây. Người đàn ông ám sát anh Thiên Hiếu đã bị quan tòa kết tội và nhốt vào trong tù rồi. Cuối cùng thì người nó là ai chứ? Nhưng tại sao lại muốn giết Thiên Hiếu? Mạnh Tĩnh Vi không hiểu mà hỏi. Cô đã từng hỏi qua Thiên Hiếu, nhưng anh không muốn để cho cô biết sự thật, lúc nào cũng nói mơ hồ vài câu cho qua. Việc này nói ra rất dài dòng, hay nói đơn giản một chút, chính là bị Tôn Thiệu Khang lợi dụng. Tống Tuệ Nghi nói phải ba câu cho qua, vì chuyện này có liên quan tới buôn bán, còn nói với Mạnh Tĩnh Vi cũng không thể hiểu được. Vậy Tôn Thiếu Khang cũng bị nhốt vào nhà giam sao? Tống Tuệ Nghi lắc đầu. Bởi vì cha mẹ của Tôn Thiệu Khang đã tới cầu xin bác Lục, anh Thiên Hiếu không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời cầu xin của bác Lục, buông tha cho Tôn Thiếu Khang một lần. Tuy nhiên, cậu yên tâm đi, anh ta sẽ không có tới đây quấy rầy cậu nữa đâu. Tôn Thiếu Khang đã bị nhà họ Tôn đuổi ra khỏi Đài Loan, đi tới chi nhánh của công ty ở nước Mỹ rồi. Chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể trở về đâu. Vì chuyện này của Tôn Thiếu Khang, hai nhà Lục Tôn phải vận dụng hết thế lực mới có thể ngăn cản, không cho tin tức bị đăng lên báo. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy trong lòng chán nản, bọn họ là người thân đó nha. Tuệ Nghi à, cảm ơn em đã nói giúp anh rõ ràng. Giọng nói trầm ổn từ cửa truyền tới. Lục Thiên Hiếu trong tay cầm một bó hoa tulip đi tới bên cạnh giường bệnh. Anh cầm hoa nhét vào trong tay của Mạnh Tĩnh Vi. Có một số việc nên từ người bên ngoài nói ra, làm như vậy không phải là sẽ dễ nói chuyện hơn sao? Tống Tuệ Nghi cười cười nói. Cô nhìn ra Lục Thiên Hiếu không muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho Mạnh Tĩnh Vi biết. Anh không muốn để cho Mạnh Tĩnh Vi biết trên thương trường hiểm ác đáng sợ như thế nào. Lục Thiên Hiếu nhìn Tống Tuệ Nghi bằng đôi mắt đầy biết ơn. Cô thực sự là một người con gái rất tốt, chỉ có thể nói bọn họ không có duyên đến được với nhau. Tống Tuệ Nghi thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của Lục Thiên Hữu. Cô nhìn sang phía Mạnh Tuấn Sinh. Chúng ta nên đi ra ngoài thôi, không nên đứng ở đây để làm bóng đèn. Mạnh Tuấn Sinh cũng cực kỳ hiểu chuyện, đứng lên đi theo Tống Tuệ Nghi ra khỏi phòng bệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi thì đỏ bừng. Lục Thiên Hữu giơ tay gạt đi những sợi tóc nhỏ đang xõa xuống bên mặt của cô. Tuệ Nghi chỉ nói với em có một câu thôi, mà khuôn mặt của em đã đỏ bừng như vậy. Sau này em đi theo anh tới những chỗ đông người thì em phải làm cái gì đây hả? Mạnh Tĩnh Vi hận dỗi liếc mắt nhìn anh. Chẳng phải là không đi cũng được hay sao? Lục Thiên Hiếu lơ đễnh nhún nhún vai, ngồi xuống. Anh móc trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Trên khuôn mặt tươi cười cũng chuyển thành nghiêm túc. Anh mở chiếc nắp hộp ra, chiếc nhẫn lóng lánh sáng chói làm cho Mạnh Tĩnh Vi không thể nào mở mắt ra được. Tĩnh Vi à, gả cho anh có được hay không?
Mạnh Tĩnh Vi nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy tình yêu xấu hổ kia mà gật đầu. Lục Thiên Hiếu cực kỳ vui sướng, vươn tay run rẩy giúp Mạnh Tĩnh Vi đeo nhẫn vào. Mạnh Tĩnh Vi cười tươi như hoa, nép sát vào trong ngực của anh. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, đã từng là mơ ước hy vọng xa vời này đã trở thành sự thật. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.